Có một lời nguyện á. Lời nguyện này nên nói trước công chúng, quý vị có thể chép, còn ai mà nghe không được thì có thể là chúng ta sau này nghe băng giảng lại nha. Nguyện này nó hơi lớn, nguyện hơi lớn nhưng mà chúng ta cũng nên nghe đi. Tức là khi chúng ta, trước khi chúng ta ngồi thiền nè, đáng lý cái này là tôi sẽ đưa cho cái bài giảng tới á, nhưng mà đây hỏi chúng ta nói trước, cái bài giảng tới chúng ta sẽ nói lại cái bài nguyện này. Khi mà mình đảnh lễ trước bàn Phật, mình khấn nguyện á, tại vì tất cả những cái nguyện nó tạo thành một cái lực cho cái công phu tu tập của chúng ta, không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp cho tới khi chúng ta thành Phật. Tùy cái nguyện của mình mà cái năng lực nó sẽ đưa chúng ta đi tới đâu. Ví dụ như bây giờ mình tu, mình chỉ cầu là mình gia đình mình được bình yên thôi, như đó mình cảm thấy thỏa nguyện rồi thì mình tới yên yên gia đình mình là đủ. Mình cầu mình có được phước báo thì mình thấy có khá giả cái phước báo hơn chút là mình đã thấy đủ. Nhưng lần này mình không nguyện đơn giản như vậy, mình nguyện cho tới khi thành Phật. Thì từ đây cho tới khi thành Phật là mình tu làm sao, mình học làm sao, mình hành làm sao, và mình chứng đắc làm sao cho tới khi mình chứng quả Phật như thế nào. Đó là một cái lời nguyện của mình. Và nếu chúng ta thực hiện lời nguyện đó là tự động, ví dụ như lỡ chúng ta có mất đi trong đời này thì cái nguyện nó sẽ gìn giữ chúng ta đời sau, chúng ta tiếp tục thực hiện cái hạnh nguyện đó. Thì đó, cái hạnh nguyện là cái rất cần thiết cho những người tu tập. Nên chúng ta cũng nên phát tâm phát nguyện lớn, phát tâm phát nguyện lớn để chính nguyện nó sẽ giữ, nó sẽ ung đúc chúng ta từ đây cho tới ngày chúng ta thành Phật. Nên là khi mà đốt nhang trước bàn Phật á, thì chúng ta nên khấn nguyện, khấn nguyện. Và chúng ta nguyện không phải một mình nữa. Thì trong cái quý vị có thể nghe cái bài giảng lễ Phật thành đạo năm 2009, 2008 chứ. À, chúng tôi có nói tới cái này, nói tới cái lời nguyện này. Tức là thứ nhất là ha, khi mà đảnh lễ trước bàn Phật rồi thì nguyện con nè, con tên gì, pháp danh gì đó, cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là nguyện đó. Thì thứ nhất là mình cùng với chư vị hộ mình. Thế là mình ở trong cuộc sống này, bất kỳ ai, dù người đó là giàu sang hay nghèo khổ, đều cũng đều có cái người hộ chúng ta cả. Họ gìn giữ mình suốt 24 tiếng đồng hồ, dù chúng ta có ngủ đi họ cũng giữ mình. Cho nên khi mình đã lại Phật, mình làm một điều công đức phước đức là mình cũng phải nghĩ tới người ta một chút. Cho nên nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, những người hộ mạng mình, những người gìn giữ bảo bọc mình, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc. Tức là dòng họ bà con mình, những người tùy tùng, những người đi theo mình, những người ở mình, những người xung quanh liên hệ tới mình có thể trợ giúp chúng ta điều gì đó trong cuộc sống này, những người liên quan mật thiết chúng ta gọi là tùy tùng quyến thuộc. Rồi cùng với tứ ân phụ mẫu của chúng ta. Tứ ân phụ mẫu thì biết rồi phải không? Tứ ân phụ mẫu. Rồi cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Ví dụ như mình lễ đó nha, ví dụ như là cái câu chí tâm lãnh lễ nè, chúng tôi thường hay có hướng dẫn quý Phật tử lễ như thế này: chí tâm lãnh lễ hoặc là nhất tâm lãnh lễ, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính lãnh lễ. Cầu khi chúng con lãnh lễ, thân biến ra muôn vạn ức thân, đồng cung kính đảnh lễ. Ví dụ như mình lễ Phật thì tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới, không? Chúng ta đó chưa? Thì chúng ta muốn lễ gì nghĩa theo cái nghi thức mà của kinh Nhật Tụng đó, thì tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp thì nó tăng thần trú tâm bảo cũng được. Hoặc là chúng ta chỉ cung kính lãnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ hư không khắp pháp giới cũng được, phải không? Rồi cái lễ thứ hai là chúng ta cũng như vậy, cũng đọc hết như vậy rồi chúng ta lễ. Tôi hay nói chơi, tôi nói tôi ít tu lắm, nhưng mà tôi tu là tôi chấp quý vị tu ngàn năm, tôi tu năm đủ rồi.
Thì sao từ trước giờ là mình nhất tâm đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tội không khắp pháp giới lại xuống lại. Là thứ nhất là có một mình lại, mà có một thân này lại thôi. Còn này là mình lại cùng chư vị hộ mình, cùng của quyền thất tổ, cùng tất cả chúng sanh muôn loài đều lại hết. Và cái đặc biệt nữa là thân mình lại biến ra muôn vạn ức thân để đồng cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới. Tức là chỗ nào có Đức Phật, dù là mới thành Phật hoặc là đang thành Phật hoặc là đã thành Phật, phải không? Thì thân mình liền biến hóa tới đảnh lễ ngay cái chân Đức Phật đó, không có sót Đức Phật nào hết. Thì cái phước báo nó khác đi nhiều lắm, khác rất là nhiều, phải không? Rồi chúng ta đọc luôn cái bài chú biến thân nữa, bài chú biến thân nữa nè. Khi đó hai cái tay chúng ta chấp lên, giờ chúng ta hai cái tay chấp, thay giờ chấp gì đúng không? Chấp gì thì chúng ta cuốn ngón trỏ lại, cũng chấm hình búp sen như vậy ha. Chúng ta để ngang trán, để ngang trán chúng ta đã bọc đọc cái bài chú biến thân. Om mani mani pharavara pharavara rudya badme maha phara bờ he. Xóa ha, đọc lại nè nha. Om mani mani pharavara pharavara rudya badme ma ha phở ra bờ hê xóa ha. Là lúc đó hai cái tay chúng ta chấp như thế này. Khi đọc xong cái câu chú đó, chúng ta búng cái tay chúng ta lên rồi mới cúi xuống lại, hiểu chưa? Và khi chúng ta chấp cái tay mà chúng ta niệm như vậy á, là chúng ta tưởng cái thân chúng ta biến khắp khắp pháp giới để được đảnh lễ chư Phật mười phương. Thì chú này là chú biến thân, cho nên khi mà chúng ta đọc thì hai tay chúng ta chấp bình thường, đúng không? Nhưng mà lúc chúng ta đọc chú là chúng ta co lại thôi, cũng vẫn chấp hình búp sen mà chỉ co ngón này lại. Thì khi đọc xong câu chú là chúng ta búng ra, chúng ta lại xuống, búng thẳng lên đầu là chúng ta lại xuống. Thì lúc đó là chúng ta cứ tưởng tượng là cái thân chúng ta biến quá hai bên, biến hằng hà sa số thân. Tại nãy mình cầu là mình được biến ra muôn vạn ức thân, thì khi chúng ta đọc bài chú là chúng ta tưởng tượng thân chúng ta biến ra đi khắp mười phương pháp giới để được đích thân đảnh lễ từng Đức Phật. Ở quá khứ có bao nhiêu Đức Phật chúng ta cũng được đức thân đến đó đảnh lễ. Hiện tại có bao nhiêu Đức Phật chúng ta được biến hóa thân tới đó đảnh lễ. Và vị lai có bao nhiêu Đức Phật thân chúng ta cũng biến được tới đó để đảnh lễ. Không, tức là chư Phật ba đời và tận hư không pháp giới này có bao nhiêu Đức Phật thì thân chúng ta cũng biến tới đó đảnh lễ các ngài. Khắp pháp giới này có bao nhiêu Đức Phật thân chúng ta cũng biến hóa tới đó để đảnh lễ nữa. Hay một lại là có muôn ngàn phước đức chứ không phải là lại bình thường như từ trước đến giờ nữa. Đó là cái lại nha. Bây giờ tới cái nguyện nè. Nguyện. Ê, có những người biết tu trong vòng 5 phút rồi phước báo xài mấy đời không hết. Bây giờ cái nguyện nè. Thì sau khi mình nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cũng giống như vậy rồi, hết cái câu nguyện đó. Thì khi mà mình đảnh lễ Phật hoặc là mình tọa thiền hoặc là mình trì chú gì đó, thì con nguyện là cái bây giờ con phát khởi con trì tụng bộ kinh gì đó, hoặc là con phát khởi con niệm Phật, hoặc là con phát nguyện con ngồi thiền, phải không? Thì nguyện cho con cùng tất cả những vị mà nãy mình đọc á, chư vị hộ chúng con rồi đó, thì được tiêu trừ nghiệp chướng này nha, báo chướng, phiền não chướng, tức là ba cái nghiệp đó, quan khiên trái chướng nhiều đời. Cái quan khiên trái chướng nhiều đời nó làm cho người ta bệnh tật, làm cho thế này thế kia đó, thì cũng được tiêu trừ quan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp. Những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con tiêu trừ được cái vi tế hoặc trần sa hoặc nghiệp, tiêu trừ lậu hoặc và vi tế ngã chấp pháp chấp. Có những người tưởng nó tiêu ngã rồi nhưng mà vi tế ngã chấp vẫn còn, cho nên vẫn có thể sống lại. Cho nên là tiêu trừ được những cái hoặc nghiệp vi tế nhỏ nhiệm nhất của mình, khai mở đại trí huệ để chúng con thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tâm tạng giáo điển của chư như đại lễ lại, hòa nhập vào bồ đề tự tánh thanh tịnh. Tức là khi mình thấu hiểu chân lý rồi là mình nhập trong cái bồ đề tự tánh, tức là bản giác thanh tịnh của mình á, thì gọi là bồ đề tự tánh thanh tịnh. Để cho tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm mà chúng con luôn xứng hợp với chân lý,
luôn xứng hợp với tâm ý của chư Phật. Tức là tâm nguyện Đức Phật độ sanh như thế nào, cái điều gì Đức Phật muốn làm là mình nói mình làm điều giống như vậy, điều được như vậy, điều đúng như vậy hết. Luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý chư Phật mười phương, không? Để tự cứu độ mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê sanh tử luân hồi. Nguyện bắt đầu lớn rồi đó, thấy không? Là con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai. Tức là mình xin mình làm tôi tớ Đức Phật rồi. Kệ nó, làm tôi tớ Đức Phật cũng được, không có lỗ đâu, đừng có sợ. Để con sẽ chuyển cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình xin nguyện làm sứ, được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để mình chuyển tải cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng sanh đó có cái tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là họ có tâm mong cầu thành Phật, mình cũng chuyển tải giáo pháp đến với họ. Và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này thì mình cũng đem giáo pháp đó tới để cho họ được lợi lạc nữa. Hai tâm mong cầu đó, đúng không? Đủ chưa? Phát nguyện đủ, đủ xài cho cả đời. Phát nguyện này từ đây cho tới khi thành Phật chúng ta làm mới xong. Thành ra khi mà chúng ta có một cái nguyện nào đó đó, kể từ ngày chúng ta phát tâm phát nguyện, đây là cái phát khởi được cái này là coi như chúng ta đã phát khởi được Bồ Đề Tâm. Hàng đêm chúng ta lễ lại như vậy, tức là chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm rộng lớn để độ tận chúng sanh rồi. Rồi là cuối cùng mình còn cầu thêm một chút nữa cho chúng sanh, cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành để phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi được tăng trưởng và sớm thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều sớm thành Phật. Mà muốn sớm thành Phật thì phải tinh tấn tu, mà tinh tấn tu thì phước đức tăng, trí huệ tăng thì mới đủ cái công đức phước đức thành Phật được. Chết được hết rồi phải không? Giờ đọc lại từ đầu một lần này nha. Đọc lại từ đầu một lần. Ví dụ như phát nguyện nè, là cái nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng cửu quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Sau cái thời tụng kinh, sau thời tọa thiền, hoặc là trong thời tụng kinh này, trong thời tọa thiền này, chúng con sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp, những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con. Không? Nguyện chúng con được tiêu trừ những vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, lậu hoặc và vi tế ngã chấp pháp chấp của chúng con. Và cầu nguyện cho chúng con được khai mở đại trí huệ để cho chúng con được thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tam tạng giáo điển của chư Như Lai để lại. Tức là không phải Đức Phật bổn sư chúng ta mà tất cả chư Phật mười phương có để lại cái gì chúng ta cũng đều thấu hiểu hết, không? Thấu hiểu tam tạng giáo điển và thấu hiểu tam tạng giáo điển của chư Như Lai để lại, hòa nhập vào Bồ Đề tự tánh thanh tịnh để tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm của chúng con kể từ đây luôn xứng hợp với chân lý, xứng hợp với tâm ý của chư Phật mười phương để tự cứu thoát mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê trong sanh tử luân hồi. Thấy chưa? Rồi nguyện chúng con được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để chúng con chuyển tải giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này. Với tất cả những người có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này. Nghe chưa? Và nguyện cầu cho tất cả chúng sanh luôn luôn được tinh tấn,
luôn được tăng trưởng phước đức và trí huệ, sớm thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi hết. Thấy cái bài phát nguyện này có thể mình tu tới lúc nào? Tôi định là để giảng cái bài kỳ tới đó chứ. Thật ra khi mà có những người tu tập á, trong đạo Phật á, những người tu hết sức là tinh tấn nhưng mà thấy ở đâu nó cũng còn nguyên đó, không có thay đổi được gì hết. Lý do là người ta phát tâm phát nguyện chưa có đúng mực. Phải nói như vậy là chúng ta cái nguyện chúng ta nó không có lực, không có tới cái chiều sâu của nó. Nên chúng ta tu chúng ta thấy nó lòng vòng. Tu mà nhiều khi người ta hỏi, ủa tu để được làm gì? Mình cũng chẳng có biết trả lời. Tôi tu cũng tinh tấn lắm mà tôi cũng không biết tôi thành cái gì, tôi được cái gì, tôi mất cái gì. Thế nên là phải có một cái nguyện đó. Cái nguyện đó là một cái gì đó mà gìn giữ bảo bọc chúng ta từ đây cho tới khi chúng ta thành Phật, chứ không phải là một cái nguyện không một đời này. Mình phải đủ lớn, đủ mạnh, đủ lực để bảo bọc chúng ta trong dòng chánh pháp, không bị rớt ra ngoài. Khi ai đã phát tâm phát nguyện này rồi thì đời đời kiếp kiếp chúng ta ở trong dòng chánh pháp chứ ra không có được, tại vì chúng ta làm chuyện đó chưa xong mà. Không, mình phát nguyện này mà mình làm chưa xong thì đời sau mình ra đời mình tiếp tục làm theo cái nguyện này nữa, và cứ mãi mãi cho tới khi thành Phật thì mới xong cái nguyện này. Đó thì đó là cái nguyện lực của tất cả những người tu theo đạo Phật. Có mấy câu hỏi trước à. Câu hỏi thứ nhất là không gian và thời gian khác nhau như thế nào? Thứ hai là gì ta? Nhãn gian có câu hiền, nhân gian có câu hiền như đất, nhưng khi đất giận dữ cũng đã vùi chôn bao nhiêu người, và gió lửa nước cũng như thế. Vậy bản chất của nó là gì? Con người cũng do tứ đại mà thành, vậy bản chất con người là gì? Sao con nghe nói nhân chi sơ tánh bổn thiện? Câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền con hay bị ngáp, chảy nước mắt sống, xin thầy giúp con. Cái câu thứ nhất là không gian và thời gian cũng dễ quá mà hả? Không gian, cái thời gian là thật ra là nó là thời gian tâm lý chứ nó cũng chẳng có thật cái gì. Chúng ta có cái khái niệm là chút nữa, hoặc là chúng ta nhớ nghĩ là cái chuyện đã qua rồi. Để khái niệm nó tự hình thành ở nơi tâm chúng ta, tức là chúng ta đã hình thành cái thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Chúng ta ngồi chúng ta toan tính một sự việc gì đó một chút nữa chúng ta làm, chúng ta có cái khái niệm để một tí nữa chúng ta làm, tức là chúng ta đã tự khái niệm thời gian rồi. Hoặc là chúng ta ngồi là chúng ta nhớ là cái chuyện trước, tức là trong đầu chúng ta luôn luôn bị dao động ở hai điểm, một là tương lai, hai là quá khứ. Chúng ta chưa bao giờ dừng lại ở hiện tại phút giây nào cả, chúng ta chỉ lướt ngang hiện tại để tới tương lai và lướt ngang hiện tại để lùi về quá khứ. Tâm chúng ta luôn dao động ở hai đầu này. Còn không gian là một cái khoảng trống khái niệm của chính mình, những cái mà mình có thể mình nhìn, ví dụ như từ chỗ mình tới một cái vật trước mắt, ví dụ từ chỗ quý vị tới cái bình này, thì khi nhìn nó thì quý vị thấy cái bình nhưng mà không thấy cái khoảng trống từ quý vị tới đây. Cái khoảng đó gọi là không gian. Không gian là một khoảng trống không vật chất, khoảng trống không vật chất mà mắt chúng ta không thể thấy được, đó là cái khoảng không gian. Mà vật, tất cả những vật chất nhờ không gian đó mà hình thành. Nếu không có không gian, ví dụ như đây bít hết thì mình không thể ngồi trong này được. Ở đây ví dụ như khoảng không gian này bít hết thì không thể cất thêm cái nhà, không thể làm thêm cái gì. Nhưng không gian mặc dù nó rỗng không nhưng mà cái giá trị của nó rất là lớn. Nếu không có nó thì không có thành cái gì trong cái thế gian này cả. Không gian là cái gì rỗng, nó không có cô đặc, nó không có vật chất. Chúng ta có thể định nghĩa khái niệm nó như vậy. Ở nhân gian này có cái câu hiền như đất, nhưng mà khi đất giận dữ là vùi lấp không biết bao nhiêu người. Gió cũng vậy, thổi không biết là đổ bao nhiêu cái nhà, lửa biết cháy bao nhiêu sự vật rồi, vân vân. Nước có thể là cuốn trôi không biết bao nhiêu người chết rồi. Thì trong tứ đại này á, trong tứ đại này, như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói á, cái tứ đại nó là cái gì?
nó không phải do nhân duyên, không phải do tự duyên. Không phải do nhân duyên là một, không phải do tự nhiên là hai, mà do tâm hành của chúng sanh, tùy nghiệp của chúng sanh mà thọ cảm cái sự việc như thế. Ví dụ bây giờ chúng ta lửa thì chúng ta không thấy đâu hết, đúng không? Nhưng bây giờ mình muốn bật hoặc quẹt để mình đốt cái đèn, tức là tùy theo cái tâm của mình muốn bật hoặc quẹt lên để đốt cái đèn, cho nên là sẽ có lửa cháy đủ cái đèn. Nhưng mà nếu mình có tâm là đốt cái đuốc để đốt cái nhà thì nó sẽ cháy nguyên cái nhà, đúng không? Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Chứ còn cái lửa đó nó không phải là do nhân duyên, cũng phải là tự nhiên. Tự nhiên thì nó đã cháy khắp cái cõi này rồi, mình đâu có ngồi đây được. Do nhân duyên hòa hợp cũng không đúng. Thì đây, nếu quý vị mà nghe Kinh Lăng Nghiêm đoạn này chúng tôi có giảng, thì vậy là trong tứ đại này không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, mà tùy theo tâm niệm của chúng ta mà nó hiện hữu. Tâm niệm chúng ta muốn cái gì nó hiện hữu đó. Chúng ta muốn tắm trong hồ thì sẽ có nước hồ để chúng ta tắm. Chúng ta tắm sông thì sẽ có sông. Chúng ta tắm muốn ra biển thì sẽ có biển. Ví dụ gì? Thì vậy là tùy tâm nguyện của mỗi người mà tứ đại hiện ra đúng với tâm nguyện đó. Thành ra khi cái tâm nguyện chúng ta trong trên dao động, không yên ổn, thì nó sẽ tạo thành gió bão. Để ý những cái vùng nào bão lụt nhiều, tâm tư của người dùng đó như thế nào. Chúng ta để ý, chúng ta thấy cái sự dao động chúng ta sẽ tạo thành năng lượng và tạo thành động ở trong bầu không khí này mà chúng ta đâu có hay đâu. Nó sẽ kết thành những cái trận gió lốc khủng khiếp để cuốn trôi những người đi. Tâm sân hận chúng ta tạo thành những cái nguồn lửa nóng để đốt cháy một cái thành phố nào đó. Tâm dao động trong trên chúng ta không yên ổn, làm sập đất lỡ đai để chết những người có những cái điều đó. Đó là do tâm lượng của chúng sanh mà tùy nó hình thành. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa nó là Như Lai tàng tâm thanh tịnh trùm khắp pháp giới, chứ không phải đất, nước, gió, lửa là cái kiểu thấy hình tướng như mình. Nhưng mà tùy cái duyên nghiệp của mình để mình nhận được cái thân tứ đại này, phải không? Thì mình có cái duyên đó, có cái nghiệp đó, có cái nhân quả đó, cho nên mình mang cái thân này với một cái thời điểm đó, và thân này lại trả tiếp tục trở lại tứ đại, là tùy theo cái nghiệp mà mình hình thành cái thân này, chứ không phải thân này ai tạo ra cả. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người mang cái thân khác nhau. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người một khuôn mặt không giống ai hết. Ở đây ngồi biết bao nhiêu người, coi cái mặt ai giống ai đâu không có. Mà 8 tỷ người trên thế giới này cũng không có cái mặt ai giống mặt ai cả. Vì mỗi người đã mang một cái nghiệp đã tới đây, thì mỗi một cái nghiệp nó sẽ hình thành một thân tướng khác nhau trong cõi giới này. Thì đất, nước, gió, lửa nó là như vậy. Nhưng quý vị nếu mà có nghe cái phần Thu Thất Đại trong Kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi đã có giảng phần này rất là rộng. Đến cái câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền thì hay ngáp, chảy nước mắt sống. Đây cũng là một cái nghiệp của chúng ta. Thực sự là một cái nghiệp. Một là nếu mà do chúng ta ăn uống không tốt, ăn uống không kỹ thì nó sẽ tạo thành hơi. Mà thường những người ngáp nhiều là có một cái dấu hiệu không tốt của bao tử. Không tốt bao tử. Thì do chúng ta ăn thức ăn không tiêu gì đó, chúng ta ngồi thiền có thể chúng ta bị ngáp. Tức là phải xem xét thứ nhất lại là cái ăn uống của mình cái đã. Nếu mà ăn uống chúng ta đang tốt rồi thì chúng ta xem xét lại cái nghiệp thứ hai là coi cái bao tử mình có vấn đề hay không. Nếu bao tử chúng ta tốt rồi thì cái nghiệp thứ ba là từ xưa giờ chúng ta cái thân nó thích hoạt động. Tức là con người thích thay đổi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tức là mới làm này làm kia làm động hoài thì thân thể nó chấp nhận quen như vậy rồi. Bây giờ bắt nó ngồi lại nó làm một chuyện nó chán á, cho nên nó ngáp. Để ý là thường thường ví dụ như đây là cái tâm lý sâu thẳm của mình. Ví dụ như bà mẹ mà ru đứa con ngủ phải không, cứ câu một thôi, hồi ơi giờ ngủ đi con, hỏi ghét quá nó ngủ. Chứ không phải là ca hay mà nó ngủ, không phải ca mùi mà nó ngủ, là tại nó chán quá nó không muốn nghe nữa cho nó ngủ cho rồi. Đó thì cái tâm lý của mình nó cũng giống vậy đó. Tự nhiên nó đi chơi vui chết bắt ngồi niệm nó mua với đồ Phật, mua với đồ Phật nó chán quá rồi thôi nó ngáp nó ngủ. Đó là một cái nghiệp mà mình không có quen, tức là mình chưa có quen tu thì cơ thể mình chưa chấp nhận cái điều này.
thì buộc mình phải làm nhiều lần để mình có thể chấp nhận được cái thời gian nhất định là 1 tiếng đó mà nó không ngáp nữa, tức là lúc đó nó đã chịu rồi. Cái thân mình nó đã chấp nhận cái chuyện đó rồi, chứ đâu ai chịu ngồi yên. Đi chơi, đi bộ hay nói chuyện hay làm việc đó, thì mình cảm thấy nó cái thân nó chấp nhận, nó đã nhiều chục năm như vậy, nó quen rồi. Không ai chấp nhận mình ngồi một chỗ hết á, không ai chấp nhận mình ngồi yên, cho nên khi ngồi yên là nó cự nữ, nó khó chịu, nó làm cái này làm cái kia đủ thứ chuyện. Nhưng mà lần lần nếu mà chúng ta tu tập quen thì nó sẽ từ từ nó yên. Nó trải qua nửa tháng như vậy rồi, cô khổ sở, cô nói là con muốn thoát thoát không được, cô điện vô cô khóc quá chừng á. Thì nói bây giờ tự cô cứu cô, chứ bây giờ tôi không có cách, là tại vì tôi ở trong Nam, cô ở ngoài Bắc. Tôi chỉ cô cái cách làm như vậy. Tức là bây giờ cô phải nhìn ra, nhìn được, chụp hình một cái tượng Quan Âm trong trí não mình, và bắt đầu làm đúng theo sự hướng dẫn của tôi, rồi cô bưng ly nước cô uống là sẽ hết. Và rõ ràng hết thiệt, xong là hết liền. Đó, cho nên là trong Đạo Phật chúng ta nói về năng lực để mà trừ tà thì không có năng lực nào có thể so sánh tới cái năng lực của Phật. Và nhất là năng lực của Ngài Quán Thế Âm này. Tức là cho nên ở đây khen tặng Ngài Quán Thế Âm là có khả năng trừ tà, trừ yêu quái. Cho nên người nào mà đi đường mà sợ ma phải không? Thì người ta nói sao là bắt ấn nắm tay lại niệm Om Mani Padme Hum, đi tới đâu cũng không có ma tà khuấy phá mình. Còn nếu như bây giờ chúng ta mà nghi ngờ, thật sự thì không biết có tà, có bùa yếm mình hay không, nhưng nếu mình nghi ngờ thì mình làm vậy để cho tự mình uống. Thấy chưa? 6 tháng là một lần. Tức là một lần uống cái nước đó có tác dụng đúng 6 tháng nha. Thì một năm mình làm 2 lần là coi như mình không có sợ tà ma gì, không có sợ ai bỏ bùa, bỏ chú mình được nữa. Đây là một cái điều mà trong Phật Pháp nó có một cái tác dụng rất lớn đó. Thì ở đây là cái khả năng mà hàng tà ma của Ngài Quán Thế Âm nó rất là mạnh. Và đó là cái kinh nghiệm thực mà chúng ta đã chỉ rất là nhiều người thành công. Quý vị thử để ý, có rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm. Chúng ta cũng có thể thí nghiệm thử một cách là chúng ta lấy một ly nước ha. Thì quý vị để một ly nước trong trước mặt mình, tối mình niệm Om Mani Padme Hum chừng 108 lần thôi. Còn một ly nước nữa cứ quay cứ chửi nó, mày là đồ quỷ, mày là xấu xa, mày là ác độc gì đó cứ chửi nữa. Trong nửa tháng thôi, quý vị sẽ nghe cái mùi hương từ cái ly mình niệm Om Mani Padme Hum, và sẽ nghe cái mùi hôi ở cái ly nước chúng ta chửi. Nó rõ ràng, tức là khi chúng ta tác ý lên một sự vật mà tác ý tốt, mà cái phân tử nước nó nhạy cảm lắm, cho nên nó thành tốt thành xấu liền sau khi chúng ta uống. Cho nên là nếu mà người nào mà muốn mà có những người, có những bệnh nhân mà kể rất là nhiều chuyện với chúng tôi biết là có những bệnh tật rất là nặng, nhưng mà mỗi lần uống thuốc thì cứ niệm Ngài Quán Thế Âm, niệm trong 108 lần rồi bưng ly nước uống, để ly nước trước mặt niệm rồi mới uống, thì rõ ràng là kết quả trị bệnh nó sẽ cao hơn là không niệm. Mà họ cảm nhận từng ngày như vậy và cuối cùng bệnh hết. Thì ra cái khả năng mà hàng tà ma trừ ở quán Ngài Quán Thế Âm là có trong cõi nhân gian của chúng ta, chứ không phải là không có. Có cái tác dụng đó thật. Và thứ kế nữa là Ngài năng trừ nguy hiểm. Tức là đối với Ngài Quán Thế Âm là hay trừ khử những cái nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Cho nên thường chúng ta đi thấy tất cả các đầu xe đều có cái gì? Có cái hình Ngài Quán Thế Âm. Người ta có cái ý gì? Tức là nhờ Ngài Quán Thế Âm ở trên xe đó là xe đó không có bị nguy hiểm, không có bị tai nạn. Hoặc là có một số Phật tử chúng ta muốn thờ tượng Quán Thế Âm trong nhà để chi? Để cầu được cái sự an lành cho gia đình mình. Tức là không có sự nguy hiểm đến cho gia đình mình, không có tai nạn, không có khổ ách. Và cái người mà tin tưởng á, thì đi đường hoặc là chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chúng ta bắt đầu niệm Ngài Quán Thế Âm thì tự động mình nghe an. Nhưng mà mình cũng có đủ cái tin là trên đường đi mình cũng không gặp nguy hiểm, không gặp chướng nạn, không bị bùa chú. Mà sự thật, bùa mà người ta với cái người bình thường họ có thể dỗ dai cái là mình đưa móc túi đưa hết tiền, nhưng mà lỡ mà dỗ dai trúng cái người đang niệm Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thì coi chừng mất bùa luôn. Cho nên chúng ta đi đường, nếu mà chúng ta muốn giữ yên mình, đúng không, chúng ta muốn cho mình đừng có bị chướng nạn, thì nên thầm thầm niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm thôi. Hoặc là chúng ta niệm cái câu Om Mani Padme Hum. Mà thường là chúng ta niệm Om Mani Padme Hum ấy, không thì nó sẽ không có năng lực. Niệm thêm mấy chữ nữa là
Om Mani Padme Hum Hat Rị Hắc Ớ Tê Nặng Hat Rị Xóa Ha. Cái Hat Rị nó giống như là một ấn chú, giống như một tờ giấy mà ký tên mà chưa đóng mộc đó, thì nó không có lực. Thì chúng ta niệm Om Mani Padme Hum không có lực, mà nếu thêm Hat Rị là bắt đầu có năng lực. Hat Rị Xóa Ha, xóa X O A sắc. Om Mani Padme Hum Hat Rị Xóa Ha. Chúng ta thường xuyên niệm như vậy. Cái âm của Om Mani Padme Hum này có khả năng tiêu trừ được những cái tà tâm, những cái tạp niệm ở nơi tâm thức của mình nữa. Dễ yên tâm hơn trong tất cả các tình huống. Và nếu chúng ta niệm mà đi vào thiền định á, thì chúng ta niệm vẫn có tác dụng để cho chúng ta nhanh được thiền định hơn các cái niệm khác. Thì quý vị thử, quý vị thấy công phu này nó có cái rất là có lợi. Không phải là trừ khử cái tà ở bên ngoài, mà trừ khử luôn tà tâm tạp niệm của chính mình luôn. Tâm rất là thanh tịnh và chúng ta sẽ thăng tiến công phu rất là nhanh. Cái thứ năm là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Quý vị có tưởng tượng ra là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là một tay cầm cái gì? Một tay cầm cành dương liễu đúng không? Một tay cầm cái bình. Thì vậy là cái bình đó gọi là thanh tịnh bình. Thanh tịnh bình. Còn cái cành dương liễu gọi là thùy dương liễu cam lồ sái thanh tịnh. Tức là cái bình đó là cái bình thanh tịnh. Cái bình đó thực sự thanh tịnh thì mới chứa được nước cam lồ. Và cái nước cam lồ đó mà cành dương liễu dúng vào để rải cho đến chúng ta đó, gọi là sấy thanh tịnh đó, thì tất cả chúng ta đều được thanh tịnh, đều được thanh tịnh thân tâm của mình. Như vậy là cái gốc để chứa nước cam lồ là gì? Là phải cái bình phải thanh tịnh. Cái bình phải thanh tịnh, đúng không? Tất cả mọi cái mà nếu có năng lực thì phải xuất phát từ chỗ thanh tịnh, năng lực nó mới có. Thì vậy là cái bình để đựng nước, mà nước đó được gọi là cam lồ thì phải chứa trong bình thanh tịnh đó. Cũng như chúng ta là nếu mà muốn cho cái năng lực tâm chúng ta nó mạnh lên, chúng ta muốn tác ý là một điều gì mà cho có tác dụng á, giống như nãy mình niệm cái ngày Quán Thế Âm, mà muốn có tác dụng, muốn có lực thì tâm chúng ta cũng phải thanh tịnh mới có tác dụng lớn. Như vậy là một người tu mà đạt được cái cảnh giới tâm thanh tịnh á, thì những cái gì dung chứa nơi tâm của họ đều là gì? Là cam lồ, có thể giúp đỡ trần gian này. Còn mà chúng ta có thể giúp người khác mà tâm chúng ta không thanh tịnh thì không có lợi ích cho ai cả. Cho nên cái chính là phải được thanh tịnh, trong sáng. Vì vậy là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là không còn những cái tạp niệm lăng xăng nữa. Những cái thiện ác nơi Ngài đã được quá tán thanh tịnh rồi. Ngài ở cái chỗ viên thông Như Lai, trùm khắp pháp giới không có gì dính nhiễm được. Thì trong đó rất là thanh tịnh. Cho nên những cái hành động, những cử chỉ, những lời nói, những suy nghĩ của Ngài đều xuất phát từ cái chỗ thanh tịnh Như Lai đó. Cho nên có rất nhiều năng lực, mà không phải năng lực bình thường riêng cho một người, mà một lần có thể giúp khắp mười phương pháp giới này vẫn không tiêu hao cái năng lực của mình. Và đều có kết quả lớn cho tất cả các nơi. Ví dụ như bây giờ ở cái thành phố Mỹ Tho, chúng ta có khoảng 10 người niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm cầu cứu. Còn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 100 người, ở Hà Nội có khoảng 1000 người, ví dụ vậy. Và khắp thế giới này chỗ nào cũng có người niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm cầu cứu, mà bằng cái tâm thanh tịnh để niệm, nhất tâm để niệm thực sự, thành tâm để niệm thực sự, thì tất cả những người này đều cảm nhận được năng lực. Đó là năng lực từ cái chỗ thanh tịnh là trùm khắp pháp giới, là đều có đến tất cả các nơi, chứ không phải là đến một chỗ riêng một mình. Ví dụ như bây giờ ở đây mình đang ngồi niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm để mình cầu chuyện gì đó thì có kết quả cho mình, thì mình nghĩ rằng chắc là Ngài Quán Thế Âm chỉ quan tâm tới mình thôi, và năng lực đó chỉ tới mình, chứ thật sự không phải. Có hàng tỷ người đang hướng về, và hàng tỷ người đang cầu khẩn, hàng tỷ người đó vẫn nhận được năng lực và nhận được lợi ích đó liền. Đó, thành ra từ cái chỗ thanh tịnh mới có năng lực vĩ đại. Cho nên nếu mà chúng ta muốn làm một cái việc gì thì chúng ta nên yên tâm. Tâm chúng ta thực sự an á, thì sự việc chúng ta làm mới có hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta chỉ cần nấu cơm thôi, mà cái tâm chúng ta dao động nghĩ suy chuyện này chuyện kia thì coi chừng nồi cơm không có hiệu quả. Hoặc là chúng ta sắc gọt rau củ thôi, phải không?
Mà nếu mà chúng ta tâm chúng ta không yên, mà vừa sắc chúng ta vừa nghĩ ngợi buồn chuyện này nhớ chuyện kia là coi chừng hồi sắc vô ngón tay. Tâm chúng ta không yên là không có hiệu quả trong tất cả các công việc. Ở trong nhà Phật có một câu là trụ tâm nhất xứ là vạn sự sự bất biện, tức là tâm chúng ta mà trụ được một nơi rồi là không có chuyện gì mà chúng ta làm không có xong. Cho nên là nếu mà một người mà tâm thực sự thanh tịnh, tức là không có hai tâm trong lúc chúng ta làm, nó làm việc gì là chỉ có cái việc đó thôi. Ví dụ chúng ta đang ngồi viết thì chúng ta chỉ viết thôi, không có việc thứ hai. Chúng ta đang nấu cơm thì chỉ nấu cơm, chúng ta đang ngồi thiền là chỉ ngồi thiền, không có việc thứ hai. Thì vậy là tâm chúng ta đang rất là thanh tịnh. Mà chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện là chúng ta tụng kinh đi, thì nó không thanh tịnh. Cái đó cũng được gọi là không thanh tịnh. Đừng nói là cái chuyện là chúng ta phải nghĩ tới giận người này, ghét người kia. Nghĩa là cái tâm chúng ta có sự sai biệt trong lúc chúng ta đang làm là chúng ta không thanh tịnh, không thanh tịnh. Vì vậy là chúng ta sẽ không đạt được hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây để nghe giảng, mà tâm chúng ta chỉ cần hướng ra bên ngoài là tâm chúng ta không còn thanh tịnh. Và không còn thanh tịnh thì chúng ta không nhận hiểu hết những cái ý tứ trong bài giảng. Chúng ta không hiểu bài giảng muốn nói điều gì, đúng không? Đó, cho nên là lúc nào tâm thanh tịnh thì cái sự việc bắt đầu nó có hiệu quả, bắt đầu có hiệu quả. Thì ở đây cũng vậy, Ngài Quán Thế Âm là có cái thanh tịnh bình, tức là cái sự dung chứa thanh tịnh rộng lớn trùm khắp pháp giới của Ngài. Tức là cái tâm của Ngài đã thanh tịnh trùm khắp pháp giới rồi, cho nên những cái gì mà có ra trong pháp giới này đối với Ngài đều là thanh tịnh. Từ cái năng lực thanh tịnh đó mà dung chứa được nước cam lồ, tức là dung chứa được cái năng lực để cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên cái cành dương liễu, thứ hai là cái cành dương liễu là cái gì? Cành dương liễu là chúng ta thấy cái liễu rủ ở một số điểm du lịch người ta trồng. Cái cành nó không có lớn, nó để ra cái rủ 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 xuống như vậy. Nhưng mà gió bão cũng không làm gãy nó được. Gió thổi qua nó quật qua, gió thổi lại nó quật lại, gió thổi tới quật tới, gió thổi lui nó quật lui, nhưng mà không bao giờ bị gãy. Điều đó muốn nói cái gì nữa? Muốn nói tới cái điều thứ hai á. Đối với thế gian chúng ta xem như cái đó là một cái sự nhẫn nhục của mình. Muốn cứu độ một người trong cái cõi này có dễ không? Khó vô cùng. Nhưng Bồ Tát vẫn ẩn nhẫn, không? Từ cái cõi thanh tịnh của một vị Bồ Tát mà xuống cái cõi mà nhơ quế cõi Ta Bà, chúng ta là nghịch cảnh rồi. Giống như bây giờ chúng ta thấy á, là cái mùa nắng mà chúng ta ví dụ như là cỡ mùa hè của mình đang rất là nóng nực, đúng không? Chúng ta đang ở phòng lạnh rất là mát mẻ, và bước ra trời nắng là chúng ta nghe nó khó chịu, nghe nóng nực rồi. Mà phải làm việc ở ngoài đó là chúng ta phải ẩn nhẫn lắm, chúng ta mới ra ngoài trời làm việc được. Thì vị Bồ Tát ở trong cái cõi thanh tịnh của chính mình á, cái an lạc á, cái phúc lạc á, cái thanh thoát của họ gấp 1 tỷ lần so với cái chuyện một người ở phòng lạnh ra ngoài trời. Vì vậy là một Bồ Tát từ cái cõi giới của vị Bồ Tát mà tới cõi Ta Bà chúng ta là nó cực khổ cho Ngài vậy đó. Nó khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Chính chúng ta ở đây quen rồi, nhiều kiếp rồi mà chúng ta còn thấy cõi này nó còn khó khổ, đúng không? Thì vậy là một người đã thoát khỏi cõi giới này rồi mà họ quay lại thì họ có cực nhọc. Họ phải ẩn nhẫn để cứu độ chúng ta, để thể hiện cái lòng từ của Ngài quá lớn. Các vị Bồ Tát mà lòng từ bi mà không đủ mạnh á, xuống cõi này làm việc lần bỏ chạy mất. Nhưng mà Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm của ta thì sao? Là thường trụ cõi Ta Bà, thì rõ ràng là cái sức mà ẩn nhẫn để chịu đựng cái khó khăn trong cõi này á, rất là lớn. Có khi á, là một đời Ngài ứng thân làm một cái người phụ nữ để lo cho cái dòng họ, lo một gia đình thôi. Có khi Ngài ứng thân làm một người nam để lo cho dòng họ, cho gia đình. Một đời các vị xuống làm một cái việc nhỏ nhưng mà cũng phải xuống làm, vì cái duyên phải giúp cái dòng họ đó với nhau thì Ngài tới đó Ngài giúp. Ví dụ thì Ngài cũng phải ẩn nhẫn, phải chịu đựng cái kiểu của con người của mình, phải chịu quy luật về sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, đủ thứ chuyện khổ đau trong cõi này. Thì khi Bồ Tát nó ứng quá thân để xuống cõi này để làm việc Phật sự thì phải chấp nhận tất cả những cái thương đau đó, nhưng mà vẫn không lui sụp, tức là vẫn không làm cho Ngài ô uế được, vẫn dung chứa được cái nước cam lồ trong tâm của mình, vẫn giữ cho tâm được thanh tịnh như bình thanh tịnh mình kia. Nghĩa là trong tất cả những cái cõi giới ở mười phương này, Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện ở đâu để cứu độ chúng sanh thì Ngài cũng vẫn luôn ở trong cái tâm thanh tịnh đó, và lại vẫn luôn đầy đủ lòng đại từ đại bi, vẫn luôn ban phát những cái lợi lạc để cứu giúp, làm cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh tâm, thanh tịnh thân, thoát khỏi những cái khổ ách, dù bất kỳ chúng sanh ở cõi nào.
Ngài cũng đủ sức làm điều đó. À, chúng tôi nhớ có một cái mỗi chuyện mà cách đây khoảng 10 năm tôi gặp một ông cụ, ông làm cái ngành kiến trúc. À, mà cái chỗ xây dựng này mình không tiện nói ra, nhưng mà đại khái là ông làm ngành kiến trúc đó, ông làm thiết kế nội thất cho một cái tầng hầm của một cái cơ quan nhà nước. Và cái chuyện này là trước giải phóng đó. Tầng hầm nó đi vào là ở dưới có một cái hồ rất lớn chứa cái hồ axit ở dưới. Tầng hầm bí mật, sau khi xây dựng xong là toàn bộ cái băng thợ của ông cùng với ông thiết kế là đều bị đưa vô một cái đường rất là hẹp. Và được đúc bằng bê tông, đường nhỏ đủ một người đi tới tầng hầm axit và phải tan thân tại đó, không còn ai sống sót hết. Ông là một trong những người đó. Khi tôi gặp ông là ông đã 70 mấy tuổi rồi. Thì ông kể là sau khi xây dựng xong cái đường hầm bí mật đó rồi, thì ông cùng với bạn ông đi thẳng tới hầm axit để chết. Thì ông đi sao chót, ông nghe tiếng la là chết, la giải chết, la giải chết, la giải chết hàng loạt như vậy. Thì ông tự nhiên nhớ tới cái hồi nhỏ đó, ông không phải đạo Phật. Sau trận đó mới bắt đầu quy y. Hồi nhỏ thì ở nhà cứ hở là ông nghe mẹ ông niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Theo Bồ Tát, thì lúc đó ông bắt đầu mới nhớ theo câu đó ông niệm. Và ông cứ nhắm mắt niệm, tại vì trong đó trong hầm tối cũng không mở mắt, cũng chẳng có thấy cái gì đâu, thì cứ nhắm mắt niệm và cứ đi tới hoài. Sao ông cứ đi tới mà ông vẫn thấy ông chưa bước sụp hầm axit. Ông đi riết tới đụng một cái bờ tường, thì ông mở mắt ra là đúng cái bờ tường nhà mình. Ông nói không biết ông thoát cái kiểu nào, ông cũng không hiểu nổi cái chuyện mà ông thoát ra được cái tầng hầm axit đó. Và từ đó ông trốn luôn, ông trốn cho tới khi sau giải phóng. Giải phóng 70 mấy tuổi, một kiến trúc sư lừng danh. Thì rõ ràng là cái sự linh nghiệm mà cứu thoát khi mình niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm đó, ông cũng không có tưởng được. Cho tới giờ phút này ông nói là bây giờ ông cũng không biết ông ra mà cái kiểu nào nữa. Suy nghĩ hoài, tức là ông nói là đã hơn 40 năm tôi suy nghĩ tới chuyện này rồi thầy, mà tôi cũng không biết tôi thoát khỏi đường hầm này bằng cái kiểu gì nữa, không biết thoát ra bằng cái cách nào. Đây là một điều rất là linh nghiệm mà chúng tôi thường nghe những người, phải nói là những nhân chứng lịch sử thật kể, chứ không phải là cái chuyện huyền thoại. Tại vì năm đó tôi nhờ ông xuống ông vẽ cái bản vẽ để xây cái tháp của chùa, thì khi ngồi nói chuyện là ông kể lại cái chuyện đó. Thật ra thì chúng ta thấy là khi mà cái sự thanh tịnh đó nó có năng lực, nó biến có thành công, biến không thành có. Cái đường hầm, thay vì đường hầm đi thẳng tới hầm axit thì nó biến thành một con đường khác để ông đi thẳng tới về nhà mình. Cái năng lực thanh tịnh nó khủng khiếp như vậy. Cho nên khi mà một người tâm thanh tịnh rồi là đủ năng lực để có thể biến hóa tất cả mọi cái. Mọi người đang đau khổ thì sẽ đủ sức để có thể chuyển hóa sự đau khổ cho người khác, nếu mà tâm mình thanh tịnh. Một điều này rất là dễ thấy nhất, nếu như ở đây quý Phật tử chúng ta thực hiện công phu tu tập á, quý vị về nhà mà niệm Phật hoặc là chúng ta tọa thiền, có một cái lúc nào đó quý vị thực sự được định đúng như những cái định ở trong đạo Phật nói, thì quý vị sẽ thấy là cải hóa gia đình mình ngay lập tức. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ thấy mọi người trong gia đình sẽ có thay đổi. Sở dĩ mà chúng ta tu mà những người chung quanh chúng ta chưa có thay đổi là cái tâm chúng ta chưa có đủ cái thanh tịnh đó. Có một chuyện kể của một người Phật tử chúng tôi quen á. Thì khi cô ta từ trước giờ là cái bàn Phật đang thờ trong nhà là không ai tới đó để đốt nhang cả, không có người nào trong nhà tới đốt nhang. Thì khi cô nghe cái băng giảng về phương pháp tọa thiền, cô bắt đầu ngồi. Và liên tục 5 đêm cô ngồi, cô nhập định đúng 5 đêm, ngồi đạt được định đúng 5 đêm như vậy. Thì sáng hôm sau là ông chồng tới bàn Phật đốt nhang, mấy đứa con tới bàn Phật đốt nhang, và cả tất cả những người làm trong nhà mỗi đêm đều tới đó lại Phật đốt nhang. Và từ đó cô đi chùa thoải mái, không có còn ngăn cản nữa. Đó, khi năng lực thanh tịnh nó đủ sức để cảm hóa những người xung quanh, dù mà họ cỡ nào họ cũng có thể cảm hóa được. Cho nên một người mà đạt được thanh tịnh thì cái năng lực rất là lớn. Những cái suy nghĩ chúng ta vọng động nó nhỏ nhiệm, nó chợt có, nó chợt mất. Nhưng mà cái thanh tịnh là một cái gì nó trường tồn, cho nên nó có năng lực rất là lớn. Tâm chúng ta càng nhỏ nhiệm chừng nào thì năng lực càng mạnh chừng đó. Giống như ở ngoài chúng ta thấy á,
Ví dụ như cái núi là chúng ta thấy vững lắm rồi đúng không? Cái tường này chúng ta thấy nó rất là vững rồi. Nhưng mà gió là chúng ta thấy không có cái tướng. Cái tường là thấy có tướng, cái núi là thấy có tướng. Gió thì không có tướng, mà khi nó thổi một cái là có thể sập tường, có thể là bay đá núi vân vân, đúng không? Ví dụ như những cơn nước lũ mà nó tràn về thì những cái nhà cửa, nước thì nó mềm hơn cái tường này, nhưng mà nước tràn về là sập nhà, sập cửa hết. Thì vậy là cái nhỏ mà chúng ta không thấy hình đó là gió. Thì gió chỉ cần nhúc nhích cái là tạo thành sóng biển. Thì chúng ta thấy cái gì mà nó thô thiển, thấy vậy, thấy mới nhìn thì tưởng nó cứng, nhưng mà thật sự nó không có cứng, không mạnh, không đủ lực. Những cái tường thành, những cái vách núi đều có thể bị lũ cuốn trôi. Mà lũ nó rất là mạnh, nhưng mà nó bị gió thổi tạo thành sóng. Vì vậy là khi cái tâm chúng ta còn thô á, tâm chúng ta không có định lực, buông ra là nghĩ đủ thứ chuyện mà không có lúc nào chúng ta dừng, không tạo được cái khoảng trống cho tâm của mình á, thì chúng ta không có lực gì hết. Nhưng mà khi vắng bóng những cái ý niệm tham sân rồi, những cái ý niệm buồn thương giận ghét nó bắt đầu nó vắng, nó lặn xuống, tâm chúng ta nó nhỏ nhiệm, nó sâu lắng rồi á, thì chúng ta có lực. Ví dụ như chúng ta muốn chuyển một người bên cạnh, một người bạn của mình thôi, họ đang rất là xấu, nhưng mà chúng ta cũng dùng lời để chúng ta khuyên, chúng ta dùng hành động này, hành động nọ để chúng ta khuyên, họ không có chuyển tâm. Nhưng mà khi chúng ta tu tốt rồi, cái năng lực tự tâm chúng ta có rồi á, thì chúng ta chỉ cần nói một lời, họ có thể bỏ ác theo thiện liền. Giống như quý vị thấy là tại sao quý Phật tử chúng ta thích lại được gặp những vị tôn túc, những vị hòa thượng lớn, là vì chúng ta nương cái đức đó. Các vị mà tu lâu thì các vị có đức, mà sẽ vì các vị có đức là do tâm các vị thanh tịnh. Chỉ cần chúng ta nhận một lời khuyên đó là cả đời chúng ta làm không xong. Còn những người trẻ trẻ, nhỏ nhỏ thì chúng tôi đi giảng thì có khi là giảng nghe cũng thấy được chấp nhận đó, nhưng mà về chúng ta có thể quên. Thì nếu mà quý vị gặp một vị có đức thì không có cần phải giảng nhiều tiếng mấy đâu, lại gặp đảnh lễ chút sức khỏe hòa thượng khuyên câu gì đó là về ăn chay suốt đời không bao giờ bỏ. Thôi về ăn chay đi con, cái là dạ, cái là về ăn không bao giờ, không bao giờ bỏ. Nhưng mà gặp chúng tôi khuyên quý vị ăn chay có thể ăn ba bữa bỏ rồi. Đó là ra chúng ta thấy là cái năng lực tự tâm nó có một cái tác dụng rất mạnh đối với người đối diện. Ra khi Bồ Tát mà đã có cái thanh tịnh bình, thanh tịnh bình là biểu trưng cho cái sự dung chứa cái cam lồ thanh tịnh sạch sẽ để có thể cứu giúp được chúng sanh. Có nghĩa là cái tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm rất là thanh tịnh để dung chứa được cái từ bi. Và chính cái từ bi đó mới có cái năng lực cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên là do cái thanh tịnh bình và cái dương liễu, cái cành dương liễu, tức là một sự ẩn nhẫn. Đối với chúng ta dùng cái từ là nhẫn nhục thì nó không đúng. Bồ Tát thì không có còn cái chuyện nhẫn nhục, tại không có sân mà nhẫn như mình, mà gọi là sự ẩn nhẫn để chịu khó giống như tất cả chúng ta. Tức là từ một người giống như bây giờ mình là ở đây, chúng ta ở thành thị đi, thì có lần chúng ta đi cứu trợ những cái người mà dân bị bão lũ, thì chúng ta cũng phải chịu khó chịu thương là phải lội xuống bùn, lội xuống sình, phải không, phải dân nắng như nơi để có thể đi giúp người ta. Thì mình ẩn nhẫn đó chỉ một phần tỷ của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Ngài phải ẩn nhẫn, phải kiên trì từ đời này qua kiếp nọ chờ đợi để cứu giúp từng người, từng người, từng người, để cho họ được thanh tịnh, được thanh tịnh. Như vậy là cái nguyện thứ tư của ngài là ngài dùng cam lồ sái tâm, dùng cam lồ để làm sạch, làm thanh tịnh thân tâm của tất cả chúng sanh. Từ cái tâm thanh tịnh của ngài, ngài ẩn nhẫn để xuống cái cõi ta bà này của chúng ta, và dùng cái cam lồ, giáo pháp cam lồ của ngài, hoặc là năng lực thanh tịnh từ tự tâm của ngài bằng vô hình hoặc là bằng hữu hình, để ngài có thể giúp đỡ chúng sanh muôn loài ở trong pháp giới mười phương. Đó thì gọi là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Tức là ngài dùng nước cam lồ để có thể rưới mát, để có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Đó là tâm nguyện của ngài Quán Thế Âm, đem lại sự mát mẻ, sự vui tươi, sự an lạc, sự thanh thoát cho tất cả chúng sanh. Đó là cái nguyện thứ năm. Cái thứ sáu là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Tức là đối với ngài Quán Thế Âm là có đầy đủ cái gì? Cái lòng đại từ nè, lòng đại bi nè, rồi là năng hỷ xả nè. Đối với Bồ Tát Quán Thế Âm là thứ nhất là gì? Hay cứu khổ tất cả chúng sanh, phải không? Hay ban vui cho tất cả chúng sanh, gọi là từ bi.
không? Từ bi có năng lực, từ bi là cứu khổ, là ban vui. Thì tất cả chúng sanh mà đang hướng về ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là luôn nhận được cái sự an lạc và luôn được thoát cái sự khổ đau. Cho nên ngài Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm là luôn luôn được chúng ta kính ngưỡng. Nếu mà nói tới ngài Quán Thế Âm là chúng ta nói tới hai cái chữ là Đại Từ Đại Bi. Cho nên cái câu niệm của chúng ta cũng vậy, là Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Tức là khi mà hướng tới ngài Quán Thế Âm là chúng ta luôn luôn cầu cứu và được ngài giúp cho chúng ta thoát khổ, và chúng ta liền được sự an lạc. Cho nên cái Đại Từ Đại Bi là luôn luôn có đối với cái ngài Quán Thế Âm rồi. Và ngài luôn là cái người vui vẻ xả bỏ tất cả những cái phiền hà xảy ra trong ở cõi này khi ngài tới cứu độ. Đâu phải dễ đâu. Có khi là tới giúp một người, họ đâu phải là giơ tay cho mình giúp đâu, họ phản đối lại, thậm chí họ còn chửi mình nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường nha, trong cái lúc trời mưa, mưa xong cái động lại một vài trũng nước dơ dơ, thì có mấy đứa bé nó xuống nó dọc nước, cái mình sợ nó lỡ lối, nó bị ghẻ chốc, nó bị nhiễm trùng, mình lại mình nói con nước này dơ lắm, con đừng có dọc, không có tốt đâu con, nó đi chỗ khác chơi, dũng nước này tôi xí rồi đó nha, không có được tới đây để dành của tôi đâu. Nó không có chấp nhận đó, nó chấp nhận. Thì chúng ta cũng vậy, nó được Phật Tổ, được Bồ Tát khuyên chúng ta biết rằng cái cõi này là quyển, là giả, là tạm thôi, đừng có đắm mê trong này nữa. Mấy người không biết chứ hưởng dục lạc này vui lắm chứ bộ. Mình đâu bây giờ thấy cái dục là khổ đâu, đúng không? Đối với ta ngũ dục là vui. Khi nào mà mình thấy được thực sự ngũ dục là khổ á, thì khi đó chúng ta mới tính tới cái đường thoát ra cái cõi này. Còn khi nào chúng ta thấy cái tiền tài là một cái gì vui với mình, có tiền chúng ta vui, không có tiền chúng ta buồn, thì biết rằng lúc đó chúng ta vẫn còn nhận ngũ dục là vui. Rồi thấy sắc đẹp mình vui, thấy không có sắc mình buồn, phải không? Thấy có danh vọng mình vui, không có danh vọng mình buồn, tức là chúng ta vẫn còn coi trọng ngũ dục, lấy ngũ dục làm vui. Thì vậy là Bồ Tát có đưa tay xuống giúp, mình cũng phải gỡ tay ra nó để tôi hưởng cho hết năm nay, hay là hưởng dài năm nữa. Thì trời ơi, cả đời tôi cực khổ, bây giờ tôi lỡ giàu có được gì, có tiền có bạc, không cho tôi hưởng, bắt tôi đi cõi khác là không có đi, ở đây hưởng. Tức là lúc đó chúng ta vẫn từ chối, nhưng ngài Bồ Tát Quan Âm vẫn sao, vẫn vui vẻ và xả bỏ cái điều sai lầm của mình để ngài ẩn nhẫn, ngài tìm phương tiện giúp đỡ chúng ta. Có một lời nguyện à. Lời nguyện này nên nói trước công chúng, quý vị có thể chép, còn ai mà nghe không được thì có thể là chúng ta sau này nghe băng giảng lại nha. Nguyện này nó hơi lớn, nguyện hơi lớn này, nhưng mà chúng ta cũng nên nghe đi. Tức là khi chúng ta, trước khi chúng ta ngồi thiền nè, đáng lý cái này là tôi sẽ đưa cho cái bài giảng tới á, nhưng mà đây hỏi chúng ta nói trước, cái bài giảng tới chúng ta sẽ nói lại cái bài nguyện này. Khi mà mình đảnh lễ trước bằng Phật, mình khấn nguyện á, tại vì tất cả những cái nguyện nó tạo thành một cái lực cho cái công phu tu tập của chúng ta, không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp cho tới khi chúng ta thành Phật. Tùy cái nguyện của mình mà cái năng lực nó sẽ đưa chúng ta đi tới đâu. Ví dụ như bây giờ mình tu, mình chỉ cầu là mình gia đình mình được bình yên thôi, như đó mình cảm thấy thỏa nguyện rồi thì mình tới yên yên gia đình mình là đủ. Mình cầu mình có được phước báo thì mình thấy có khá giả cái phước báo hơn chút là mình đã thấy đủ. Nhưng lần này mình không nguyện đơn giản như vậy, mình nguyện cho tới khi thành Phật. Thì từ đây cho tới khi thành Phật là mình tu làm sao, mình học làm sao, mình hành làm sao, và mình chứng đắc làm sao cho tới khi mình chứng quả Phật như thế nào. Đó là một cái lời nguyện của mình. Và nếu chúng ta thực hiện lời nguyện đó là tự động, ví dụ như lỡ chúng ta có mất đi trong đời này, thì cái nguyện nó sẽ gìn giữ chúng ta đời sau, chúng ta tiếp tục thực hiện cái hạnh nguyện đó. Thì đó, cái hạnh nguyện là cái rất cần thiết cho những người tu tập. Nên chúng ta cũng nên phát tâm phát nguyện lớn, phát tâm phát nguyện lớn để chính nguyện nó sẽ giữ, nó sẽ ung đúc chúng ta từ đây cho tới ngày chúng ta thành Phật. Nên là khi mà đốt nhang trước bàn Phật á, thì chúng ta nên khấn nguyện, khấn nguyện. Và chúng ta nguyện không phải một mình nữa. Thì trong cái quý vị có thể nghe cái bài giảng Lễ Phật Thành Đạo năm 2009, 2008 chứ, chúng tôi có nói tới cái này, nói tới cái lời nguyện này. Tức là thứ nhất là ha, khi mà đảnh lễ trước bàn Phật rồi thì nguyện con nè, con tên gì, pháp danh gì đó, cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu
cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là nguyện đó. Thì thứ nhất là mình cùng với chư vị hộ mình, tức là mình ở trong cuộc sống này bất kỳ ai, dù người đó là giàu sang hay nghèo khổ, cũng đều có cái người hộ chúng ta cả. Họ gìn giữ mình suốt 24 tiếng đồng hồ, dù chúng ta có ngủ đi họ cũng giữ mình. Cho nên khi mình đã lại Phật, mình làm một điều công đức phước đức là mình cũng phải nghĩ tới người ta một chút. Cho nên nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, những người hộ mạng mình đó, những người gìn giữ bảo bọc mình đó, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, tức là dòng họ bà con mình, những người tùy tùng, những người đi theo mình, những người ở mình, những người chung quanh liên hệ tới mình có thể trợ giúp chúng ta điều gì đó trong cuộc sống này, những người liên quan mật thiết chúng ta gọi là tùy tùng quyến thuộc đó. Rồi cùng với tứ ân phụ mẫu của chúng ta, tứ ân phụ mẫu thì biết rồi phải không, phụ mẫu. Rồi cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Ví dụ như mình lễ đó nha, ví dụ như là cái câu chí tâm lãnh lễ nè, chúng tôi thường hay có hướng dẫn quý Phật tử lễ như thế này: chí tâm lãnh lễ hoặc là nhất tâm lãnh lễ, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính lãnh lễ. Cầu khi chúng con đảnh lễ, thân biến ra muôn vạn ức thân, đồng cung kính đảnh lễ. Ví dụ như mình lễ Phật thì tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới, không? Chúng ta đó chưa? Thì chúng ta muốn lễ gì, lễ theo cái nghi thức mà của kinh Nhật Tụng đó, thì tận hư không biến pháp giới quá hiện vi lai thập phương chư Phật tôn pháp thì nó đang thần trú tâm bảo cũng được, hoặc là chúng ta chỉ cung kính lãnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ hư không khắp pháp giới cũng được, không? Rồi cái lễ thứ hai là chúng ta cũng như vậy, cũng đọc hết như vậy rồi chúng ta lễ. Tôi hay nói chơi, tôi nói tôi ít tu lắm, nhưng mà tôi tu là tôi chấp cái gì, tu ngàn năm tôi tu năm đủ rồi. Thì cho từ trước giờ là mình nhất tâm lãnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ không khắp pháp giới, lại xuống lại là thứ nhất là có một mình lại, mà có một thân này lại thôi, còn này là mình lại cùng chư vị hộ mình, cùng của quyền thất tổ, cùng tất cả chúng sanh muôn loài đều lại hết. Và cái đặc biệt nữa là thân mình lại biến ra muôn vạn ức thân để đồng cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới. Tức là chỗ nào có Đức Phật, dù là mới thành Phật hoặc là đang thành Phật hoặc là đã thành Phật, phải không? Thì thân mình liền biến hóa tới đảnh lễ ngay cái chân Đức Phật đó, không có sót Đức Phật nào hết. Thì cái phước báo nó khác đi nhiều lắm, khác rất là nhiều, phải không? Rồi chúng ta đọc luôn cái bài chú biến thân nữa, bài chú biến thân nữa nè. Khi đó hai cái tay chúng ta chấp lên, giờ chúng ta hai cái tay chấp, thay giờ chấp gì đúng không? Chấm vậy thì chúng ta cuốn ngón trỏ lại, cũng chấm hình bắp sen như vậy ha. Chúng ta để ngang trán chúng ta đã bọc, đọc cái bài chú biến thân: Om Mani Mani Pharavara Pharavara Rudra Padme Maha Pharabhe Swaha. Đọc lại này nha: Om Mani Mani Pharavara Pharavara Rút gia bát mê ma ha phở ra bờ hê xóa ha. Là lúc đó hai cái tay chúng ta chấp như thế này, khi đọc xong cái câu chú đó chúng ta búng cái tay chúng ta lên rồi mới cúi xuống lại, hiểu chưa? Và khi chúng ta chấp cái tay mà chúng ta niệm như vậy á, là chúng ta tưởng cái thân chúng ta biến khắp khắp pháp giới để được đảnh lễ chư Phật mười phương. Thì chú này là chú biến thân, cho nên khi mà chúng ta đọc thì hai tay chúng ta chấp bình thường, đúng không? Nhưng mà lúc chúng ta đọc chú là chúng ta co lại thôi, cũng vẫn chấp hình búp sen mà chỉ co ngón này lại. Mình chỉ đọc xong câu chú là chúng ta búng ra, chúng ta lại xuống, búng thẳng lên đầu là chúng ta lại xuống.
Thì lúc đó là chúng ta cứ tưởng tượng là cái thân chúng ta biến hóa hàng, biến hóa hai bên, biến hằng hà sa số thân. Tại nãy mình cầu là mình được biến ra muôn vạn ức thân, thì khi chúng ta đọc bài chú là chúng ta tưởng tượng thân chúng ta biến ra đi khắp mười phương pháp giới để được đích thân đảnh lễ từng đức Phật. Ở quá khứ có bao nhiêu đức Phật chúng ta cũng được đức thân đến đó đảnh lễ, hiện tại có bao nhiêu đức Phật chúng ta được biến hóa thân tới đó đảnh lễ, và vị lai có bao nhiêu đức Phật thân chúng ta cũng biến được tới đó để đảnh lễ. Không, tức là chư Phật ba đời và tận hư không pháp giới này có bao nhiêu đức Phật thì thân chúng ta cũng biến tới đó đảnh lễ các ngài. Khắp pháp giới này có bao nhiêu đức Phật thân chúng ta cũng biến hóa tới đó để đảnh lễ nữa. Thế một lại là có muôn ngàn phước đức chứ không phải là lại bình thường như từ trước đến giờ nữa. Đó là cái lại nha, cái lại nha. Bây giờ tới cái nguyện nè. Nguyện. Ê, có những người biết tu ở trong vòng 5 phút rồi phước báo xài mấy đời không hết. Bây giờ cái nguyện nè, cái nguyện nè. Thì sau khi mình nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cũng giống như vậy rồi, hết cái câu nguyện đó. Thì khi mà mình đảnh lễ Phật hoặc là mình tọa thiền hoặc là mình trì chú gì đó, thì con nguyện là cái bây giờ con phát khởi con trì tụng bộ kinh gì đó, hoặc là con phát khởi con niệm Phật, hoặc là con phát nguyện con ngồi thiền, phải không? Thì nguyện cho con cùng tất cả những vị mà nãy mình đọc á, chư vị hộ chúng con rồi đó, thì được tiêu trừ nghiệp chướng này nha, báo chướng, phiền não chướng, tức là ba cái nghiệp đó, quan khiên trái chướng nhiều đời. Cái quan khiên trái chướng nhiều đời nó làm cho người ta bệnh tật, làm cho thế này thế kia đó, thì cũng được tiêu trừ. Quan khiên trái chướng nhiều đời, nhiều kiếp, những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con, tiêu trừ được cái vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, tiêu trừ lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp. Có những người tưởng là tiêu ngã rồi nhưng vi tế ngã chấp vẫn còn, cho nên vẫn có thể sống lại. Cho nên là tiêu trừ được những cái hoặc nghiệp vi tế nhỏ nhiệm nhất của mình, khai mở đại trí huệ để chúng con thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tâm tạng giáo điển của chư như đại lợi lại, hòa nhập vào bồ đề tự tánh thanh tịnh. Tức là khi mình thấu hiểu chân lý rồi là mình nhập vào cái bồ đề tự tánh, tức là bản giác thanh tịnh của mình á, thì gọi là bồ đề tự tánh thanh tịnh. Để cho tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm mà chúng con luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý của chư Phật. Tức là tâm nguyện Đức Phật độ sanh như thế nào, cái điều gì Đức Phật muốn làm là mình nói, mình làm điều giống như vậy, điều được như vậy, điều đúng như vậy hết. Luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý chư Phật mười phương, không? Để tự cứu độ mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê sanh tử luân hồi. Nguyện bắt đầu lớn rồi đó, thấy không? Là con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai. Tức là mình xin mình làm tôi tớ Đức Phật rồi. Kệ nó, làm tôi tớ Đức Phật cũng được, không có lỗ đâu, đừng có sợ. Để con sẽ chuyển cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình xin nguyện làm sứ, được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để mình chuyển tải cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng sanh đó có cái tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là họ có tâm mong cầu thành Phật, mình cũng chuyển tải giáo pháp đến với họ. Và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này thì mình cũng đem giáo pháp đó tới để cho họ được lợi lạc nữa. Hai tâm mong cầu đó, đúng không? Đủ giờ phát nguyện đủ, đủ xài cho cả đời. Phát nguyện này từ đây cho tới khi thành Phật chúng ta làm mới xong. Thành ra khi mà chúng ta có một cái nguyện nào đó đó, kể từ ngày chúng ta phát tâm phát nguyện, đây là cái phát khởi được cái này, là coi như chúng ta đã phát khởi được bồ đề tâm. Hàng đêm chúng ta lễ lại như vậy, tức là chúng ta đã phát bồ đề tâm rộng lớn để độ tận chúng sanh rồi. Rồi là cuối cùng mình còn cầu thêm chút nữa cho chúng sanh, cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh muôn loài
luôn được tinh tấn tu hành để phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi được tăng trưởng và sớm thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều sớm thành Phật. Mà muốn sớm thành Phật thì phải tinh tấn tu, mà tinh tấn tu thì phước đức tăng, trí huệ tăng thì mới đủ cái công đức phước đức thành Phật được. Nhớ được hết rồi phải không? Giờ đọc lại từ đầu một lần này nha. Đọc lại từ đầu một lần. Ví dụ như phát nguyện nè, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng cửu quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Sau cái thời tụng kinh, sau thời tọa thiền, hoặc là trong thời tụng kinh này, trong thời tọa thiền này, chúng con sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp, những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con. Không? Nguyện chúng con được tiêu trừ những vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp của chúng con. Và cầu nguyện cho chúng con được khai mở đại trí huệ để cho chúng con được thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tam tạng giáo điển của Chư Như Lai để lại. Tức là không phải Đức Phật bổn sư chúng ta mà tất cả chư Phật mười phương có để lại cái gì chúng ta cũng đều thấu hiểu hết. Thấu hiểu tam tạng giáo điển và thấu hiểu tam tạng giáo điển của Chư Như Lai để lại. Hòa nhập vào Bồ Đề tự tánh thanh tịnh để tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm của chúng con kể từ đây luôn xứng hợp với chân lý, xứng hợp với tâm ý của chư Phật mười phương, để tự cứu thoát mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê trong sanh tử luân hồi. Thấy chưa? Rồi nguyện chúng con được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để chúng con chuyển tải giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này. Với tất cả những người có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này. Nghe chưa? Và nguyện cầu cho tất cả chúng sanh luôn luôn được tinh tấn, luôn được tăng trưởng phước đức và trí huệ, sớm thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi hết. Thấy cái bài phát nguyện này có thể mình tu tới lúc nào? Tôi định là để giảng cái bài kỳ tới đó chứ. Ra khi mà có những người tu tập á, trong đạo Phật á, những người tu hết sức là tinh tấn nhưng mà thấy ở đâu nó cũng còn nguyên đó, không có thay đổi được gì hết. Lý do là người ta phát tâm phát nguyện chưa có đúng mực. Phải nói như vậy là chúng ta cái nguyện chúng ta nó không có lực, không có tới cái chiều sâu của nó. Nên chúng ta tu chúng ta thấy nó lòng vòng tu, mà nhiều khi người ta hỏi ủa tu để được làm gì, mình cũng chẳng có biết trả lời. Tôi tu cũng tinh tấn lắm mà tôi cũng không biết tôi thành cái gì, tôi được cái gì, tôi mất cái gì. Thế nên là phải có một cái nguyện đó. Cái nguyện nó là một cái gì đó mà gìn giữ bảo bọc chúng ta từ đây cho tới khi chúng ta thành Phật, chứ không phải là một cái nguyện không một đời này. Phải đủ lớn, đủ mạnh, đủ lực để bảo bọc chúng ta trong dòng chánh pháp, không bị rớt ra ngoài. Khi ai đã phát tâm phát nguyện này rồi thì đời đời kiếp kiếp chúng ta ở trong dòng chánh pháp chứ ra không có được, tại vì chúng ta làm chuyện đó chưa xong mà. Không, mình phát nguyện này mà mình làm chưa xong thì đời sau mình ra đời mình tiếp tục làm theo cái nguyện này nữa, và cứ mãi mãi cho tới khi thành Phật thì mới xong cái nguyện này. Đó thì đó là cái nguyện lực của tất cả những người tu theo đạo Phật. Có mấy câu hỏi trước à. Câu hỏi thứ nhất là không gian và thời gian khác nhau như thế nào? Thứ hai là gì ta? Nhãn gian có câu hiền, nhân gian có câu hiền như đất.
Nhưng khi đất giận dữ cũng đã vùi chôn bao nhiêu người, và gió lửa nước cũng như thế. Vậy bản chất của nó là gì? Con người cũng do tứ đại mà thành. Vậy bản chất con người là gì? Sao con nghe nói nhân chi sơ tánh bổn thiện? Câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền, con hay bị ngáp, chảy nước mắt sống, xin thầy giúp con. Cái câu thứ nhất là không gian và thời gian cũng dễ quá mà hả? Không gian, cái thời gian là thật ra là nó là thời gian tâm lý, chứ nó cũng chẳng có thật cái gì. Chúng ta có cái khái niệm là chút nữa, hoặc là chúng ta nhớ nghĩ là cái chuyện đã qua rồi. Cái khái niệm nó tự hình thành ở nơi tâm chúng ta, tức là chúng ta đã hình thành cái thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Chúng ta ngồi chúng ta toan tính một sự việc gì đó một chút nữa chúng ta làm, chúng ta có cái khái niệm để một tí nữa chúng ta làm, tức là chúng ta đã tự khái niệm thời gian rồi. Hoặc là chúng ta ngồi là chúng ta nhớ là cái chuyện trước, tức là trong đầu chúng ta luôn luôn bị dao động ở hai điểm, một là tương lai, hai là quá khứ. Chúng ta chưa bao giờ dừng lại ở hiện tại phút giây nào cả, chúng ta chỉ lướt ngang hiện tại để tới tương lai, và lướt ngang hiện tại để lùi về quá khứ. Tâm chúng ta luôn dao động ở hai đầu này. Còn không gian là một cái khoảng trống khái niệm của chính mình, những cái mà mình có thể mình nhìn, ví dụ như từ chỗ mình tới một cái vật trước mắt, ví dụ từ chỗ quý vị tới cái bình này, thì khi nhìn nó thì quý vị thấy cái bình, nhưng mà không thấy cái khoảng trống từ quý vị tới đây. Cái khoảng đó gọi là không gian. Không gian là một khoảng trống không vật chất, khoảng trống không vật chất mà mắt chúng ta không thể thấy được, đó là cái khoảng không gian. Mà vật, tất cả những vật chất nhờ không gian đó mà hình thành. Nếu không có không gian, ví dụ như đây bít hết thì mình không thể ngồi trong này được. Ở đây ví dụ như khoảng không gian này bít hết thì không thể cất thêm cái nhà, không thể làm thêm cái gì. Nhưng không gian mặc dù nó rỗng không, nhưng mà cái giá trị của nó rất là lớn. Nếu không có nó thì không có thành cái gì trong cái thế gian này cả. Không gian là cái gì rỗng, nó không có cô đặc, nó không có vật chất. Chúng ta có thể định nghĩa khái niệm nó như vậy. Ở nhân gian này có cái câu hiền như đất, nhưng mà khi đất giận dữ là vùi lấp không biết bao nhiêu người. Gió cũng vậy, thổi không biết là đổ bao nhiêu cái nhà, lửa biết cháy bao nhiêu sự vật rồi, vân vân. Nước có thể là cuốn trôi không biết bao nhiêu người chết rồi. Thì trong tứ đại này á, trong tứ đại này, như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói á, cái tứ đại nó là cái gì? Nó không phải do nhân duyên, không phải do tự duyên. Không phải do nhân duyên là một, không phải do tự nhiên là hai, mà do tâm hành của chúng sanh, tùy nghiệp của chúng sanh mà thọ cảm cái sự việc như thế. Ví dụ bây giờ chúng ta lửa thì chúng ta không thấy đâu hết, đúng không? Nhưng bây giờ mình muốn bật hoặc quẹt để mình đốt cái đèn, tức là tùy theo cái tâm của mình muốn bật hoặc quẹt lên để đốt cái đèn, cho nên là sẽ có lửa cháy đủ cái đèn. Nhưng mà nếu mình có tâm là đốt cái đuốc để đốt cái nhà thì nó sẽ cháy nguyên cái nhà, đúng không? Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Chứ còn cái lửa đó nó không phải là do nhân duyên, cũng phải là tự nhiên. Tự nhiên thì nó đã cháy khắp cái cõi này rồi, mình đâu có ngồi đây được. Do nhân duyên hòa hợp cũng không đúng. Thì đây, nếu quý vị mà nghe Kinh Lăng Nghiêm đoạn này chúng tôi có giảng, thì vậy là trong tứ đại này không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, mà tùy theo tâm niệm của chúng ta mà nó hiện hữu. Tâm niệm chúng ta muốn cái gì nó hiện hữu đó. Chúng ta muốn tắm trong hồ thì sẽ có nước hồ để chúng ta tắm. Chúng ta tắm sông thì sẽ có sông. Chúng ta tắm muốn ra biển thì sẽ có biển. Ví dụ gì? Thì vậy là tùy tâm nguyện của mỗi người mà tứ đại hiện ra đúng với tâm nguyện đó. Thành ra khi cái tâm nguyện chúng ta trong trên dao động, không yên ổn, thì nó sẽ tạo thành gió bão. Để ý những cái vùng nào bão lụt nhiều, tâm tư của người dùng đó như thế nào. Chúng ta để ý chúng ta thấy cái sự dao động chúng ta sẽ tạo thành năng lượng và tạo thành động ở trong bầu không khí nào mà chúng ta đâu có hay đâu. Nó sẽ kết thành những cái trận gió lốc khủng khiếp để cuốn trôi những người đi. Tâm sân hận chúng ta tạo thành những cái nguồn lửa nóng để đốt cháy một cái thành phố nào đó. Tâm dao động trong trên chúng ta không yên ổn, làm sập đất lỡ đai để chết những người có những cái điều đó. Đó là do tâm lượng của chúng sanh mà tùy nó hình thành. Nhưng mà đất
nước, gió, lửa, nó là Như Lai tàng tâm thanh tịnh trùm khắp pháp giới. Chứ không phải đất nước gió lửa là cái kiểu thấy hình tướng như mình. Nhưng mà tùy cái duyên nghiệp của mình để mình nhận được cái thân tứ đại này, phải không? Thì mình có cái duyên đó, có cái nghiệp đó, có cái nhân quả đó, cho nên mình mang cái thân này với một cái thời điểm đó, và thân này lại trả tiếp tục trở lại tứ đại, là tùy theo cái nghiệp mà mình hình thành cái thân này, chứ không phải thân này ai tạo ra cả. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người mang cái thân khác nhau. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người một khuôn mặt không giống ai hết. Ở đây ngồi biết bao nhiêu người, coi cái mặt ai giống ai đâu không có. Mà 8 tỷ người trên thế giới này cũng không có cái mặt ai giống mặt ai cả. Vì mỗi người đã mang một cái nghiệp đã tới đây, thì mỗi một cái nghiệp nó sẽ hình thành một thân tướng khác nhau trong cõi giới này. Thì đất nước gió lửa nó là như vậy. Những quý vị nếu mà có nghe cái phần Thu Thất Đại trong Kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi đã có giảng phần này rất là rộng. Đến cái câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền thì hay ngáp, chảy nước mắt sống. Đây cũng là một cái nghiệp của chúng ta. Thực sự là một cái nghiệp. Một đó là nếu mà do chúng ta ăn uống không tốt, ăn uống không kỹ thì nó sẽ tạo thành hơi. Mà thường những người ngáp nhiều là có một cái dấu hiệu không tốt của bao tử. Không tốt bao tử. Thì do chúng ta ăn thức ăn không tiêu gì đó, chúng ta ngồi thiền có thể chúng ta bị ngáp. Tức là phải xem xét thứ nhất lại là cái ăn uống của mình cái đã. Nếu mà ăn uống chúng ta đang tốt rồi thì chúng ta xem xét lại cái nghiệp thứ hai là coi cái bao tử mình có vấn đề hay không. Nếu bao tử chúng ta tốt rồi thì cái nghiệp thứ ba là từ xưa giờ chúng ta cái thân nó thích hoạt động. Tức là con người thích thay đổi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tức là mới làm này làm kia, làm động hoài thì thân thể nó chấp nhận, quen như vậy rồi. Bây giờ bắt nó ngồi lại nó làm một chuyện nó chán á, cho nên nó ngáp. Để ý này, thường thường ví dụ như đây là cái tâm lý sâu thẳm của mình. Ví dụ như bà mẹ mà ru đứa con ngủ phải không, cứ câu một thôi, hồi ơi giờ ngủ đi con, hồi ghét quá nó ngủ. Chứ không phải là ca hay mà nó ngủ, không phải ca mùi mà nó ngủ, là bắt đầu nó chán quá nó không muốn nghe nữa cho nó ngủ cho rồi. Đó thì cái tâm lý của mình nó cũng giống vậy đó. Tự nhiên nó đi chơi vui chết, bắt ngồi niệm nó mua với đồng Phật, mua với đồng Phật, nó chán quá rồi thôi, nó ngáp nó ngủ. Đó là một cái nghiệp mà mình không có quen, tức là mình chưa có quen tu. Thì cơ thể mình chưa chấp nhận cái điều này. Thì buộc mình phải làm nhiều lần để mình có thể chấp nhận được cái thời gian nhất định là một tiếng đó mà nó không ngáp nữa. Tức là lúc đó nó đã chịu rồi. Cái thằng mình nó đã chấp nhận cái chuyện đó rồi. Chứ đâu ai chịu ngồi yên. Đi chơi, đi bộ hay nói chuyện hay làm việc đó, thì mình cảm thấy nó cái thân nó chấp nhận, nó đã nhiều chục năm như vậy, nó quen rồi, nó quen rồi. Không ai chấp nhận mình ngồi một chỗ hết á, không ai chấp nhận mình ngồi yên, cho nên khi ngồi yên là nó cự nữ, nó khó chịu, nó làm cái này làm cái kia đủ thứ chuyện. Nhưng mà lần lần, nếu mà chúng ta tu tập quen thì nó sẽ từ từ nó yên. Nó trải qua nửa tháng như vậy rồi, cô khổ sở, cô nói là con muốn thoát không được, cô điện vô cô khóc quá chừng á. Tôi nói bây giờ tự cô cứu cô, chứ bây giờ tôi không có cách, là tại vì tôi ở trong Nam, cô ở ngoài Bắc, tôi chỉ cô cái cách làm như vậy. Tức là bây giờ cô phải nhìn ra, nhìn được, chụp hình một cái tượng Quan Âm trong trí não mình và bắt đầu làm đúng theo sự hướng dẫn của tôi, rồi cô bưng ly nước cô uống là sẽ hết. Và rõ ràng hết thiệt, xong là hết liền. Đó cho nên là trong Đạo Phật chúng ta nói về năng lực để mà trừ tà thì không có năng lực nào có thể so sánh tới cái năng lực của Phật. Và nhất là năng lực của Ngài Quán Thế Âm này. Tức là cho nên ở đây khen tặng Ngài Quán Thế Âm là có khả năng trừ tà, trừ yêu quái. Nên người nào mà đi đường mà sợ ma phải không, thì người ta nói sao là bắt ấn. Bắt ấn nắm tay lại niệm Om Mani Padme Hum, đi tới đâu cũng không có ma tà khuấy phá mình. Còn nếu như bây giờ chúng ta mà nghi ngờ, thật sự thì không biết có tà có bùa yếm mình hay không, nhưng nếu mình nghi ngờ thì mình làm vậy để cho tự mình uống. Thấy chưa? 6 tháng là một lần. Tức là một lần uống cái nước đó có tác dụng đúng 6 tháng nha. Thì một năm mình làm 2 lần là cái như mình không có sợ tà ma gì, không có sợ ai bỏ bùa bỏ chú mình được nữa. Đây là một cái điều mà trong Phật Pháp nó có một cái tác dụng rất lớn đó. Thì ở đây là cái khả năng mà hàng tà ma của Ngài Quán Thế Âm nó rất là mạnh. Và đó là cái kinh nghiệm thực mà chúng ta đã chỉ rất là nhiều người thành công. Quý vị thử để ý, có rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm
Chúng ta cũng có thể thí nghiệm thử một cách là chúng ta lấy một ly nước ha. Thì quý vị để một ly nước trong trước mặt mình, tối mình niệm Om Mani Padme Hum chừng 108 lần thôi. Còn một ly nước nữa cứ quay cứ chửi nó, mày là đồ quỷ, mày là xấu xa, mày là ác độc gì đó cứ chửi nữa. Trong nửa tháng thôi, quý vị sẽ nghe cái mùi hương từ cái ly mình niệm Om Mani Padme Hum, và sẽ nghe cái mùi hôi ở cái ly nước chúng ta chửi. Rất rõ ràng, tức là khi chúng ta tác ý lên một sự vật mà tác ý tốt, mà cái phân tử nước nó nhạy cảm lắm, cho nên nó thành tốt thành xấu liền sau khi chúng ta uống. Cho nên là nếu mà người nào mà muốn mà có những người, có những bệnh nhân mà kể rất là nhiều chuyện với chúng tôi biết là có những bệnh tật rất là nặng, nhưng mà mỗi lần uống thuốc thì cứ niệm ngày Quán Thế Âm, niệm 108 lần rồi vâng ly nước uống, thì để ly nước trước mặt niệm rồi mới uống, thì rõ ràng là kết quả trị bệnh nó sẽ cao hơn là không niệm, mà họ cảm nhận từng ngày như vậy và cuối cùng bệnh hết. Thì ra cái khả năng mà hàng tà ma trừ ở quán ngày Quán Thế Âm là có trong cõi nhân gian của chúng ta, chứ không phải là không có, có cái tác dụng đó thật. Và thứ kế nữa là ngày năng trừ nguy hiểm, tức là đối với ngày Quán Thế Âm là hay trừ khử những cái nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Cho nên thường chúng ta đi thấy tất cả các đầu xe đều có cái gì? Có cái hình ngày Quán Thế Âm. Người ta có cái ý gì? Tức là nhờ ngày Quán Thế Âm mà ở trên xe đó là xe đó không có bị nguy hiểm, không có bị tai nạn. Hoặc là có một số Phật tử chúng ta muốn thờ tự Quán Thế Âm trong nhà để chi? Để cầu được cái sự an lành cho gia đình mình. Tức là không có sự nguy hiểm đến cho gia đình mình, không có tai nạn, không có khổ ách. Và cái người mà tin tưởng á, thì đi đường hoặc là chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chúng ta bắt đầu niệm ngày Quán Thế Âm thì tự động mình nghe an, nhưng mà mình cũng có đủ cái tin là trên đường đi mình cũng không gặp nguy hiểm, không gặp chướng nạn, không bị bùa chú. Mà sự thật bùa mà người ta với cái người bình thường họ có thể dỗ dai cái là mình đưa móc túi đưa hết tiền, nhưng mà lỡ mà dỗ dai trúng cái người đang niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thì có chừng mất bùa luôn. Cho nên chúng ta đi đường nếu mà chúng ta muốn giữ yên mình, phải không, chúng ta muốn cho mình đừng có bị chướng nạn, thì nên thầm thầm niệm danh hiệu ngày Quán Thế Âm thôi. Hoặc là chúng ta niệm cái câu Om Mani Padme Hum. Mà thường là chúng ta niệm Om Mani Padme Hum ấy, không thì nó sẽ không có năng lực. Niệm thêm mấy chữ nữa là Om Mani Padme Hum Hật Rị. Hắc ớ tê nặng hật rị xóa ha. Cái hật rị nó giống như là một ấn chú, giống như một tờ giấy mà ký tên mà chưa đóng mọc á, thì nó không có lực. Thì chúng ta niệm Om Mani Padme Hum không có lực, mà nếu thêm hật rị là bắt đầu có năng lực. Hật rị xóa ha, xóa x o a sắc. Om Mani Padme Hum hật rị xóa ha. Chúng ta thường xuyên niệm như vậy thì cái âm của Om Mani Padme Hum này có khả năng tiêu trừ được những cái tà tâm, những cái tạp niệm ở nơi tâm thức của mình nữa, dễ yên tâm hơn trong tất cả các tình huống. Và nếu chúng ta niệm mà đi vào thiền định á, thì chúng ta niệm vẫn có tác dụng để cho chúng ta nhanh được thiền định hơn các cái niệm khác. Thì quý vị thử, quý vị sẽ thấy công phu này nó có cái rất là có lợi. Không phải là trừ khử cái tà ở bên ngoài, mà trừ khử luôn tà tâm tạp niệm của chính mình luôn. Tâm rất là thanh tịnh và chúng ta sẽ thăng tiến công phu rất là nhanh. Cái thứ năm là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Quý vị có tưởng tượng ra là ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là một tay cầm cái gì? Tay cầm cành dương liễu đúng không? Một tay cầm cái bình. Thì vậy là cái bình đó gọi là Thanh Tịnh Bình. Thanh tịnh bình, còn cái cành dương liễu gọi là thùy dương liễu cam lồ sái thanh tịnh, tức là cái bình đó là cái bình thanh tịnh, cái bình đó thực sự thanh tịnh thì mới chứa được nước cam lồ. Và cái nước cam lồ đó mà cành dương liễu dúng vào để rải cho đến chúng ta đó gọi là sái thanh tịnh đó, thì tất cả chúng ta đều được thanh tịnh, đều được thanh tịnh thân tâm của mình. Như vậy là cái gốc để chứa nước cam lồ là gì? Là phải cái bình phải thanh tịnh. Cái bình phải thanh tịnh, đúng không?
Tất cả mọi cái mà nếu có năng lực thì phải xuất phát từ chỗ thanh tịnh, năng lực nó mới có. Thì vậy là cái bình để đựng nước mà nước nó được gọi là cam lồ thì phải chứa trong bình thanh tịnh đó. Cũng như chúng ta là nếu mà muốn cho cái năng lực tâm chúng ta nó mạnh lên, chúng ta muốn tác ý là một điều gì mà cho có tác dụng á, giống như nãy mình niệm cái ngày Quan Thế Âm, mà muốn có tác dụng, muốn có lực thì tâm chúng ta cũng phải thanh tịnh mới có tác dụng lớn. Như vậy là một người tu mà đạt được cái cảnh giới tâm thanh tịnh á, thì những cái gì dung chứa nơi tâm của họ đều là gì? Là cam lồ, có thể giúp đỡ trần gian này. Còn mà chúng ta có thể giúp người khác mà tâm chúng ta không thanh tịnh thì không có lợi ích cho ai cả. Cho nên cái chính là phải được thanh tịnh, trong sáng. Như vậy là ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là không còn những cái tạp niệm lăng xăng nữa. Những cái thiện ác nơi ngài đã được quá tán thanh tịnh rồi. Ngài ở cái chỗ viên thông Như Lai, trùm khắp pháp giới không có gì dính nhiễm được, thì trong đó rất là thanh tịnh. Cho nên những cái hành động, những cử chỉ, những lời nói, những suy nghĩ của ngài đều xuất phát từ cái chỗ thanh tịnh Như Lai đó. Cho nên có rất nhiều năng lực, mà không phải năng lực bình thường riêng cho một người, mà một lần có thể giúp khắp mười phương pháp giới này vẫn không tiêu hao cái năng lực của mình, và đều có kết quả lớn cho tất cả các nơi. Ví dụ như bây giờ ở cái thành phố Mỹ Tho, chúng ta có khoảng 10 người niệm danh hiệu ngài Quán Thế Âm cầu cứu. Còn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 100 người, ở Hà Nội có khoảng 1000 người, ví dụ vậy. Và khắp thế giới này chỗ nào cũng có người niệm danh hiệu ngài Quán Thế Âm cầu cứu, mà bằng cái tâm thanh tịnh để niệm, nhất tâm để niệm, thực sự thành tâm để niệm thực sự, thì tất cả những người này đều cảm nhận được năng lực. Đó là năng lực từ cái chỗ thanh tịnh là trùm khắp pháp giới, là đều có đến tất cả các nơi, chứ không phải là đến một chỗ riêng một mình. Ví dụ như bây giờ ở đây mình đang ngồi niệm danh hiệu ngài Quán Thế Âm để mình cầu chuyện gì đó thì có kết quả cho mình, thì mình nghĩ rằng chắc là ngài Quán Thế Âm chỉ quan tâm tới mình thôi, và năng lực đó chỉ tới mình, chứ thật sự không phải. Có hàng tỷ người đang hướng về, và hàng tỷ người đang cầu khẩn, hàng tỷ người đó vẫn nhận được năng lực và nhận được lợi ích đó liền. Đó, thành ra từ cái chỗ thanh tịnh mới có năng lực vĩ đại. Cho nên nếu mà chúng ta muốn làm một cái việc gì thì chúng ta nên yên tâm, tâm chúng ta thực sự an á, thì sự việc chúng ta làm mới có hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta chỉ cần nấu cơm thôi mà cái tâm chúng ta dao động nghĩ suy chuyện này chuyện kia thì coi chừng nồi cơm không có hiệu quả. Hoặc là chúng ta sắc gọt rau củ thôi, phải không? Mà nếu mà chúng ta tâm chúng ta không yên mà vừa sắc chúng ta vừa nghĩ ngợi buồn chuyện này nhớ chuyện kia là coi chừng hồi sắc vô ngón tay. Tâm chúng ta không yên là không có hiệu quả trong tất cả các công việc. Ở trong nhà Phật có một câu là trụ tâm nhất xứ là vạn sợ sự bất biện, tức là tâm chúng ta mà trụ được một nơi rồi là không có chuyện gì mà chúng ta làm không có xong. Cho nên là nếu mà một người mà tâm thực sự thanh tịnh, tức là không có hai tâm trong lúc chúng ta làm, nó làm việc gì là chỉ có cái việc đó thôi. Ví dụ chúng ta đang ngồi viết thì chúng ta chỉ viết thôi, không có việc thứ hai. Chúng ta đang nấu cơm thì chỉ nấu cơm, chúng ta đang ngồi thiền là chỉ ngồi thiền, không có việc thứ hai. Thì vậy là tâm chúng ta đang rất là thanh tịnh. Mà chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện là chúng ta tụng kinh đi thì nó không thanh tịnh. Cái đó cũng được gọi là không thanh tịnh. Đừng nói là cái chuyện là chúng ta phải nghĩ tới giận người này, ghét người kia. Nghĩa là cái tâm chúng ta có sự sai biệt trong lúc chúng ta đang làm là chúng ta không thanh tịnh. Không thanh tịnh. Vì vậy là chúng ta sẽ không đạt được hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây để nghe giảng mà tâm chúng ta chỉ cần hướng ra bên ngoài là tâm chúng ta không còn thanh tịnh. Và không còn thanh tịnh thì chúng ta không nhận hiểu hết những cái ý tứ trong bài giảng. Chúng ta không hiểu bài giảng muốn nói điều gì, đúng không? Đó, cho nên là lúc nào tâm thanh tịnh thì cái sự việc bắt đầu nó có hiệu quả. Bắt đầu có hiệu quả. Thì ở đây cũng vậy. Ngài Quán Thế Âm là có cái thanh tịnh bình, tức là cái sự dung chứa thanh tịnh rộng lớn trùm khắp pháp giới của ngài. Tức là cái tâm của ngài đã thanh tịnh trùm khắp pháp giới rồi. Cho nên những cái gì mà có ra trong pháp giới này đối với ngài đều là thanh tịnh. Từ cái năng lực thanh tịnh đó mà dung chứa được nước cam lồ, tức là dung chứa được cái năng lực để cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên cái cành dương liễu, thứ hai là cái cành dương liễu là cái gì? Cành dương liễu là chúng ta thấy cái liễu rủ ở một số điểm du lịch người ta trồng đó. Cái cành nó không có lớn mà để ra cái thế rủ xuống như vậy. Nhưng mà gió bão cũng không làm gãy nó được. Gió thở qua nó quật qua, gió thở lại nó quật lại, gió thở tới quật tới, gió thở lui nó quật lui, nhưng mà không bao giờ bị gãy. Điều đó muốn nói cái gì nữa? Muốn nói tới cái điều thứ hai á, đối với thế gian chúng ta xem như cái đó là một cái sự nhẫn nhục của mình.
Muốn cứu độ một người trong cái cõi này có dễ không? Khó vô cùng. Nhưng Bồ Tát vẫn ẩn nhẫn, phải không? Từ cái cõi thanh tịnh của một vị Bồ Tát mà xuống cái cõi mà nhơ quế cõi Ta Bà, chúng ta là nghịch cảnh rồi. Giống như bây giờ chúng ta thấy là cái mùa nắng mà chúng ta, ví dụ như là cỡ mùa hè của mình đang rất là nóng nực, đúng không? Chúng ta đang ở phòng lạnh rất là mát mẻ, và bước ra trời nắng là chúng ta nghe nó khó chịu, nghe nó nóng nực rồi. Mà phải làm việc ở ngoài đó là chúng ta phải ẩn nhẫn lắm, chúng ta mới ra ngoài trời làm việc được. Thì vị Bồ Tát ở trong cái cõi thanh tịnh của chính mình á, cái an lạc á, cái phúc lạc á, cái thanh thoát của họ gấp 1 tỷ lần so với cái chuyện một người ở phòng lạnh ra ngoài trời. Như vậy là một Bồ Tát từ cái cõi giới của vị Bồ Tát mà tới cõi Ta Bà chúng ta là nó cực khổ cho Ngài vậy đó. Nó khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Chính chúng ta ở đây quen rồi, nhiều kiếp rồi mà chúng ta còn thấy cõi này nó còn khó khổ, đúng không? Như vậy là một người đã thoát khỏi cõi giới này rồi mà họ quay lại thì họ có cực nhọc, họ phải ẩn nhẫn để cứu độ chúng ta, để thể hiện cái lòng từ của Ngài quá lớn á. Các vị Bồ Tát mà lòng từ bi mà không đủ mạnh á, xuống cõi này làm việc lần bỏ chạy mất. Nhưng mà Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm của ta thì sao? Là thường trụ cõi Ta Bà, thì rõ ràng là cái sức mà ẩn nhẫn để chịu đựng cái khó khăn trong cõi này á, rất là lớn. Có khi á, là một đời Ngài ứng thân làm một cái người phụ nữ để lo cho cái dòng họ, lo một gia đình thôi. Có khi Ngài ứng thân là một người nam để lo cho dòng họ, cho gia đình. Một đời các vị xuống làm một cái việc nhỏ nhưng mà cũng phải xuống làm, vì cái duyên phải giúp cái dòng họ đó với nhau, thì Ngài tới đó Ngài giúp. Ví dụ thì Ngài cũng phải ẩn nhẫn, phải chịu đựng cái kiểu của con người của mình, phải chịu quy luật về sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, đủ thứ chuyện khổ đau trong cõi này. Thì khi Bồ Tát nó ứng quá thân để xuống cõi này để làm việc Phật sự thì phải chấp nhận tất cả những cái thương đau đó, nhưng mà vẫn không lui sụp, tức là vẫn không làm cho Ngài ô uế được, vẫn dung chứa được cái nước cam lồ trong tâm của mình, vẫn giữ cho tâm được thanh tịnh như bình thanh tịnh mình kia. Nghĩa là trong tất cả những cái cõi giới ở mười phương này, Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện ở đâu để cứu độ chúng sanh thì Ngài cũng vẫn luôn ở trong cái tâm thanh tịnh đó, và lại vẫn luôn đầy đủ lòng đại từ đại bi, vẫn luôn ban phát những cái lợi lạc để cứu giúp, làm cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh tâm, thanh tịnh thân, thoát khỏi những cái khổ ách. Dù bất kỳ chúng sanh ở cõi nào, Ngài cũng đủ sức làm điều đó. À, chúng tôi nhớ có một cái mỗi chuyện mà cách đây khoảng 10 năm tôi gặp một ông cụ, ông làm cái ngành kiến trúc. Mà cái chỗ xây dựng này mình không tiện nói ra, nhưng mà đại khái là ông làm ngành kiến trúc đó, ông làm thiết kế nội thất cho một cái tầng hầm của một cái cơ quan nhà nước. Và cái chuyện này là trước giải phóng đó. Tầng hầm nó đi vào là ở dưới có một cái hồ rất lớn chứa cái hồ axit ở dưới. Tầng hầm bí mật, sau khi xây dựng xong là toàn bộ cái ban thợ của ông cùng với ông thiết kế là đều bị đưa vô một cái đường rất là hẹp. Và được đúc bằng bê tông đường nhỏ đủ một người đi tới tầng hầm axit và phải tan thân tại đó, không còn ai sống sót hết. Ông là một trong những người đó. Khi tôi gặp ông là ông đã 70 mấy tuổi rồi. Thì ông kể là sau khi xây dựng xong cái đường hầm bí mật đó rồi thì ông cùng với bạn ông đi thẳng tới hầm axit để chết. Thì ông đi sao chót, ông nghe tiếng la là chết, la giải chết, la giải chết, la giải chết hàng loạt như vậy. Thì ông tự nhiên nhớ tới cái hồi nhỏ đó, ông không phải đạo Phật, sau trận đó mới bắt đầu quy y. Hồi nhỏ thì ở nhà cứ hở hở là ông nghe mẹ ông niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, thì lúc đó ông bắt đầu mới nhớ theo câu đó ông niệm. Và ông cứ nhắm mắt niệm, tại vì trong đó trong hầm tối cũng không mở mắt, cũng chẳng có thấy cái gì đâu, thì cứ nhắm mắt niệm và cứ đi tới hoài. Sao ông cứ đi tới mà ông vẫn thấy ông chưa bước sụp hầm axit. Ông đi riết tới đụng một cái bờ tường thì ông mở mắt ra. Mở ra là đúng cái bờ tường nhà mình. Ông nói không biết ông thoát cái kiểu nào, ông cũng không hiểu nổi cái chuyện mà ông thoát ra được cái tầng hầm axit đó. Và từ đó ông trốn luôn, ông trốn cho tới khi sau giải phóng, 70 mấy tuổi, một kiến trúc sư lừng danh. Thì rõ ràng là cái sự linh nghiệm mà cứu thoát khi mình niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm đó, ông cũng không có tưởng được
Cho tới giờ phút này ông nói là bây giờ ông cũng không biết ông ra mà kiểu nào nữa. Suy nghĩ hoài, tức là ông nói là đã hơn 40 năm tôi suy nghĩ tới chuyện này rồi thầy, mà tôi cũng không biết tôi thoát khỏi đường hầm này bằng cái kiểu gì nữa, không biết thoát ra bằng cái cách nào. Đây là một điều rất là linh nghiệm mà chúng tôi thường nghe những người, phải nói là những nhân chứng lịch sử thật kể chứ không phải là cái chuyện huyền thoại. Tại vì năm đó tôi nhờ ông xuống ông vẽ cái bản vẽ để xây cái tháp của chùa, thì khi ngồi nói chuyện là ông kể lại cái chuyện đó. Thật ra chúng ta thấy là khi mà cái sự thanh tịnh đó nó có năng lực, nó biến có thành công, biến không thành có. Cái đường hầm, thay vì đường hầm đi thẳng tới hầm A-xít thì nó biến thành một con đường khác để ông đi thẳng tới về nhà mình. Cái năng lực thanh tịnh nó khủng khiếp như vậy. Cho nên khi mà một người tâm thanh tịnh rồi là đủ năng lực để có thể biến hóa tất cả mọi cái. Mọi người đang đau khổ thì sẽ đủ sức để có thể chuyển hóa sự đau khổ cho người khác nếu mà tâm mình thanh tịnh. Một điều này rất là dễ thấy nhất. Nếu như ở đây quý Phật tử chúng ta thực hiện công phu tu tập á, quý vị sự về nhà mà niệm Phật hoặc là chúng ta tọa thiền, có một cái lúc nào đó quý vị thực sự được định đúng như những cái định ở trong đạo Phật nói, thì quý vị sẽ thấy là cải hóa gia đình mình ngay lập tức. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ thấy mọi người trong gia đình sẽ có thay đổi. Sở dĩ mà chúng ta tu mà những người chung quanh chúng ta chưa có thay đổi là cái tâm chúng ta chưa có đủ cái thanh tịnh đó. Có một chuyện kể của một người Phật tử chúng tôi quen á, thì khi cô ta từ trước giờ là cái bàn Phật đang thờ trong nhà là không ai tới đó để đốt nhang cả, không có người nào trong nhà tới đốt nhang. Thì khi cô nghe cái băng giảng về phương pháp tọa thiền, cô bắt đầu ngồi và liên tục 5 đêm cô ngồi, cô nhập định đúng 5 đêm, ngồi đạt được định đúng 5 đêm như vậy. Thì sáng hôm sau là ông chồng tới bàn Phật đốt nhang, mấy đứa con tới bàn Phật đốt nhang, và cả tất cả những người làm trong nhà mỗi đêm đều tới đó lại Phật đốt nhang. Và từ đó cô đi chùa thoải mái, không có còn ngăn cản nữa. Đó, khi năng lực thanh tịnh nó đủ sức để cảm hóa những người xung quanh, dù mà họ cỡ nào họ cũng có thể cảm hóa được. Cho nên một người mà đạt được thanh tịnh thì cái năng lực rất là lớn. Những cái suy nghĩ chúng ta vọng động nó nhỏ nhiệm, nó chợt có, nó chợt mất. Nhưng mà cái thanh tịnh là một cái gì nó trường tồn, cho nên nó có năng lực rất là lớn. Tâm chúng ta càng nhỏ nhiệm chừng nào thì năng lực càng mạnh chừng đó. Giống như ở ngoài chúng ta thấy á, ví dụ như cái núi là chúng ta thấy vững lắm rồi đúng không? Cái tường này chúng ta thấy nó rất là vững rồi. Nhưng mà gió là chúng ta thấy không có cái tướng. Cái tường là thấy có tướng, cái núi là thấy có tướng. Gió thì không có tướng, mà khi nó thổi một cái là có thể sập tường, có thể là bay đá núi vân vân, đúng không? Ví dụ như những cơn nước lũ mà nó tràn về thì những nhà cửa, nước thì nó mềm hơn cái tường này, nhưng mà nước tràn về là sập nhà, sập cửa hết. Thì vậy là cái nhỏ mà chúng ta không thấy hình đó là gió. Thì gió chỉ cần nhúc nhích cái là tạo thành sóng biển. Thì chúng ta thấy cái gì mà nó thô thiển, thấy vậy, thấy mới nhìn thì tưởng nó cứng, nhưng mà thật sự nó không có cứng, không mạnh, không đủ lực. Những cái tường thành, những cái vách núi đều có thể bị lũ cuốn trôi. Mà lũ nó rất là mạnh, nhưng mà nó bị gió thổi tạo thành sóng. Vì vậy là khi cái tâm chúng ta còn thô á, tâm chúng ta không có định lực, buông ra là nghĩ đủ thứ chuyện mà không có lúc nào chúng ta dừng, không tạo được cái khoảng trống cho tâm của mình á, thì chúng ta không có lực gì hết. Nhưng mà khi vắng bóng những cái ý niệm tham sân rồi, những cái ý niệm buồn thương giận ghét nó bắt đầu nó vắng, nó lặn xuống, tâm chúng ta nó nhỏ nhiệm, nó sâu lắng rồi á, thì chúng ta có lực. Ví dụ như chúng ta muốn chuyển một người bên cạnh, một người bạn của mình thôi, họ đang rất là xấu, nhưng mà chúng ta cũng dùng lời để chúng ta khuyên, chúng ta dùng hành động này hành động nọ để chúng ta khuyên, họ không có chuyển tâm. Nhưng mà khi chúng ta tu tốt rồi, cái năng lực tự tâm chúng ta có rồi á, thì chúng ta chỉ cần nói một lời họ có thể bỏ ác theo thiện liền. Giống như quý vị thấy là tại sao quý Phật tử chúng ta thích lại được gặp những vị tôn túc, những vị hòa thượng lớn, thì chúng ta nương cái đức đó. Các vị mà tu lâu thì các vị có đức, mà sở dĩ các vị có đức là do tâm các vị thanh tịnh. Chỉ cần chúng ta nhận một lời khuyên đó là cả đời chúng ta làm không xong. Còn những người trẻ trẻ nhỏ nhỏ thì chúng tôi đi giảng thì có khi là giảng nghe cũng thấy được chấp nhận đó, nhưng mà về chúng ta có thể quên. Thì nếu mà quý vị gặp một vị có đức thì không có cần phải giảng nhiều tiếng mấy đâu, lại gặp đảnh lễ chút sức khỏe hòa thượng khuyên câu gì đó là về ăn chay suốt đời không bao giờ bỏ.
thôi về ăn chay đi con, cái là dạ, cái là về ăn không bao giờ, không bao giờ bỏ. Nhưng mà gặp chúng tôi khuyên quý vị ăn chay có thể ăn ba bữa bỏ rồi. Đó, thành ra chúng ta thấy là cái năng lực tự tâm nó có một cái tác dụng rất mạnh đối với người đối diện. Ra khi Bồ Tát mà đã có cái thanh tịnh bình, thanh tịnh bình là biểu trưng cho cái sự dung chứa cái cam lồ thanh tịnh sạch sẽ để có thể cứu giúp được chúng sanh. Có nghĩa là cái tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm rất là thanh tịnh để dung chứa được cái từ bi, và chính cái từ bi đó mới có cái năng lực cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên là do cái thanh tịnh bình và cái dương liễu, cái cành dương liễu, tức là một sự ẩn nhẫn. Đối với chúng ta dùng cái từ là nhẫn nhục thì nó không đúng. Bồ Tát thì không có còn cái chuyện nhẫn nhục, tại không có sân mà nhẫn như mình, mà gọi là sự ẩn nhẫn để chịu khó giống như tất cả chúng ta. Tức là từ một người giống như bây giờ mình là ở đây, chúng ta ở thành thị đi, thì có lần chúng ta đi cứu trợ những cái người mà dân bị bão lũ, thì chúng ta cũng phải chịu khó chịu thương là phải lội xuống bùn, lội xuống sình, phải không, phải dân nắng hay nơi để có thể đi giúp người ta. Thì mình ẩn nhẫn đó chỉ một phần tỷ của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Ngài phải ẩn nhẫn, phải kiên trì từ đời này qua kiếp nọ chờ đợi để cứu giúp từng người, từng người, từng người, để cho họ được thanh tịnh, được thanh tịnh. Vậy là cái nguyện thứ tư của ngài là ngài dùng cam lồ sấy tâm, dùng cam lồ để làm sạch, làm thanh tịnh thân tâm của tất cả chúng sanh. Từ cái tâm thanh tịnh của ngài, ngài ẩn nhẫn để xuống cái cõi ta bà này của chúng ta, và dùng cái cam lồ, giáo pháp cam lồ của ngài, hoặc là năng lực thanh tịnh từ tự tâm của ngài, bằng vô hình hoặc là bằng hữu hình, để ngài có thể giúp đỡ chúng sanh muôn loài ở trong pháp giới mười phương. Đó thì gọi là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sấy Tâm Nguyện. Tức là ngài dùng nước cam lồ để có thể rưới mát, để có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Đó là tâm nguyện của ngài Quán Thế Âm, đem lại sự mát mẻ, sự vui tươi, sự an lạc, sự thanh thoát cho tất cả chúng sanh. Đó là cái nguyện thứ năm. Cái thứ sáu là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Tức là đối với ngài Quán Thế Âm là có đầy đủ cái gì? Cái lòng đại từ nè, lòng đại bi nè, rồi là năng hỷ xả nè. Đối với Bồ Tát Quán Thế Âm là thứ nhất là gì? Hay cứu khổ tất cả chúng sanh, phải không? Hay ban vui cho tất cả chúng sanh, gọi là từ bi. Từ bi có năng lực, từ bi là cứu khổ, là ban vui. Thì tất cả chúng sanh mà đang hướng về ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là luôn nhận được cái sự an lạc và luôn được thoát cái sự khổ đau. Cho nên ngài Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm là luôn luôn được chúng ta kính ngưỡng. Nếu mà nói tới ngài Quán Thế Âm là chúng ta nói tới hai cái chữ là Đại Từ Đại Bi. Cho nên cái câu niệm của chúng ta cũng vậy, là Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Tức là khi mà hướng tới ngài Quán Thế Âm là chúng ta luôn luôn cầu cứu và được ngài giúp cho chúng ta thoát khổ, và chúng ta liền được sự an lạc. Trên cái Đại Từ Đại Bi là luôn luôn có đối với cái ngài Quán Thế Âm rồi. Và ngài luôn là cái người vui vẻ xả bỏ tất cả những cái phiền hà xảy ra trong cái cõi này khi ngài tới cứu độ. Đâu phải dễ đâu. Có khi là tới giúp một người, họ đâu phải là giơ tay để cho mình giúp đâu, họ phản đối lại, thậm chí họ còn chửi mình nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường nữa nha, trong cái lúc trời mưa, mưa xong cái động lại một vài trũng nước dơ dơ, thì có mấy đứa bé nó xuống nó dọc nước, cái mình sợ nó lỡ lối, nó bị ghẻ chốc, nó bị nhiễm trùng, mình lại nói con nước này dơ lắm, con đừng có dọc, không có tốt đâu con. Nó đi chỗ khác chơi, dũng nước này tôi xí rồi đó nha, không có được tới đây để giành của tôi nữa. Nó không chấp nhận đâu, nó chấp nhận. Thì chúng ta cũng vậy, được Phật Tổ, được Bồ Tát khuyên chúng ta biết rằng cái cõi này là quyển, là giả, là tạm thôi, đừng có đắm mê trong này nữa. Mấy người không biết chứ hưởng dục lạc này vui lắm chứ bộ. Mình đâu bao giờ thấy cái dục là khổ đâu, đúng không? Đối với ta ngũ dục là vui. Thì khi nào mà mình thấy được thực sự ngũ dục là khổ á, thì khi đó chúng ta mới tính tới cái đường thoát ra cái cõi này. Còn khi nào chúng ta thấy cái tiền tài là một cái gì vui với mình, có tiền chúng ta vui, không có tiền chúng ta buồn, thì biết rằng lúc đó chúng ta vẫn còn nhận ngũ dục là vui. Rồi thấy sắc đẹp mình vui, thấy không có sắc mình buồn, phải không? Thấy có danh vọng mình vui, không có danh vọng mình buồn. Tức là chúng ta vẫn còn coi trọng ngũ dục, lấy ngũ dục làm vui.
Thì vậy là Bồ Tát có đưa tay xuống giúp mà cũng phải gỡ tay ra, nó để tôi hưởng cho hết năm nay hay là hưởng dài năm nữa, là trời ơi cả đời tôi cực khổ, bây giờ tôi lỡ giàu có được gì, có tiền có bạc không cho tôi hưởng, bắt tôi đi cõi khác là không có đi, ở đây hưởng. Tức là lúc đó chúng ta vẫn từ chối, nhưng ngài Bồ Tát Quan Âm vẫn sao, vẫn vui vẻ và xả bỏ cái điều sai lầm của mình để ngài ẩn nhẫn, ngài tìm phương tiện giúp đỡ chúng ta. Có một lời nguyện à. Lời nguyện này nên nói trước công chúng, quý vị có thể chép, còn ai mà nghe không được thì có thể là chúng ta sau này nghe băng giảng lại nha. Nguyện này nó hơi lớn, nguyện hơi lớn nhưng mà chúng ta cũng nên nghe đi. Tức là khi chúng ta, trước khi chúng ta ngồi thiền nè, đáng lý cái này là tôi sẽ đưa cho cái bài giảng tới á, nhưng mà đây hỏi chúng ta nói trước, cái bài giảng tới chúng ta sẽ nói lại cái bài nguyện này. Khi mà mình đảnh lễ trước bàn Phật, mình khấn nguyện á, tại vì tất cả những cái nguyện nó tạo thành một cái lực cho cái công phu tu tập của chúng ta, không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp cho tới khi chúng ta thành Phật. Tùy cái nguyện của mình mà cái năng lực nó sẽ đưa chúng ta đi tới đâu. Ví dụ như bây giờ mình tu, mình chỉ cầu là mình gia đình mình được bình yên thôi, như đó mình cảm thấy thỏa nguyện rồi thì mình tới yên yên gia đình mình là đủ. Mình cầu mình có được phước báo thì mình thấy có khá giả cái phước báo hơn chút là mình đã thấy đủ. Như này mình không nguyện đơn giản như vậy, mình nguyện cho tới khi thành Phật. Thì từ đây cho tới khi thành Phật là mình tu làm sao, mình học làm sao, mình hành làm sao, và mình chứng đắc làm sao cho tới khi mình chứng quả Phật như thế nào. Đó là một cái lời nguyện của mình. Và nếu chúng ta thực hiện lời nguyện đó là tự động, ví dụ như lỡ chúng ta có mất đi trong đời này thì cái nguyện nó sẽ gìn giữ chúng ta đời sau, chúng ta tiếp tục thực hiện cái hạnh nguyện đó. Thì đó, cái hạnh nguyện là cái rất cần thiết cho những người tu tập. Nên chúng ta cũng nên phát tâm phát nguyện lớn, chúng ta có nguyện lớn để chính nguyện nó sẽ giữ, nó sẽ ung đúc chúng ta từ đây cho tới ngày chúng ta thành Phật. Nên là khi mà đốt nhang trước bàn Phật á, thì chúng ta nên khấn nguyện, khấn nguyện. Và chúng ta nguyện không phải một mình nữa. Thì trong cái quý vị có thể nghe cái bài giảng lễ Phật thành đạo năm 2009, 2008 chứ. Là chúng tôi có nói tới cái này, nói tới cái lời nguyện này. Tức là thứ nhất là ha, khi mà đảnh lễ trước bàn Phật rồi thì nguyện con nè, con tên gì, pháp danh gì đó, cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là nguyện đó. Thì thứ nhất là mình cùng với chư vị hộ mình. Thế là mình ở trong cuộc sống này, bất kỳ ai, dù người đó là giàu sang hay nghèo khổ, đều cũng đều có cái người hộ chúng ta cả. Họ gìn giữ mình suốt 24 tiếng đồng hồ, dù chúng ta có ngủ đi họ cũng giữ mình. Cho nên khi mình đã lại Phật, mình làm một điều công đức phước đức là mình cũng phải nghĩ tới người ta một chút. Cho nên nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, những người hộ mạng mình đó, những người gìn giữ bảo bọc mình đó. Nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, tức là dòng họ bà con mình, những người tùy tùng, những người đi theo mình, những người ở mình, những người xung quanh liên hệ tới mình có thể trợ giúp chúng ta điều gì đó trong cuộc sống này, những người liên quan mật thiết chúng ta gọi là tùy tùng quyến thuộc đó. Rồi cùng với tứ ân phụ mẫu của chúng ta, tứ ân phụ mẫu thì biết rồi phải không, rồi cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Ví dụ như mình lễ đó nha, ví dụ như là cái câu chí tâm lãnh lễ nè, chúng tôi thường hay có hướng dẫn quý Phật tử lễ như thế này: chí tâm lãnh lễ hoặc là nhất tâm lãnh lễ, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ. Cầu khi chúng con đảnh lễ, thân biến ra muôn vạn ức thân, đồng cung kính đảnh lễ. Ví dụ như mình lễ Phật thì tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới, không? Chúng ta đó chưa? Thì chúng ta muốn lễ gì, nghĩa theo cái nghi thức
mà của kinh Nhật Tụng đó, thì tận hư không biến pháp giới quá hiện vi lai thập phương chư Phật tôn pháp thì nó đang thần trú tam bảo cũng được. Hoặc là chúng ta chỉ cung kính lãnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ hư không khắp pháp giới cũng được, phải không? Rồi cái lễ thứ hai là chúng ta cũng như vậy, cũng đọc hết như vậy rồi chúng ta lễ. Tôi hay nói chơi, tôi nói tôi ít tu lắm, nhưng mà tôi tu là tôi chấp cái gì tu ngàn năm, tôi tu năm đủ rồi. Thì sao từ trước giờ là mình nhất tâm lãnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ không khắp pháp giới lại xuống lại. Là thứ nhất là có một mình lại, mà có một thân này lại thôi. Còn này là mình lại cùng chư vị hộ mình, cùng của quyền thất tổ, cùng tất cả chúng sanh muôn loài đều lại hết. Và cái đặc biệt nữa là thân mình lại biến ra muôn vạn ức thân để đồng cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới. Tức là chỗ nào có Đức Phật, dù là mới thành Phật hoặc là đang thành Phật hoặc là đã thành Phật, phải không? Thì thân mình liền biến hóa tới đảnh lễ ngay cái chân Đức Phật đó, không có sót Đức Phật nào hết. Thì cái phước báo nó khác đi nhiều lắm, khác rất là nhiều, phải không? Rồi chúng ta đọc luôn cái bài chú biến thân nữa, chú biến thân nữa nè. Khi đó hai cái tay chúng ta chấp lên giờ chúng ta hai cái tay chấp thay giờ chấp gì đúng không? Chấp gì thì chúng ta cuốn ngón trỏ lại cũng chấp hình búp sen như vậy. Ha. Chúng ta để ngang trán, để ngang trán chúng ta đã bọc đọc cái bài chú biến thân. Om mani mani pharavara pharavara rudra badme maha phara bờ he. Xóa ha. Đọc lại nè nha. Om mani mani phở ra va ra phở ra va ra rút da bát mê ma ha phở ra bờ hê xóa ha. Là lúc đó hai cái tay chúng ta chấp như thế này. Khi đọc xong cái câu chú đó chúng ta búng cái tay chúng ta lên rồi mới cúi xuống lại, hiểu chưa? Và khi chúng ta chấp cái tay mà chúng ta niệm như vậy á, là chúng ta tưởng cái thân chúng ta biến khắp khắp pháp giới để được đảnh lễ chư Phật mười phương. Thì chú này là chú biến thân. Cho nên khi mà chúng ta đọc thì hai tay chúng ta chấp bình thường, đúng không? Nhưng mà lúc chúng ta đọc chú là chúng ta co lại thôi. Cũng vẫn chấp hình búp sen mà chỉ co ngón này lại. Thì khi đọc xong câu chú là chúng ta búng ra, chúng ta lại xuống. Búng thẳng lên đầu là chúng ta lại xuống. Thì lúc đó là chúng ta cứ tưởng tượng là cái thân chúng ta biến quá hai bên, biến hằng hà sa số thân. Tại nãy mình cầu là mình được biến ra muôn vạn ức thân, thì khi chúng ta đọc bài chú là chúng ta tưởng tượng thân chúng ta biến ra cái khắp mười phương pháp giới để được đích thân đảnh lễ từng Đức Phật. Ở quá khứ có bao nhiêu Đức Phật chúng ta cũng được đích thân đến đó đảnh lễ. Hiện tại có bao nhiêu Đức Phật chúng ta được biến quá thân tới đó đảnh lễ. Và vị lai có bao nhiêu Đức Phật thân chúng ta cũng biến được tới đó để đảnh lễ. Không, tức là chư Phật ba đời và tận hư không pháp giới này có bao nhiêu Đức Phật thì thân chúng ta cũng biến tới đó đảnh lễ các ngài. Khắp pháp giới này có bao nhiêu Đức Phật thân chúng ta cũng biến quá tới đó để đảnh lễ nữa. Hay một lại là có muôn ngàn phước đức chứ không phải là lại bình thường như từ trước đến giờ nữa. Đó là cái lại nha, cái lại nha. Bây giờ tới cái nguyện nè. Nguyện. Ê, có những người biết tu ở trong vòng 5 phút rồi phước báo xài mấy đời không hết. Bây giờ cái nguyện nè. Thì sau khi mình nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cũng giống như vậy rồi, hết cái câu nguyện đó. Thì khi mà mình đảnh lễ Phật hoặc là mình tọa thiền hoặc là mình trì chú gì đó, thì con nguyện là cái bây giờ con phát khởi con trì tụng bộ kinh gì đó, hoặc là con phát khởi con niệm Phật, hoặc là con phát nguyện con ngồi thiền. Phải không? Thì nguyện cho con cùng tất cả những vị mà nãy mình đọc á, chư vị hộ chúng con rồi đó, thì được tiêu trừ nghiệp chướng này nha, báo chướng, phiền não chướng, tức là ba cái nghiệp đó, quan khiên trái chướng nhiều đời. Cái quan khiên trái chướng nhiều đời nó làm cho người ta bệnh tật, làm cho thế này thế kia đó, thì cũng được tiêu trừ. Quan khiên trái chướng nhiều đời, nhiều kiếp. Những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con tiêu trừ được cái vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, tiêu trừ lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp. Có những người tưởng là tiêu ngã rồi nhưng mà vi tế ngã chấp vẫn còn, cho nên vẫn có thể sống lại. Cho nên là tiêu trừ được những cái hoặc nghiệp vi tế nhỏ nhiệm nhất của mình.
khai mở đại trí huệ để chúng con thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tâm tạng giáo điển của chư như đại lễ lại, hòa nhập vào bồ đề tự tánh thanh tịnh. Tức là khi mình thấu hiểu chân lý rồi là mình nhập vô cái bồ đề tự tánh, tức là bản giác thanh tịnh của mình á, thì gọi là bồ đề tự tánh thanh tịnh. Để cho tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm mà chúng con luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý của chư Phật. Tức là tâm nguyện Đức Phật độ sanh như thế nào, cái điều gì Đức Phật muốn làm là mình nói mình làm điều giống như vậy, điều được như vậy, điều đúng như vậy hết. Luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý chư Phật mười phương, phải không? Để tự cứu độ mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê sanh tử luân hồi. Nguyện bắt đầu lớn rồi đó, thấy không? Là con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai. Tức là mình xin mình làm tôi tớ Đức Phật rồi. Kệ nó, làm tôi tớ Đức Phật cũng được, không có lỗ đâu, đừng có sợ. Để con sẽ chuyển cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình xin nguyện làm sứ, được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để mình chuyển tải cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng sanh đó có cái tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là họ có tâm mong cầu thành Phật, mình cũng chuyển tải giáo pháp đến với họ, và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này thì mình cũng đem giáo pháp đó tới để cho họ được lợi lạc nữa. Hai tâm mong cầu đó, đúng không? Đủ chưa? Phát nguyện đủ, đủ xài cho cả đời. Phát nguyện này từ đây cho tới khi thành Phật chúng ta làm mới xong. Thành ra khi mà chúng ta có một cái nguyện nào đó đó, kể từ ngày chúng ta phát tâm phát nguyện, đây là cái phát khởi được cái này, là coi như chúng ta đã phát khởi được bồ đề tâm. Hàng đêm chúng ta lễ lại như vậy, tức là chúng ta đã phát bồ đề tâm rộng lớn để độ tận chúng sanh rồi. Rồi là cuối cùng mình còn cầu thêm một chút nữa cho chúng sanh, cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành để phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi được tăng trưởng và sớm thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều sớm thành Phật. Mà muốn sớm thành Phật thì phải tinh tấn tu, mà tinh tấn tu thì phước đức tăng, trí huệ tăng thì mới đủ cái công đức phước đức thành Phật được. Chết được hết rồi phải không? Giờ đọc lại từ đầu một lần này nha. Đọc lại từ đầu một lần. Ví dụ như phát nguyện nè, là nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng cửu quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài, sau cái thời tụng kinh, sau thời tọa thiền, hoặc là trong thời tụng kinh này, trong thời tọa thiền này, chúng con sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp, những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con. Không? Nguyện chúng con được tiêu trừ những vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, lậu hoặc và vi tế ngã chấp pháp chấp của chúng con. Và cầu nguyện cho chúng con được khai mở đại trí huệ để cho chúng con được thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tam tạng giáo điển của chư Như Lai để lại. Tức là không phải Đức Phật bổn sư chúng ta, mà tất cả chư Phật mười phương có để lại cái gì chúng ta cũng đều thấu hiểu hết, không? Thấu hiểu tam tạng giáo điển và thấu hiểu tam tạng giáo điển của chư Như Lai để lại, hòa nhập vào bồ đề tự tánh thanh tịnh để tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm của chúng con kể từ đây luôn xứng hợp với chân lý, xứng hợp với tâm ý của chư Phật mười phương, để tự cứu thoát mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê trong sanh tử luân hồi. Thấy chưa? Rồi nguyện chúng con được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để chúng con chuyển tải giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai
đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này. Với tất cả những người có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này. Nghe chưa? Và nguyện cầu cho tất cả chúng sanh luôn luôn được tinh tấn, luôn được tăng trưởng phước đức và trí huệ, sớm thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi hết. Em thấy cái bài phát nguyện này có thể mình tu tới lúc nào? Tôi định là để giảng cái bài kỳ tới đó chứ. Thật ra khi mà có những người tu tập á, trong đạo Phật á, những người tu hết sức là tinh tấn nhưng mà thấy ở đâu nó cũng còn nguyên đó, không có thay đổi được gì hết. Lý do là người ta phát tâm phát nguyện chưa có đúng mực. Phải nói như vậy là chúng ta cái nguyện chúng ta nó không có lực, không có tới cái chiều sâu của nó. Nên chúng ta tu chúng ta thấy nó lòng vòng tu, mà nhiều khi người ta hỏi ủa tu để được làm gì, mình cũng chẳng có biết trả lời. Tôi cũng tinh tấn lắm mà tôi cũng không biết tôi thành cái gì, tôi được cái gì, tôi mất cái gì. Nên là phải có một cái nguyện đó. Cái nguyện nó là một cái gì đó mà gìn giữ bảo bọc chúng ta từ đây cho tới khi chúng ta thành Phật, chứ không phải là một cái nguyện không một đời này. Phải đủ lớn, đủ mạnh, đủ lực để bảo bọc chúng ta trong dòng chánh pháp, không bị rớt ra ngoài. Khi ai đã phát tâm phát nguyện này rồi thì đời đời kiếp kiếp chúng ta ở trong dòng chánh pháp chứ ra không có được. Tại vì chúng ta làm chuyện đó chưa xong mà. Không, mình phát nguyện này mà mình làm chưa xong thì đời sau mình ra đời mình tiếp tục làm theo cái nguyện này nữa, và cứ mãi mãi cho tới khi thành Phật thì mới xong cái nguyện này. Đó thì đó là cái nguyện lực của tất cả những người tu theo đạo Phật. Có mấy câu hỏi trước à? Câu hỏi thứ nhất là không gian và thời gian khác nhau như thế nào? Thứ hai là gì ta? Nhãn gian có câu hiền, nhân gian có câu hiền như đất, nhưng khi đất giận dữ cũng đã vùi chôn bao nhiêu người, và gió lửa nước cũng như thế. Vậy bản chất của nó là gì? Con người cũng do tứ đại mà thành, vậy bản chất con người là gì? Sao con nghe nói nhân chi sơ tánh bổn thiện? Câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền con hay bị ngáp, chảy nước mắt sống, xin thầy giúp con. Cái câu thứ nhất là không gian và thời gian cũng dễ quá mà hả? Không gian, cái thời gian là thật ra là nó là thời gian tâm lý chứ nó cũng chẳng có thật cái gì. Chúng ta có cái khái niệm là chút nữa, hoặc là chúng ta nhớ nghĩ là cái chuyện đã qua rồi. Cái khái niệm nó tự hình thành ở nơi tâm chúng ta, tức là chúng ta đã hình thành cái thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Chúng ta ngồi chúng ta toan tính một sự việc gì đó, một chút nữa chúng ta làm, chúng ta có cái khái niệm để một tí nữa chúng ta làm, tức là chúng ta đã tự khái niệm thời gian rồi. Hoặc là chúng ta ngồi là chúng ta nhớ là cái chuyện trước, tức là trong đầu chúng ta luôn luôn bị dao động ở hai điểm, một là tương lai, hai là quá khứ. Chúng ta chưa bao giờ dừng lại ở hiện tại phút giây nào cả, chúng ta chỉ lướt ngang hiện tại để tới tương lai và lướt ngang hiện tại để lùi về quá khứ. Tâm chúng ta luôn dao động ở hai đầu này. Còn không gian là một cái khoảng trống khái niệm của chính mình, những cái mà mình có thể mình nhìn, ví dụ như từ chỗ mình tới một cái vật trước mắt, ví dụ từ chỗ quý vị tới cái bình này, thì khi nhìn nó thì quý vị thấy cái bình nhưng mà không thấy cái khoảng trống từ quý vị tới đây. Cái khoảng đó gọi là không gian. Không gian là một khoảng trống không vật chất, khoảng trống không vật chất mà mắt chúng ta không thể thấy được, đó là cái khoảng không gian. Mà vật, tất cả những vật chất nhờ không gian đó mà hình thành. Nếu không có không gian, ví dụ như đây bít hết thì mình không thể ngồi trong này được. Ở đây ví dụ như khoảng không gian này bít hết thì không thể cất thêm cái nhà, không thể làm thêm cái gì. Nhưng không gian mặc dù nó rỗng không nhưng mà cái giá trị của nó rất là lớn. Nếu không có nó thì không có thành cái gì trong cái thế gian này cả. Không gian là cái gì rỗng, nó không có cô đặc, nó không có vật chất. Chúng ta có thể định nghĩa khái niệm nó như vậy.
Ở nhân gian này có cái câu hiền như đất, nhưng mà khi đất giận dữ là vùi lấp không biết bao nhiêu người. Gió cũng vậy, thổi không biết là đổ bao nhiêu cái nhà, lửa biết cháy bao nhiêu sự vật rồi, vân vân. Nước có thể là cuốn trôi không biết bao nhiêu người chết rồi. Thì trong tứ đại này á, trong tứ đại này, như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói á, cái tứ đại nó là cái gì? Nó không phải do nhân duyên, không phải do tự duyên, không phải do nhân duyên là một, không phải do tự nhiên là hai, mà do tâm hành của chúng sanh, tùy nghiệp của chúng sanh mà thọ cảm cái sự việc như thế. Ví dụ bây giờ chúng ta lửa thì chúng ta không thấy đâu hết, đúng không? Nhưng bây giờ mình muốn bật hộp quẹt để mình đốt cái đèn, tức là tùy theo cái tâm của mình muốn bật hộp quẹt lên để đốt cái đèn, cho nên là sẽ có lửa cháy đủ cái đèn. Nhưng mà nếu mình có tâm là đốt cái đuốc để đốt cái nhà thì nó sẽ cháy nguyên cái nhà, đúng không? Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Chứ còn cái lửa đó nó không phải là do nhân duyên, cũng phải là tự nhiên thì nó đã cháy khắp cái cõi này rồi, mình đâu có ngồi đây được. Do nhân duyên hòa hợp cũng không đúng. Thì đây, nếu quý vị mà nghe kinh Lăng Nghiêm đoạn này chúng tôi có giảng, thì vậy là trong tứ đại này không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, mà tùy theo tâm niệm của chúng ta mà nó hiện hữu. Tâm niệm chúng ta muốn cái gì nó hiện hữu đó. Chúng ta muốn tắm trong hồ thì sẽ có nước hồ để chúng ta tắm. Chúng ta tắm sông thì sẽ có sông. Chúng ta tắm muốn ra biển thì sẽ có biển. Ví dụ gì? Thì vậy là tùy tâm nguyện của mỗi người mà tứ đại hiện ra đúng với tâm nguyện đó. Thành ra khi cái tâm nguyện chúng ta trong trên dao động, không yên ổn, thì nó sẽ tạo thành gió bão. Để ý những cái vùng nào bão lụt nhiều, tâm tư của người dùng đó như thế nào, chúng ta để ý chúng ta thấy cái sự dao động chúng ta sẽ tạo thành năng lượng và tạo thành động ở trong bầu không khí nào mà chúng ta đâu có hay đâu. Nó sẽ kết thành những cái trận gió lốc khủng khiếp để cuốn trôi những người đi. Tâm sân hận chúng ta tạo thành những cái nguồn lửa nóng để đốt cháy một cái thành phố nào đó. Tâm dao động trong trên chúng ta không yên ổn, làm sập đất lỡ đai để chết những người có những cái điều đó. Đó là do tâm lượng của chúng sanh mà tùy nó hình thành. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa nó là Như Lai tàng tâm thanh tịnh trùm khắp pháp giới. Chứ không phải đất, nước, gió, lửa là cái kiểu thấy hình tướng như mình. Nhưng mà tùy cái duyên nghiệp của mình để mình nhận được cái thân tứ đại này, phải không? Thì mình có cái duyên đó, có cái nghiệp đó, có cái nhân quả đó, cho nên mình mang cái thân này với một cái thời điểm đó, và thân này lại trả tiếp tục trở lại tứ đại, là tùy theo cái nghiệp mà mình hình thành cái thân này, chứ không phải thân này ai tạo ra cả. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người mang cái thân khác nhau. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người một khuôn mặt không giống ai hết. Ở đây ngồi biết bao nhiêu người, coi có mặt ai giống ai đâu không có. Mà 8 tỷ người trên thế giới này cũng không có cái mặt ai giống mặt ai cả. Vì mỗi người đã mang một cái nghiệp đã tới đây, thì mỗi một cái nghiệp nó sẽ hình thành một thân tướng khác nhau trong cõi giới này. Thì đất, nước, gió, lửa nó là như vậy. Nhưng quý vị nếu mà có nghe cái phần Thu Thất Đại trong kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi đã có giảng phần này rất là rộng. Đến cái câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền thì hay ngáp, chảy nước mắt sống. Đây cũng là một cái nghiệp của chúng ta. Thực sự là một cái nghiệp. Một là nếu mà do chúng ta ăn uống không tốt, ăn uống không kỹ thì nó sẽ tạo thành hơi. Mà thường những người ngáp nhiều là có một cái dấu hiệu không tốt của bao tử. Không tốt bao tử. Thì do chúng ta ăn thức ăn không tiêu gì đó, chúng ta ngồi thiền có thể chúng ta bị ngáp. Tức là phải xem xét thứ nhất lại là cái ăn uống của mình cái đã. Nếu mà ăn uống chúng ta đang tốt rồi thì chúng ta xem xét lại cái nghiệp thứ hai là coi cái bao tử mình có vấn đề hay không. Nếu bao tử chúng ta tốt rồi thì cái nghiệp thứ ba là từ xưa giờ chúng ta cái thân nó thích hoạt động. Tức là con người thích thay đổi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tức là mới làm này làm kia làm động hoài thì thân thể nó chấp nhận quen như vậy rồi. Bây giờ bắt nó ngồi lại nó làm một chuyện nó chán á, cho nên nó ngáp. Để ý là thường thường ví dụ như đây là cái tâm lý sâu thẳm của mình. Ví dụ như bà mẹ mà ru đứa con ngủ phải không?
cứ câu một thôi, hồi ơi dầu ngủ đi con, hồi ghét quá nó ngủ. Chứ không phải là ca ca hay mà nó ngủ, không phải ca mùi mà nó ngủ, là bảnh rồi nó chán quá nó không muốn nghe nữa cho nó ngủ cho rồi. Đó thì cái tâm lý của mình nó cũng giống vậy đó. Tự nhiên nó đi chơi vui mà chết bắt ngồi niệm nó mua với đồ Phật, mua với đồ Phật nó chán quá rồi thôi nó ngáp nó ngủ. Đó là một cái nghiệp mà mình không có quen, tức là mình chưa có quen tu, thì cơ thể mình chưa chấp nhận cái điều này, thì buộc mình phải làm nhiều lần để mình có thể chấp nhận được cái thời gian nhất định là một tiếng đó mà nó không ngáp nữa, tức là lúc đó nó đã chịu rồi. Cái thân mình nó đã chấp nhận cái chuyện đó rồi, chứ đâu ai chịu ngồi yên. Đi chơi, đi bộ hay nói chuyện hay làm việc đó, thì mình cảm thấy nó cái thân nó chấp nhận, nó đã nhiều chục năm như vậy, nó quen rồi, nó quen rồi. Không ai chấp nhận mình ngồi một chỗ hết á, không ai chấp nhận mình ngồi yên, cho nên khi ngồi yên là nó cự nự, nó khó chịu, nó làm cái này làm cái kia đủ thứ chuyện. Nhưng mà lần lần nếu mà chúng ta tu tập quen thì nó sẽ từ từ nó yên. Nó trải qua nửa tháng như vậy rồi, cô khổ sở, cô nói là con muốn thoát thoát không được, cô điện vô cô khóc quá chừng á. Thì nói bây giờ tự cô cứu cô, chứ bây giờ tôi không có cách, là tại vì tôi ở trong Nam, cô ở ngoài Bắc. Tôi chỉ cô cái cách làm như vậy. Tức là bây giờ cô phải nhìn ra, nhìn được, chụp hình một cái tượng Quan Âm trong trí não mình, và bắt đầu làm đúng theo sự hướng dẫn của tôi, rồi cô bưng ly nước cô uống là sẽ hết. Và rõ ràng hết thiệt, xong là hết liền. Đó cho nên là trong Đạo Phật chúng ta nói về năng lực để mà trừ tà thì không có năng lực nào có thể so sánh tới cái năng lực của Phật. Và nhất là năng lực của Ngài Quán Thế Âm này. Tức là cho nên ở đây khen tặng Ngài Quán Thế Âm là có khả năng trừ tà, trừ yêu quái. Cho nên người nào mà đi đường mà sợ ma phải không? Thì người ta nói sao là bắt ấn. Bắt ấn nắm tay lại niệm Om Mani Padme Hum, đi tới đâu cũng không có ma tà khuấy phá mình. Còn nếu như bây giờ chúng ta mà nghi ngờ, thật sự thì không biết có tà, có bùa yếm mình hay không, nhưng nếu mình nghi ngờ thì mình làm vậy để cho tự mình uống. Thấy chưa? 6 tháng làm một lần. Tức là một lần uống cái nước đó có tác dụng đúng 6 tháng nha. Thì một năm mình làm 2 lần là cái như mình không có sợ tà ma gì, không có sợ ai bỏ bùa, bỏ chú mình được nữa. Đây là một cái điều mà trong Phật Pháp nó có một cái tác dụng rất lớn đó. Thì ở đây là cái khả năng mà hàng tà ma của Ngài Quán Thế Âm nó rất là mạnh. Và đó là cái kinh nghiệm thực mà chúng ta đã chỉ rất là nhiều người thành công. Quý vị thử để ý, có rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm. Chúng ta cũng có thể thí nghiệm thử một cách là chúng ta lấy một ly nước ha. Thì quý vị để một ly nước trong trước mặt mình, tối mình niệm Om Mani Padme Hum chừng 108 lần thôi. Còn một ly nước nữa cứ quay cứ chửi nó, mày là đồ quỷ, mày là xấu xa, mày là ác độc gì đó cứ chửi nữa. Trong nửa tháng thôi, quý vị sẽ nghe cái mùi hương từ cái ly mình niệm Om Mani Padme Hum, và sẽ nghe cái mùi hôi ở cái ly nước chúng ta chửi. Nó rõ ràng, tức là khi chúng ta tác ý lên một sự vật mà tác ý tốt, mà cái phân tử nước nó nhạy cảm lắm, cho nên nó thành tốt thành xấu liền sau khi chúng ta uống. Cho nên là nếu mà người nào mà muốn mà có những người, có những bệnh nhân mà kể rất là nhiều chuyện với chúng tôi biết là có những bệnh tật rất là nặng, nhưng mà mỗi lần uống thuốc thì cứ niệm Ngài Quán Thế Âm, niệm 108 lần rồi bưng ly nước uống, thì để ly nước trước mặt niệm rồi mới uống, thì rõ ràng là kết quả trị bệnh nó sẽ cao hơn là không niệm, mà họ cảm nhận từng ngày như vậy và cuối cùng bệnh hết. Thành ra cái khả năng mà hàng tà ma trừ ở quán Ngài Quán Thế Âm là có trong cõi nhân gian của chúng ta, chứ không phải là không có, có cái tác dụng đó thật. Và thứ kế nữa là Ngài năng trừ nguy hiểm. Tức là đối với Ngài Quán Thế Âm là hay trừ khử những cái nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Cho nên thường chúng ta đi thấy tất cả các đầu xe đều có cái gì? Có cái hình Ngài Quán Thế Âm. Người ta có cái ý gì? Tức là nhờ Ngài Quán Thế Âm ở trên xe đó là xe đó không có bị nguy hiểm, không có bị tai nạn. Hoặc là có một số Phật tử chúng ta muốn thờ tượng Quán Thế Âm trong nhà để chi? Để cầu được cái sự an lành cho gia đình mình. Tức là không có sự nguy hiểm đến cho gia đình mình, không có tai nạn, không có khổ ách. Và cái người mà tin tưởng á, thì đi đường hoặc là chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chúng ta bắt đầu niệm Ngài Quán Thế Âm thì tự động mình nghe an. Nhưng mà mình cũng có đủ cái tin là trên đường đi mình cũng không gặp nguy hiểm, không gặp chướng nạn, không bị bùa chú. Mà sự thật, bùa mà người ta
Với cái người bình thường họ có thể vỗ vai cái là mình đưa móc túi đưa hết tiền. Nhưng mà lỡ mà vỗ vai trúng cái người đang niệm ngày Bồ Tát Quán Thâm thì coi chừng mất bùa luôn. Cho nên chúng ta đi đường nếu mà chúng ta muốn giữ yên mình, đúng không, mà chúng ta muốn cho mình đừng có bị chướng nạn thì nên thầm thầm niệm danh hiệu ngày Quán Thế Âm thôi. Hoặc là chúng ta niệm cái câu Om Mani Padme Hum. Mà thường đó là chúng ta niệm Om Mani Padme Hum ấy, không thì nó sẽ không có năng lực. Niệm thêm mấy chữ nữa là Om Mani Padme Hum Hật Rị Hắc Ớ Tê Nặng Hật Rị Xóa Ha. Cái hật rị nó giống như là một ấn chú, giống như một tờ giấy mà ký tên mà chưa đóng mọc đó, thì nó không có lực. Thì chúng ta niệm Om Mani Padme Hum không có lực, mà nếu thêm hật rị là bắt đầu có năng lực. Hật rị xóa ha, xóa x o a sắc. Om Mani Padme Hum hật rị xóa ha. Chúng ta thường xuyên niệm như vậy. Cái âm của Om Mani Padme Hum này có khả năng tiêu trừ được những cái tà tâm, những cái tạp niệm ở nơi tâm thức của mình nữa. Dễ yên tâm hơn trong tất cả các tình huống. Và nếu chúng ta niệm mà đi vào thiền định á, thì chúng ta niệm vẫn có tác dụng để cho chúng ta nhanh được thiền định hơn các cái niệm khác. Thì quý vị thử, quý vị thấy công phu này nó có cái rất là có lợi. Không phải là trừ khử cái tà ở bên ngoài, mà trừ khử luôn tà tâm tạp niệm của chính mình luôn. Tâm rất là thanh tịnh và chúng ta sẽ thăng tiến công phu rất là nhanh. Cái thứ năm là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Quý vị có tưởng tượng ra là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là một tay cầm cái gì? Một tay cầm cành dương liễu, đúng không? Một tay cầm cái bình. Thì vậy là cái bình đó gọi là Thanh Tịnh Bình. Thanh tịnh bình, còn cái cành dương liễu gọi là thùy dương liễu cam lồ sái thanh tịnh, tức là cái bình đó là cái bình thanh tịnh. Cái bình đó thực sự thanh tịnh thì mới chứa được nước cam lồ. Và cái nước cam lồ đó mà cành dương liễu dúng vào để rải cho đến chúng ta đó, gọi là sái thanh tịnh đó, thì tất cả chúng ta đều được thanh tịnh, đều được thanh tịnh thân tâm của mình. Như vậy là cái gốc để chứa nước cam lồ là gì? Là phải cái bình phải thanh tịnh. Mình phải thanh tịnh, đúng không? Cả mọi cái mà nếu có năng lực thì phải xuất phát từ chỗ thanh tịnh, năng lực nó mới có. Thì vậy là cái bình để đựng nước, mà nước đó được gọi là cam lồ, thì phải chứa trong bình thanh tịnh đó. Cũng như chúng ta là nếu mà muốn cho cái năng lực tâm chúng ta nó mạnh lên, chúng ta muốn tác ý là một điều gì mà cho có tác dụng á, giống như nãy mình niệm cái ngày Quán Thế Âm, mà muốn có tác dụng, muốn có lực thì tâm chúng ta cũng phải thanh tịnh mới có tác dụng lớn. Như vậy là một người tu mà đạt được cái cảnh giới tâm thanh tịnh á, thì những cái gì dung chứa nơi tâm của họ đều là gì? Là cam lồ, có thể giúp đỡ trần gian này. Còn mà chúng ta có thể giúp người khác mà tâm chúng ta không thanh tịnh thì không có lợi ích cho ai cả. Cho nên cái chính là phải được thanh tịnh, trong sáng. Như vậy là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là không còn những cái tạp niệm lăng xăng nữa. Những cái thiện ác nơi Ngài đã được quá tán thanh tịnh rồi. Ngài ở cái chỗ viên thông Như Lai, trùm khắp pháp giới, không có gì dính nhiễm được. Thì trong đó rất là thanh tịnh. Cho nên những cái hành động, những cử chỉ, những lời nói, những suy nghĩ của Ngài đều xuất phát từ cái chỗ thanh tịnh Như Lai đó. Cho nên có rất nhiều năng lực, mà không phải năng lực bình thường riêng cho một người, mà một lần có thể giúp khắp mười phương pháp giới này vẫn không tiêu hao cái năng lực của mình. Và đều có kết quả lớn cho tất cả các nơi. Ví dụ như bây giờ ở cái thành phố Mỹ Tho, chúng ta có khoảng 10 người niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm cầu cứu. Còn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 100 người, ở Hà Nội có khoảng 1000 người, ví dụ vậy. Và khắp thế giới này chỗ nào cũng có người niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm cầu cứu. Mà bằng cái tâm thanh tịnh để niệm, nhất tâm để niệm thực sự, thành tâm để niệm thực sự, thì tất cả những người này đều cảm nhận được năng lực. Đó là năng lực từ cái chỗ thanh tịnh là trùm khắp pháp giới, là đều có đến tất cả các nơi, chứ không phải là đến một chỗ riêng một mình. Ví dụ như bây giờ ở đây mình đang ngồi niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm để mình cầu chuyện gì đó thì có kết quả cho mình, thì mình nghĩ rằng chắc là Ngài Quán Thế Âm chỉ quan tâm tới mình thôi, và năng lực đó chỉ tới mình, chứ thật sự không phải. Có hàng tỷ người đang hướng về, và hàng tỷ người đang cầu khẩn, hàng tỷ người đó vẫn nhận được năng lực và nhận được lợi ích đó liền.
Đó, thành ra từ cái chỗ thanh tịnh mới có năng lực vĩ đại. Cho nên nếu mà chúng ta muốn làm một cái việc gì thì chúng ta nên yên tâm, tâm chúng ta thực sự an á, thì sự việc chúng ta làm mới có hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta chỉ cần nấu cơm thôi mà cái tâm chúng ta dao động nghĩ suy chuyện này chuyện kia thì coi chừng nồi cơm không có hiệu quả. Hoặc là chúng ta sắc gọt rau củ thôi, phải không? Mà nếu mà chúng ta tâm chúng ta không yên mà vừa sắc chúng ta vừa nghĩ ngợi buồn chuyện này nhớ chuyện kia là coi chừng hồi sắc vô ngón tay tâm chúng ta không yên là không có hiệu quả trong tất cả các công việc. Ở trong nhà Phật có một câu là trụ tâm nhất xứ là vạn sợ sự bất biện, tức là tâm chúng ta mà trụ được một nơi rồi là không có chuyện gì mà chúng ta làm không có xong. Cho nên là nếu mà một người mà tâm thực sự thanh tịnh, tức là không có hai tâm trong lúc chúng ta làm, nó làm việc gì là chỉ có cái việc đó thôi. Ví dụ chúng ta đang ngồi viết thì chúng ta chỉ viết thôi, không có việc thứ hai. Chúng ta đang nấu cơm thì chỉ nấu cơm, chúng ta đang ngồi thiền là chỉ ngồi thiền, không có việc thứ hai. Thì vậy là tâm chúng ta đang rất là thanh tịnh. Mà chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện là chúng ta tụng kinh đi thì nó không thanh tịnh. Cái đó cũng được gọi là không thanh tịnh. Đừng nói là cái chuyện là chúng ta phải nghĩ tới giận người này, ghét người kia. Nghĩa là cái tâm chúng ta có sự sai biệt trong lúc chúng ta đang làm là chúng ta không thanh tịnh, không thanh tịnh. Vì vậy là chúng ta sẽ không đạt được hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây để nghe giảng mà tâm chúng ta chỉ cần hướng ra bên ngoài là tâm chúng ta không còn thanh tịnh. Và không còn thanh tịnh thì chúng ta không nhận hiểu hết những cái ý tứ trong bài giảng. Chúng ta không hiểu bài giảng muốn nói điều gì, đúng không? Đó, cho nên là lúc nào tâm thanh tịnh thì cái sự việc bắt đầu nó có hiệu quả, bắt đầu có hiệu quả. Thì ở đây cũng vậy, Ngài Quán Thế Âm là có cái thanh tịnh bình, tức là cái sự dung chứa thanh tịnh rộng lớn trùm khắp pháp giới của Ngài. Tức là cái tâm của Ngài đã thanh tịnh trùm khắp pháp giới rồi, cho nên những cái gì mà có ra trong pháp giới này đối với Ngài đều là thanh tịnh. Từ cái năng lực thanh tịnh đó mà dung chứa được nước cam lồ, tức là dung chứa được cái năng lực để cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên nó cái cành dương liễu, thứ hai là cái cành dương liễu là cái gì? Cành dương liễu là chúng ta thấy cái liễu rủ ở một số điểm du lịch người ta trồng. Cái cành nó không có lớn, nó để ra cái rủ xuống như vậy. Nhưng mà gió bão cũng không làm gãy nó được. Gió thở qua nó quật qua, gió thở lại nó quật lại, gió thở tới quật tới, gió thở lui nó quật lui, nhưng mà không bao giờ bị gãy. Điều đó muốn nói cái gì nữa? Muốn nói tới cái điều thứ hai á. Đối với thế gian chúng ta xem như cái đó là một cái sự nhẫn nhục của mình. Muốn cứu độ một người trong cái cõi này có dễ không? Khó vô cùng. Nhưng Bồ Tát vẫn ẩn nhẫn, không? Từ cái cõi thanh tịnh của một vị Bồ Tát mà xuống cái cõi mà nhơ quế cõi Ta Bà, chúng ta là nghịch cảnh rồi. Giống như bây giờ chúng ta thấy á, là cái mùa nắng mà chúng ta ví dụ như là cỡ mùa hè của mình đang rất là nóng nực, đúng không? Chúng ta đang ở phòng lạnh rất là mát mẻ, và bước ra trời nắng là chúng ta nghe nó khó chịu, nghe nóng nực rồi. Mà phải làm việc ở ngoài đó là chúng ta phải ẩn nhẫn lắm, chúng ta mới ra ngoài trời làm việc được. Thì vị Bồ Tát ở trong cái cõi thanh tịnh của chính mình á, cái an lạc á, cái phúc lạc á, cái thanh thoát của họ gấp 1 tỷ lần so với cái chuyện một người ở phòng lạnh ra ngoài trời. Như vậy là một Bồ Tát từ cái cõi giới của vị Bồ Tát mà tới cõi Ta Bà chúng ta là nó cực khổ cho Ngài vậy đó. Nó khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Chính chúng ta ở đây quen rồi, nhiều kiếp rồi mà chúng ta còn thấy cõi này nó còn khó khổ, đúng không? Như vậy là một người đã thoát khỏi cõi giới này rồi mà họ quay lại thì họ có cực nhọc. Họ phải ẩn nhẫn để cứu độ chúng ta, để thể hiện cái lòng từ của Ngài quá lớn. Các vị Bồ Tát mà lòng từ bi mà không đủ mạnh á, xuống cõi này làm việc lần bỏ chạy mất. Nhưng mà Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm của ta thì sao? Là thường trụ cõi Ta Bà, thì rõ ràng là cái sức mà ẩn nhẫn để chịu đựng cái khó khăn trong cõi này á, rất là lớn. Có khi á, là một đời Ngài ứng thân làm một cái người phụ nữ để lo cho cái dòng họ, lo một gia đình thôi. Có khi Ngài ứng thân làm một người nam để lo cho dòng họ, cho gia đình. Một đời các vị xuống làm một cái việc nhỏ nhưng mà cũng phải xuống làm, vì cái duyên phải giúp cái dòng họ đó với nhau thì Ngài tới đó Ngài giúp. Ví dụ Ngài cũng phải ẩn nhẫn, phải chịu đựng cái kiểu của con người của mình, phải chịu quy luật về sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, đủ thứ chuyện khổ đau trong cõi này. Thì khi Bồ Tát nó ứng quá thân để xuống cõi này để làm việc Phật sự thì phải chấp nhận tất cả những cái thương đau đó, nhưng mà vẫn không lui sụp, tức là vẫn không làm cho Ngài ô uế được, vẫn dung chứa được cái nước cam lồ trong tâm của mình, vẫn giữ cho tâm được thanh tịnh như bình thanh tịnh, thanh tịnh bình kia.
Nghĩa là trong tất cả những cái cõi giới ở mười phương này, Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện ở đâu để cứu độ chúng sanh thì Ngài cũng vẫn luôn ở trong cái tâm thanh tịnh đó, và lại vẫn luôn đầy đủ lòng đại từ đại bi, vẫn luôn ban phát những cái lợi lạc để cứu giúp, làm cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh tâm, thanh tịnh thân, thoát khỏi những cái khổ ách. Dù bất kỳ chúng sanh ở cõi nào, Ngài cũng đủ sức làm điều đó. À, chúng tôi nhớ có một cái mũi chuyện mà cách đây khoảng 10 năm tôi gặp một ông cụ, ông làm cái ngành kiến trúc. Mà cái chỗ xây dựng này mình không tiện nói ra, nhưng mà đại khái là ông làm ngành kiến trúc đó, ông làm thiết kế nội thất cho một cái tầng hầm của một cái cơ quan nhà nước. Và cái chuyện này là trước giải phóng đó, tầng hầm nó đi vào là ở dưới có một cái hồ rất lớn chứa cái hồ axit ở dưới. Tầng hầm bí mật, sau khi xây dựng xong là toàn bộ cái băng thợ của ông cùng với ông thiết kế là đều bị đưa vô một cái đường rất là hẹp, và được đúc bằng bê tông, đường nhỏ đủ một người đi tới tầng hầm axit và phải tan thân tại đó, không còn ai sống sót hết. Ông là một trong những người đó. Khi tôi gặp ông là ông đã 70 mấy tuổi rồi. Thì ông kể là sau khi xây dựng xong cái đường hầm bí mật đó rồi, thì ông cùng với bạn ông đi thẳng tới hầm axit để chết. Thì ông đi sao chót, ông nghe tiếng la là chết, la giải chết, la giải chết, la giải chết hàng loạt như vậy. Thì ông tự nhiên nhớ tới cái hồi nhỏ đó, ông không phải đạo Phật. Sau trận đó mới bắt đầu quy y. Hồi nhỏ thì ở nhà cứ hở là ông nghe mẹ ông niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì lúc đó ông bắt đầu mới nhớ theo câu đó ông niệm. Và ông cứ nhắm mắt niệm, tại vì trong đó trong hầm tối cũng không mở mắt, cũng chẳng có thấy cái gì đâu. Thì cứ nhắm mắt niệm và cứ đi tới hoài. Sao ông cứ đi tới mà ông vẫn thấy ông chưa bước sụp hầm axit. Ông đi riết tới đụng một cái bờ tường. Thì ông mở mắt ra. Mở ra là đúng cái bờ tường nhà mình. Ông nói không biết ông thoát cái kiểu nào, ông cũng không hiểu nổi cái chuyện mà ông thoát ra được cái tầng hầm axit đó. Và từ đó ông trốn luôn, ông trốn cho tới khi sau giải phóng. 70 mấy tuổi, một kiến trúc sư lừng danh. Thì rõ ràng là cái sự linh nghiệm mà cứu thoát khi mình niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm đó, ông cũng không có tưởng được. Cho tới giờ phút này, ông nói là bây giờ ông cũng không biết ông ra mà cái kiểu nào nữa. Suy nghĩ hoài, tức là ông nói là đã hơn 40 năm tôi suy nghĩ tới chuyện này rồi thầy. Mà tôi cũng không biết tôi thoát khỏi đường hầm này bằng cái kiểu gì nữa. Không biết thoát ra bằng cái cách nào. Đây là một điều rất là linh nghiệm. Mà chúng tôi thường nghe những người, phải nói là những nhân chứng lịch sử thật kể chứ không phải là cái chuyện huyền thoại. Thì năm đó tôi nhờ ông xuống ông vẽ cái bản vẽ để xây cái tháp của chùa. Thì khi ngồi nói chuyện là ông kể lại cái chuyện đó. Thật ra chúng ta thấy là khi mà cái sự thanh tịnh đó nó có năng lực, nó biến có thành công, biến không thành có. Cái đường hầm, hay là đường hầm đi thẳng tới hầm axit thì nó biến thành một con đường khác để ông đi thẳng tới về nhà mình. Cái năng lực thanh tịnh nó khủng khiếp như vậy. Cho nên khi mà một người tâm thanh tịnh rồi là đủ năng lực để có thể biến hóa tất cả mọi cái. Mọi người đang đau khổ thì sẽ đủ sức để có thể chuyển hóa sự đau khổ cho người khác nếu mà tâm mình thanh tịnh. Một điều này rất là dễ thấy nhất. Nếu như ở đây quý Phật tử chúng ta thực hiện công phu tu tập á, quý vị về nhà mà niệm Phật hoặc là chúng ta tọa thiền, có một cái lúc nào đó quý vị thực sự được định đúng như những cái định ở trong đạo Phật nói, thì quý vị sẽ thấy là cải hóa gia đình mình ngay lập tức. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ thấy mọi người trong gia đình sẽ có thay đổi. Sở dĩ mà chúng ta tu mà những người chung quanh chúng ta chưa có thay đổi là cái tâm chúng ta chưa có đủ cái thanh tịnh đó. Có một chuyện kể của một người Phật tử chúng tôi quen á. Thì khi cô ta từ trước giờ là cái bàn Phật đang thờ trong nhà là không ai tới đó để đốt nhang cả. Không có người nào trong nhà tới đốt nhang. Thì khi cô nghe cái băng giảng về phương pháp tọa thiền, cô bắt đầu ngồi. Và liên tục 5 đêm cô ngồi, cô nhập định đúng 5 đêm. Ngồi đạt được định đúng 5 đêm như vậy. Thì sáng hôm sau là ông chồng tới bàn Phật đốt nhang, mấy đứa con tới bàn Phật đốt nhang, và cả tất cả những người làm trong nhà mỗi đêm đều tới đó lại Phật đốt nhang. Và từ đó cô đi chùa thoải mái, không có còn ngăn cản nữa.
Đó, khi năng lực thanh tịnh nó đủ sức để cảm hóa những người xung quanh, dù mà họ cỡ nào họ cũng có thể cảm hóa được. Cho nên một người mà đạt được thanh tịnh thì cái năng lực rất là lớn. Những cái suy nghĩ chúng ta vọng động nó nhỏ nhiệm, nó chợt có, nó chợt mất, nhưng mà cái thanh tịnh là một cái gì nó trường tồn, cho nên nó có năng lực rất là lớn. Tâm chúng ta càng nhỏ nhiệm chừng nào thì năng lực càng mạnh chừng đó. Giống như ở ngoài chúng ta thấy á, ví dụ như cái núi là chúng ta thấy vững lắm rồi đúng không? Cái tường này chúng ta thấy nó rất là vững rồi, nhưng mà gió là chúng ta thấy không có cái tướng. Cái tường là thấy có tướng, cái núi là thấy có tướng. Gió thì không có tướng, mà khi nó thổi một cái là có thể sập tường, có thể là bay đá núi vân vân, đúng không? Ví dụ như những cơn nước lũ mà nó tràn về thì những cái nhà cửa, nước thì nó mềm hơn cái tường này, nhưng mà nước tràn về là sập nhà, sập cửa hết. Thì vậy là cái nhỏ mà chúng ta không thấy hình đó là gió. Thì gió chỉ cần nhúc nhích cái là tạo thành sóng biển. Thì chúng ta thấy cái gì mà nó thô thiển, thấy vậy, thấy mới nhìn thì tưởng nó cứng, nhưng mà thực sự nó không có cứng, không mạnh, không đủ lực. Những cái tường thành, những cái vách núi đều có thể bị lũ cuốn trôi. Mà lũ nó rất là mạnh, nhưng mà nó bị gió thổi tạo thành sóng. Vì vậy là khi cái tâm chúng ta còn thô á, tâm chúng ta không có định lực, buông ra là nghĩ đủ thứ chuyện mà không có lúc nào chúng ta dừng, không tạo được cái khoảng trống cho tâm của mình á, thì chúng ta không có lực gì hết. Nhưng mà khi vắng bóng những cái ý niệm tham sân rồi, những cái ý niệm buồn thương giận ghét nó bắt đầu nó vắng, nó lặng xuống, tâm chúng ta nó nhỏ nhiệm, nó sâu lắng rồi á, thì chúng ta có lực. Ví dụ như chúng ta muốn chuyển một người bên cạnh, một người bạn của mình thôi, họ đang rất là xấu, nhưng mà chúng ta cũng dùng lời để chúng ta khuyên, chúng ta dùng hành động này hành động nọ để chúng ta khuyên, họ không có chuyển tâm. Nhưng mà khi chúng ta tu tốt rồi, cái năng lực tự tâm chúng ta có rồi á, thì chúng ta chỉ cần nói một lời họ có thể bỏ ác theo thiện liền. Giống như quý vị thấy là tại sao quý Phật tử chúng ta thích lại được gặp những vị tôn túc, những vị hòa thượng lớn, là vì chúng ta nương cái đức đó. Các vị mà tu lâu thì các vị có đức, mà sẽ vì các vị có đức là do tâm các vị thanh tịnh. Thì chỉ cần chúng ta nhận một lời khuyên đó là cả đời chúng ta làm không xong. Còn những người trẻ trẻ, nhỏ nhỏ thì chúng tôi đi giảng thì có khi là giảng nghe cũng thấy được chấp nhận đó, nhưng mà về chúng ta có thể quên. Thì nếu mà quý vị gặp một vị có đức thì không có cần phải giảng nhiều tiếng mấy đâu, lại gặp đảnh lễ chút sức khỏe hòa thượng khuyên câu gì đó là về ăn chay suốt đời không bao giờ bỏ. Thôi về ăn chay đi con, cái là dạ, cái là về ăn không bao giờ, không bao giờ bỏ. Nhưng mà gặp chúng tôi khuyên quý vị ăn chay có thể ăn ba bữa bỏ rồi. Đó là ra chúng ta thấy là cái năng lực tự tâm nó có một cái tác dụng rất mạnh đối với người đối diện. Ra khi Bồ Tát mà đã có cái thanh tịnh bình, thanh tịnh bình là biểu trưng cho cái sự dung chứa cái cam lồ thanh tịnh sạch sẽ để có thể cứu giúp được chúng sanh. Có nghĩa là cái tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm rất là thanh tịnh để dung chứa được cái từ bi, và chính cái từ bi đó mới có cái năng lực cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên là do cái thanh tịnh bình và cái dương liễu, cái cành dương liễu, tức là một sự ẩn nhẫn. Đối với chúng ta dùng cái từ là nhẫn nhục thì nó không đúng. Bồ Tát thì không có còn cái chuyện nhẫn nhục, tại không có sân mà nhẫn như mình, mà gọi là sự ẩn nhẫn để chịu khó giống như tất cả chúng ta. Tức là từ một người giống như bây giờ mình là ở đây, chúng ta ở thành thị đi, thì có lần chúng ta đi cứu trợ những cái người mà dân bị bão lũ, thì chúng ta cũng phải chịu khó chịu thương là phải lội xuống bùn, lội xuống sình, phải không, phải dâng nắng như nơi để có thể đi giúp người ta. Thì mình ẩn nhẫn đó chỉ một phần tỷ của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Ngài phải ẩn nhẫn, phải kiên trì từ đời này qua kiếp nọ chờ đợi để cứu giúp từng người, từng người, từng người, để cho họ được thanh tịnh, được thanh tịnh. Như vậy là cái nguyện thứ tư của ngài là ngài dùng cam lồ sái tâm, dùng cam lồ để làm sạch, làm thanh tịnh thân tâm của tất cả chúng sanh. Từ cái tâm thanh tịnh của ngài, ngài ẩn nhẫn để xuống cái cõi ta bà này của chúng ta, và dùng cái cam lồ, giáo pháp cam lồ của ngài, hoặc là năng lực thanh tịnh từ tự tâm của ngài bằng vô hình hoặc là bằng hữu hình, để ngài có thể giúp đỡ chúng sanh muôn loài ở trong pháp giới mười phương. Đó thì gọi là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Tức là ngài dùng nước cam lồ để có thể rưới mát, để có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Đó là tâm nguyện của ngài Quán Thế Âm, đem lại sự mát mẻ, sự vui tươi, sự an lạc, sự thanh thoát cho tất cả chúng sanh. Đó là cái nguyện thứ năm.
Cái thứ sáu là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Tức là đối với Ngài Quán Thế Âm là có đầy đủ cái gì? Cái lòng đại từ nè, lòng đại bi nè, rồi là năng hỷ xả nè. Đối với Bồ Tát Quán Thế Âm là thứ nhất là gì? Hay cứu khổ tất cả chúng sanh, phải không? Hay ban vui cho tất cả chúng sanh, gọi là từ bi. Từ bi có năng lực, từ bi là cứu khổ, là ban vui. Thì tất cả chúng sanh mà đang hướng về Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là luôn nhận được cái sự an lạc và luôn được thoát cái sự khổ đau. Cho nên Ngài Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm là luôn luôn được chúng ta kính ngưỡng. Nếu mà nói tới Ngài Quán Thế Âm là chúng ta nói tới hai cái chữ là Đại Từ Đại Bi. Cho nên cái câu niệm của chúng ta cũng vậy, là Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Tức là khi mà hướng tới Ngài Quán Thế Âm là chúng ta luôn luôn cầu cứu và được Ngài giúp cho chúng ta thoát khổ, và chúng ta liền được sự an lạc. Cho nên cái Đại Từ Đại Bi là luôn luôn có đối với cái Ngài Quán Thế Âm rồi. Và Ngài luôn là cái người vui vẻ xả bỏ tất cả những cái phiền hà xảy ra trong ở cõi này khi Ngài tới cứu độ. Đâu phải dễ đâu. Có khi là tới giúp một người, họ đâu phải là giơ tay cho mình giúp đâu, họ phản đối lại, thậm chí họ còn chửi mình nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường nha, trong cái lúc trời mưa, mưa xong cái động lại một vài trũng nước dơ dơ, thì có mấy đứa bé nó xuống nó dọc nước, cái mình sợ nó lỡ lối, nó bị ghẻ chốc, nó bị nhiễm trùng, mình lại mình nói con nước này dơ lắm, con đừng có dọc, không có tốt đâu con. Nó đi chỗ khác chơi, dũng nước là tôi xí rồi đó nha, không có được tới đây để dành của tôi nữa. Nó không có chấp nhận đó, nó chấp nhận. Thì chúng ta cũng vậy, nó được Phật Tổ, được Bồ Tát khuyên chúng ta biết rằng cái cõi này là quyển, là giả, là tạm thôi, đừng có đắm mê trong này nữa. Mấy người không biết chứ hưởng dục lạc này vui lắm chứ bộ. Mình đâu bây giờ thấy cái dục là khổ rồi, đúng không? Đối với ta ngũ dục là vui. Khi nào mà mình thấy được thực sự ngũ dục là khổ á, thì khi đó chúng ta mới tính tới cái đường thoát ra cái cõi này. Còn khi nào chúng ta thấy cái tiền tài là một cái gì vui với mình, có tiền chúng ta vui, không có tiền chúng ta buồn, thì biết rằng lúc đó chúng ta vẫn còn nhận ngũ dục là vui. Rồi thấy sắc đẹp mình vui, thấy không có sắc mình buồn, phải không? Thấy có danh vọng mình vui, không có danh vọng mình buồn. Tức là chúng ta vẫn còn coi trọng ngũ dục, lấy ngũ dục làm vui. Thì vậy là Bồ Tát có đưa tay xuống giúp, mình cũng phải gỡ tay ra nó để tôi hưởng cho hết năm nay, hay là hưởng dài năm nữa. Thì trời ơi, cả đời tôi cực khổ, bây giờ tôi lỡ giàu có được gì, có tiền có bạc, không cho tôi hưởng, bắt tôi đi cõi khác là không có đi, ở đây hưởng. Tức là lúc đó chúng ta vẫn từ chối, nhưng Ngài Bồ Tát Quan Âm vẫn sao? Vẫn vui vẻ và xả bỏ cái điều sai lầm của mình để Ngài ẩn nhẫn, Ngài tìm phương tiện giúp đỡ chúng ta. Có một lời nguyện Thầy nguyện này nên nói trước công chúng, quý vị có thể chép, còn ai mà nghe không được thì có thể là chúng ta sau này nghe băng giảng lại nha. Nguyện này nó hơi lớn, nguyện hơi lớn này, nhưng mà chúng ta cũng nên nghe đi. Tức là khi chúng ta, trước khi chúng ta ngồi thiền nè, đáng lý cái này là tôi sẽ đưa cho cái bài giảng tới á, nhưng mà đây hỏi chúng ta nói trước, cái bài giảng tới chúng ta sẽ nói lại cái bài nguyện này. Khi mà mình đảnh lễ trước bằng Phật, mình khấn nguyện á, tại vì tất cả những cái nguyện nó tạo thành một cái lực cho cái công phu tu tập của chúng ta, không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp cho tới khi chúng ta thành Phật. Tùy cái nguyện của mình mà cái năng lực nó sẽ đưa chúng ta đi tới đâu. Ví dụ như bây giờ mình tu, mình chỉ cầu là mình gia đình mình được bình yên thôi. Như đó mình cảm thấy thỏa nguyện rồi thì mình tới yên yên gia đình mình là đủ. Mình cầu mình có được phước báo thì mình thấy có khá giả cái phước báo hơn chút là mình đã thấy đủ. Nhưng lần này mình không nguyện đơn giản như vậy, mình nguyện cho tới khi thành Phật. Thì từ đây cho tới khi thành Phật là mình tu làm sao, mình học làm sao, mình hành làm sao, và mình chứng đắc làm sao cho tới khi mình chứng quả Phật như thế nào. Đó là một cái lời nguyện của mình. Và nếu chúng ta thực hiện lời nguyện đó là tự động, ví dụ như lỡ chúng ta có mất đi trong đời này, thì cái nguyện nó sẽ gìn giữ chúng ta đời sau, chúng ta tiếp tục thực hiện cái hạnh nguyện đó. Thì đó, cái hạnh nguyện là cái rất cần thiết cho những người tu tập. Nên chúng ta cũng nên phát tâm phát nguyện lớn, chúng ta nguyện lớn để chính nguyện nó sẽ giữ, nó sẽ ung đúc chúng ta từ đây cho tới ngày chúng ta thành Phật. Nên là khi mà đốt nhang trước bàn Phật á, thì chúng ta nên khấn nguyện. Và chúng ta nguyện không phải một mình nữa. Thì trong cái quý vị có thể nghe cái bài giảng
lễ Phật thành đạo năm 2009, 2008 chứ, chúng tôi có nói tới cái này, nói tới cái lời nguyện này, tức là thứ nhất là ha, khi mà đảnh lễ trước bà Phật rồi thì nguyện con nè, con tên gì, pháp danh gì đó, cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là nguyện đó. Thì thứ nhất là mình cùng với chư vị hộ mình, tức là mình ở trong cuộc sống này, bất kỳ ai, dù người đó là giàu sang hay là nghèo khổ, cũng đều có cái người hộ chúng ta cả. Họ gìn giữ mình suốt 24 tiếng đồng hồ, dù chúng ta có ngủ đi họ cũng giữ mình. Cho nên khi mình đã lại Phật, mình làm một điều công đức, phước đức là mình cũng phải nghĩ tới người ta một chút. Cho nên nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, những người hộ mạng mình, những người gìn giữ bảo bọc mình, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, tức là dòng họ bà con mình, những người tùy tùng, những người đi theo mình, những người ở mình, những người xung quanh liên hệ tới mình có thể trợ giúp chúng ta điều gì đó trong cuộc sống này, những người liên quan mật thiết chúng ta gọi là tùy tùng quyến thuộc. Rồi cùng với tứ ân phụ mẫu của chúng ta, tứ ân phụ mẫu thì biết rồi phải không, tứ ân phụ mẫu. Rồi cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Ví dụ như mình lễ đó nha, ví dụ như là cái câu chí tâm đảnh lễ nè, chúng tôi thường hay có hướng dẫn quý Phật tử lễ như thế này: chí tâm đảnh lễ hoặc là nhất tâm đảnh lễ, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ. Cầu khi chúng con đảnh lễ, thân biến ra muôn vạn ức thân, đồng cung kính đảnh lễ. Ví dụ như mình lễ Phật thì tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới, không? Chúng ta đó chưa? Thì chúng ta muốn lễ gì, lễ theo cái nghi thức mà của kinh Nhật Tụng đó, thì tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp thì thánh tăng thần trú tam bảo cũng được. Hoặc là chúng ta chỉ cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ hư không khắp pháp giới cũng được, phải không? Rồi cái lễ thứ hai là chúng ta cũng như vậy, cũng đọc hết như vậy rồi chúng ta lễ. Tôi hay nói chơi, tôi nói tôi ít tu lắm, nhưng mà tôi tu là tôi chấp cái gì, tu ngàn năm tôi tu năm đủ rồi. Thì sao từ trước giờ là mình nhất tâm đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ không khắp pháp giới, lại xuống lại là thứ nhất là có một mình lại, mà có một thân này lại thôi, còn này là mình lại cùng chư vị hộ mình, cùng của quyền thất tổ, cùng tất cả chúng sanh muôn loài đều lại hết. Và cái đặc biệt nữa là thân mình lại biến ra muôn vạn ức thân để đồng cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới, tức là chỗ nào có Đức Phật, dù là mới thành Phật hoặc là đang thành Phật hoặc là đã thành Phật, phải không? Thì thân mình liền biến hóa tới đảnh lễ ngay cái chân Đức Phật đó, không có sót Đức Phật nào hết. Thì cái phước báo nó khác đi nhiều lắm, khác rất là nhiều, phải không? Rồi chúng ta đọc luôn cái bài chú biến thân nữa, bài chú biến thân nữa nè. Khi đó hai cái tay chúng ta chấp lên, giờ chúng ta hai cái tay chấp, thay giờ chấp gì đúng không? Chấp gì thì chúng ta cuốn ngón trỏ lại, cũng chấm hình bắp sen như vậy ha. Chúng ta để ngang trán chúng ta đã đọc cái bài chú biến thân: Om Mani Mani Phara-vara, Phara-vara, Rút-ya-bát-mê, Ma-ha, Phara-bờ-hê, Xóa-ha. Đọc lại nè nha: Om Mani Mani Phara-vara, Phara-vara, Rút-ya-bát-mê, Ma ha, phở ra bờ hê xóa ha. Là lúc đó hai cái tay chúng ta chấp như thế này. Khi đọc xong cái câu chú đó, chúng ta búng cái tay chúng ta lên rồi mới cúi xuống lại, nhớ chưa?
Và khi chúng ta chấp cái tay mà chúng ta niệm như vậy á, là chúng ta tưởng cái thân chúng ta biến khắp khắp pháp giới để được đảnh lễ chư Phật mười phương. Thì chú này là chú biến thân, cho nên khi mà chúng ta đọc thì hai tay chúng ta chấp bình thường, đúng không? Nhưng mà lúc chúng ta đọc chú là chúng ta co lại thôi, cũng vẫn chấp thành búp sen mà chỉ co ngón này lại. Thì khi đọc xong của chú là chúng ta búng ra, chúng ta lại xuống, búng thẳng lên đầu là chúng ta lại xuống. Thì lúc đó là chúng ta cứ tưởng tượng là cái thân chúng ta biến quá hai bên, biến hằng hà sa số thân. Tại nãy mình cầu là mình được biến ra muôn vạn ức thân, thì khi chúng ta đọc bài chú là chúng ta tưởng tượng thân chúng ta biến ra khắp mười phương pháp giới để được đích thân đảnh lễ từng đức Phật. Ở quá khứ có bao nhiêu đức Phật chúng ta cũng được đức thân đến đó đảnh lễ. Hiện tại có bao nhiêu đức Phật chúng ta được biến quá thân tới đó đảnh lễ. Và vị lai có bao nhiêu đức Phật thân chúng ta cũng biến được tới đó để đảnh lễ. Không, tức là chư Phật ba đời và tận hư không pháp giới này có bao nhiêu đức Phật thì thân chúng ta cũng biến tới đó đảnh lễ các ngài. Khắp pháp giới này có bao nhiêu đức Phật thân chúng ta cũng biến quá tới đó để đảnh lễ nữa. Hay một lại là có muôn ngàn phước đức chứ không phải là lại bình thường như từ trước đến giờ nữa. Đó là cái lại nha, cái lại nha. Bây giờ tới cái nguyện nè, nguyện. Ê, có những người biết tu ở trong vòng 5 phút rồi phước báo xài mấy đời không hết. Bây giờ cái nguyện nè, cái nguyện nè. Thì sau khi mình nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cũng giống như vậy rồi, hết cái câu nguyện đó. Thì khi mà mình đảnh lễ Phật hoặc là mình tọa thiền hoặc là mình trì chú gì đó, thì con nguyện là cái bây giờ con phát khởi con trì tụng bộ kinh gì đó, hoặc là con phát khởi con niệm Phật, hoặc là con phát nguyện con ngồi thiền. Phải không? Thì nguyện cho con cùng tất cả những vị mà nãy mình đọc á, chư vị hộ chúng con rồi đó, thì được tiêu trừ nghiệp chướng này nha, báo chướng, phiền não chướng, tức là ba cái nghiệp đó, quan khiên trái chướng nhiều đời. Cái quan khiên trái chướng nhiều đời nó làm cho người ta bệnh tật, làm cho thế này thế kia đó, thì cũng được tiêu trừ quan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp. Những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con tiêu trừ được cái vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, tiêu trừ lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp. Có những người tưởng là tiêu ngã rồi nhưng vi tế ngã chấp vẫn còn, cho nên vẫn có thể sống lại. Cho nên là tiêu trừ được những cái hoặc nghiệp vi tế nhỏ nhiệm nhất của mình, khai mở đại trí huệ để chúng con thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tâm tạng giáo điển của chư như đại lễ lại, hòa nhập vào bồ đề tự tánh thanh tịnh. Tức là khi mình thấu hiểu chân lý rồi là mình nhập trong cái bồ đề tự tánh, tức là bản giác thanh tịnh của mình á, thì gọi là bồ đề tự tánh thanh tịnh. Để cho tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm mà chúng con luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý của chư Phật. Tức là tâm nguyện Đức Phật độ sanh như thế nào, cái điều gì Đức Phật muốn làm là mình nói, mình làm điều giống như vậy, điều được như vậy, điều đúng như vậy hết. Luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý chư Phật mười phương, không? Để tự cứu độ mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê sanh tử luân hồi. Nguyện bắt đầu lớn rồi đó, thấy không? Là con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai. Tức là mình xin mình làm tôi tớ Đức Phật rồi. Kệ nó, làm tôi tớ Đức Phật cũng được, không có lỗ đâu, đừng có sợ. Để con sẽ chuyển cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình xin nguyện làm sứ, được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để mình chuyển tải cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng sanh đó có cái tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là họ có tâm mong cầu thành Phật, mình cũng chuyển tải giáo pháp đến với họ. Và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này thì mình cũng đem giáo pháp đó tới để cho họ được lợi lạc nữa. Hai tâm mong cầu đó, đúng không? Đủ chưa? Phát nguyện đủ xài cho cả đời.
phát nguyện này từ đây cho tới khi thành Phật chúng ta làm mới xong. Thành ra khi mà chúng ta có một cái nguyện nào đó đó, kể từ ngày chúng ta phát tâm phát nguyện, đây là cái phát khởi được cái này là coi như chúng ta đã phát khởi được Bồ Đề Tâm. Hàng đêm chúng ta lễ lại như vậy, tức là chúng ta đã phát Bồ Đề Tâm rộng lớn để độ tận chúng sanh rồi. Rồi là cuối cùng mình còn cầu thêm chút nữa cho chúng sanh, cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành, để phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi được tăng trưởng, và sớm thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều sớm thành Phật. Mà muốn sớm thành Phật thì phải tinh tấn tu, mà tinh tấn tu thì phước đức tăng, trí huệ tăng thì mới đủ cái công đức phước đức thành Phật được. Chết được hết rồi phải không? Giờ đọc lại từ đầu một lần này nha. Đọc lại từ đầu một lần. Ví dụ như phát nguyện nè, là cái nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài, sau cái thời tụng kinh, sau thời tọa thiền, hoặc là trong thời tụng kinh này, trong thời tọa thiền này, chúng con sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp, những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con. Không? Nguyện chúng con được tiêu trừ những vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, lậu hoặc và vi tế ngã chấp pháp chấp của chúng con. Và cầu nguyện cho chúng con được khai mở đại trí huệ, để cho chúng con được thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tam tạng giáo điển của chư Như Lai để lại. Tức là không phải Đức Phật bổn sư chúng ta, mà tất cả chư Phật mười phương có để lại cái gì chúng ta cũng đều thấu hiểu hết. Thấu hiểu tam tạng giáo điển và thấu hiểu tam tạng giáo điển của chư Như Lai để lại, hòa nhập vào Bồ Đề tự tánh thanh tịnh, để tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm của chúng con kể từ đây luôn xứng hợp với chân lý, xứng hợp với tâm ý của chư Phật mười phương, để tự cứu thoát mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê trong sanh tử luân hồi. Thấy chưa? Rồi nguyện chúng con được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai, để chúng con chuyển tải giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này, với tất cả những người có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này. Nghe chưa? Và nguyện cầu cho tất cả chúng sanh luôn luôn được tinh tấn, luôn được tăng trưởng phước đức và trí huệ, sớm thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi hết. Thấy cái bài phát nguyện này có thể mình tu tới lúc nào? Tôi định là để giảng cái bài kỳ tới đó chứ. Thật ra khi mà có những người tu tập á, trong đạo Phật á, những người tu hết sức là tinh tấn nhưng mà thấy ở đâu nó cũng còn nguyên đó, không có thay đổi được gì hết. Lý do là người ta phát tâm phát nguyện chưa có đúng mực. Phải nói như vậy là chúng ta cái nguyện chúng ta nó không có lực, không có tới cái chiều sâu của nó. Nên chúng ta tu chúng ta thấy nó lòng vòng tu, và nhiều khi người ta hỏi ủa tu để được làm gì, mình cũng chẳng có biết trả lời. Tôi tu cũng tinh tấn lắm mà tôi cũng không biết tôi thành cái gì, tôi được cái gì, tôi mất cái gì. Thế nên là phải có một cái nguyện đó, cái nguyện đó là một cái gì đó mà gìn giữ bảo bọc chúng ta từ đây cho tới khi chúng ta thành Phật, chứ không phải là một cái nguyện không một đời này. Phải đủ lớn, đủ mạnh, đủ lực để bảo bọc chúng ta trong dòng chánh pháp, không bị rớt ra ngoài. Khi ai đã phát tâm phát nguyện này rồi thì đời đời kiếp kiếp chúng ta ở trong dòng chánh pháp chứ ra không có được, tại vì chúng ta làm chuyện đó chưa xong mà. Không, mình phát nguyện này mà mình làm chưa xong thì đời sau mình ra đời mình tiếp tục làm theo cái nguyện này nữa, và cứ mãi mãi cho tới khi thành Phật thì mới xong cái nguyện này. Đó thì đó là cái nguyện lực của tất cả những người tu theo đạo Phật. Có mấy câu hỏi trước à.
Câu hỏi thứ nhất là không gian và thời gian khác nhau như thế nào? Thứ hai là gì ta? Nhãn gian có câu hiền, nhân gian có câu hiền như đất. Nhưng khi đất giận dữ cũng đã vùi chôn bao nhiêu người, và gió lửa nước cũng như thế. Vậy bản chất của nó là gì? Con người cũng do tứ đại mà thành, vậy bản chất con người là gì? Sao con nghe nói nhân chi sơ tánh bổn thiện? Câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền, con hay bị ngáp, chảy nước mắt sống, xin Thầy giúp con. Cái câu thứ nhất là không gian và thời gian cũng dễ quá mà hả? Không gian, cái thời gian là, thật ra là nó là thời gian tâm lý, chứ nó cũng chẳng có thật cái gì. Chúng ta có cái khái niệm là chút nữa, hoặc là chúng ta nhớ nghĩ là cái chuyện đã qua rồi. Cái khái niệm nó tự hình thành ở nơi tâm chúng ta, tức là chúng ta đã hình thành cái thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Chúng ta ngồi chúng ta toan tính một sự việc gì đó, một chút nữa chúng ta làm, chúng ta có cái khái niệm để một tí nữa chúng ta làm, tức là chúng ta đã tự khái niệm thời gian rồi. Hoặc là chúng ta ngồi là chúng ta nhớ là cái chuyện trước, tức là trong đầu chúng ta luôn luôn bị dao động ở hai điểm, một là tương lai, hai là quá khứ. Chúng ta chưa bao giờ dừng lại ở hiện tại phút giây nào cả. Chúng ta chỉ lướt ngang hiện tại để tới tương lai, và lướt ngang hiện tại để lùi về quá khứ. Tâm chúng ta luôn dao động ở hai đầu này. Còn không gian là một cái khoảng trống khái niệm của chính mình. Những cái mà mình có thể mình nhìn, ví dụ như từ chỗ mình tới một cái vật trước mắt, ví dụ từ chỗ quý vị tới cái bình này, thì khi nhìn đó thì quý vị thấy cái bình, nhưng mà không thấy cái khoảng trống từ quý vị tới đây. Cái khoảng đó gọi là không gian. Không gian là một khoảng trống không vật chất, khoảng trống không vật chất mà mắt chúng ta không thể thấy được, đó là cái khoảng không gian. Mà vật, tất cả những vật chất nhờ không gian đó mà hình thành. Nếu không có không gian, ví dụ như đây bít hết thì mình không thể ngồi trong này được. Ở đây ví dụ như khoảng không gian này bít hết thì không thể cất thêm cái nhà, không thể làm thêm cái gì. Nhưng không gian mặc dù nó rỗng không, nhưng mà cái giá trị của nó rất là lớn. Nếu không có nó thì không có thành cái gì trong cái thế gian này cả. Không gian là cái gì rỗng, nó không có cô đặc, nó không có vật chất. Chúng ta có thể định nghĩa khái niệm nó như vậy. Ở nhân gian này có cái câu hiền như đất, nhưng mà khi đất giận dữ là vùi lấp không biết bao nhiêu người. Gió cũng vậy, thổi không biết là đổ bao nhiêu cái nhà, lửa biết cháy bao nhiêu sự vật rồi, vân vân. Nước có thể là cuốn trôi không biết bao nhiêu người chết rồi. Thì trong tứ đại này á, trong tứ đại này, như trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói á, cái tứ đại nó là cái gì? Nó không phải do nhân duyên, không phải do tự duyên. Không phải do nhân duyên là một, không phải do tự duyên là hai, mà do tâm hành của chúng sanh, tùy nghiệp của chúng sanh mà thọ cảm cái sự việc như thế. Ví dụ bây giờ chúng ta lửa thì chúng ta không thấy đâu hết, đúng không? Nhưng bây giờ mình muốn bật hoặc quẹt để mình đốt cái đèn, tức là tùy theo cái tâm của mình muốn bật hoặc quẹt lên để đốt cái đèn, cho nên là sẽ có lửa cháy đủ cái đèn. Nhưng mà nếu mình có tâm là đốt cái đuốc để đốt cái nhà thì nó sẽ cháy nguyên cái nhà, đúng không? Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Chứ còn cái lửa đó nó không phải là do nhân duyên, cũng phải là tự nhiên. Tự nhiên thì nó đã cháy khắp cái cõi này rồi, mình đâu có ngồi đây được. Do nhân duyên hòa hợp cũng không đúng. Thì đây, nếu quý vị mà nghe Kinh Lăng Nghiêm đoạn này chúng tôi có giảng, thì vậy là trong tứ đại này không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, mà tùy theo tâm niệm của chúng ta mà nó hiện hữu. Tâm niệm chúng ta muốn cái gì nó hiện hữu đó. Chúng ta muốn tắm trong hồ thì sẽ có nước hồ để chúng ta tắm. Chúng ta tắm sông thì sẽ có sông. Chúng ta tắm muốn ra biển thì sẽ có biển. Ví dụ gì? Thì vậy là tùy tâm nguyện của mỗi người mà tứ đại hiện ra đúng với tâm nguyện đó. Thành ra khi cái tâm nguyện chúng ta trong trên dao động, không yên ổn, thì nó sẽ tạo thành gió bão. Để ý những cái vùng nào bão lụt nhiều, tâm tư của người dùng đó như thế nào. Chúng ta để ý chúng ta thấy cái sự dao động chúng ta sẽ tạo thành năng lượng và tạo thành động ở trong bầu không khí nào mà chúng ta đâu có hay đâu.
nó sẽ kết thành những cái trận gió lốc khủng khiếp để cuốn trôi những người đi. Tâm sân hận cho nó tạo thành những cái nguồn lửa nóng để đốt cháy một cái thành phố nào đó. Tâm dao động trong trên chúng ta không yên ổn, làm sập đất lỡ đai để chết những người có những cái điều đó. Đó là do tâm lượng của chúng sanh mà tùy nó hình thành. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa nó là Như Lai tàng tâm thanh tịnh trùm khắp pháp giới, chứ không phải đất, nước, gió, lửa là cái kiểu thấy hình tướng như mình. Nhưng mà tùy cái duyên nghiệp của mình để mình nhận được cái thân tứ đại này, phải không? Thì mình có cái duyên đó, có cái nghiệp đó, có cái nhân quả đó, cho nên mình mang cái thân này với một cái thời điểm đó, và thân này lại trả tiếp tục trở lại tứ đại, là tùy theo cái nghiệp mà mình hình thành cái thân này, chứ không phải thân này ai tạo ra cả. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người mang cái thân khác nhau. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người một khuôn mặt không giống ai hết. Ở đây ngồi biết bao nhiêu người, coi cái mặt ai giống ai đâu không có. Mà 8 tỷ người trên thế giới này cũng không có cái mặt ai giống mặt ai cả. Vì mỗi người đã mang một cái nghiệp đã tới đây, thì mỗi một cái nghiệp nó sẽ hình thành một thân tướng khác nhau trong cõi giới này. Thì đất, nước, gió, lửa nó là như vậy. Nhưng quý vị nếu mà có nghe cái phần thu thất đại trong kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi đã có giảng phần này rất là rộng. Đến cái câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền thì hay ngáp, chảy nước mắt sống. Đây cũng là một cái nghiệp của chúng ta, thực sự là một cái nghiệp. Một là nếu mà do chúng ta ăn uống không tốt, ăn uống không kỹ thì nó sẽ tạo thành hơi. Mà thường những người ngáp nhiều là có một cái dấu hiệu không tốt của bao tử. Không tốt bao tử thì do chúng ta ăn thức ăn không tiêu gì đó, chúng ta ngồi thiền có thể chúng ta bị ngáp. Tức là phải xem xét thứ nhất lại là cái ăn uống của mình cái đã. Nếu mà ăn uống chúng ta đang tốt rồi thì chúng ta xem xét lại cái nghiệp thứ hai là coi cái bao tử mình có vấn đề hay không. Nếu bao tử chúng ta tốt rồi thì cái nghiệp thứ ba là từ xưa giờ chúng ta cái thân nó thích hoạt động. Tức là con người thích thay đổi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tức là mới làm này làm kia, làm động hoài thì thân thể nó chấp nhận, quen như vậy rồi. Bây giờ bắt nó ngồi lại nó làm một chuyện nó chán á, cho nên nó ngáp. Để ý là thường thường ví dụ như đây là cái tâm lý sâu thẳm của mình. Ví dụ như bà mẹ mà ru đứa con ngủ phải không, cứ câu một thôi, hồi ơi giờ ngủ đi con, hồi ghét quá nó ngủ. Chứ không phải là ca hay mà nó ngủ, không phải ca mùi mà nó ngủ, là bảnh rồi nó chán quá nó không muốn nghe nữa cho nó ngủ cho rồi. Đó thì cái tâm lý của mình nó cũng giống vậy đó. Tự nhiên nó đi chơi vui chết bắt ngồi niệm nó mua với đồng Phật, mua với đồng Phật, nó chán quá rồi thôi nó ngáp nó ngủ. Đó là một cái nghiệp mà mình không có quen, tức là mình chưa có quen tu thì cơ thể mình chưa chấp nhận cái điều này, thì buộc mình phải làm nhiều lần để mình có thể chấp nhận được cái thời gian nhất định là một tiếng đó mà nó không ngáp nữa, tức là lúc đó nó đã chịu rồi. Cái thằng mình nó đã chấp nhận cái chuyện đó rồi, chứ đâu ai chịu ngồi yên. Đi chơi, đi bộ hay nói chuyện hay làm việc đó, thì mình cảm thấy nó cái thân nó chấp nhận, nó đã nhiều chục năm như vậy nó quen rồi, nó quen rồi. Không ai chấp nhận mình ngồi chỗ hết á, không ai chấp nhận mình ngồi yên, cho nên khi ngồi yên là nó cự nữ, nó khó chịu, nó làm cái này làm cái kia đủ thứ chuyện. Nhưng mà lần lần nếu mà chúng ta tu tập quen thì nó sẽ từ từ nó yên. Nó trải qua nửa tháng như vậy rồi, cô khổ sở, cô nói là con muốn thoát không được, cô điện vô cô khóc quá chừng á. Tôi nói bây giờ tự cô cứu cô, chứ bây giờ tôi không có cách, là tại vì tôi ở trong Nam, cô ở ngoài Bắc, tôi chỉ cô cái cách làm như vậy. Tức là bây giờ cô phải nhìn ra, nhìn được, chụp hình một cái tượng Quan Âm trong trí não mình và bắt đầu làm đúng theo sự hướng dẫn của tôi, rồi cô bưng ly nước cô uống là sẽ hết. Và rõ ràng hết thiệt, xong là hết liền. Đó cho nên là trong Đạo Phật chúng ta nói về năng lực để mà trừ tà thì không có năng lực nào có thể so sánh tới cái năng lực của Phật. Và nhất là năng lực của Ngài Quán Thế Âm này. Tức là cho nên ở đây khen tặng Ngài Quán Thế Âm là có khả năng trừ tà, trừ yêu quái. Nên người nào mà đi đường mà sợ ma phải không, thì người ta nói sao là bắt ấn. Bắt ấn nắm tay lại niệm Om Mani Padme Hum, đi tới đâu cũng không có ma tà khuấy phá mình. Còn nếu như bây giờ chúng ta mà nghi ngờ, thật sự thì không biết có tà có bùa yếm mình hay không, nhưng nếu mình nghi ngờ thì mình làm vậy để cho tự mình uống. Thấy chưa? 6 tháng là một lần. Tức là một lần uống cái nước đó có tác dụng đúng 6 tháng nha.
Thì một năm mình làm hai lần là coi như mình không có sợ tà ma gì, không có sợ ai bỏ bùa bỏ chú mình được nữa. Đây là một cái điều mà trong Phật pháp nó có một cái tác dụng rất lớn đó. Thì ở đây là cái khả năng mà hàn tà ma của Ngài Quán Thế Âm nó rất là mạnh. Và đó là cái kinh nghiệm thực mà chúng ta đã chỉ rất là nhiều người thành công. Quý vị thử để ý, có rất là nhiều cái cuộc thí nghiệm. Chúng ta cũng có thể thí nghiệm thử một cách là chúng ta lấy một ly nước ha. Thì quý vị để một ly nước trong trước mặt mình, tối mình niệm Om Mani Padme Hum chừng 108 lần thôi. Còn một ly nước nữa cứ quay cứ chửi nó, mày là đồ quỷ, mày là xấu xa, mày là ác độc gì đó cứ chửi nữa. Trong nửa tháng thôi, quý vị sẽ nghe cái mùi hương từ cái ly mình niệm Om Mani Padme Hum, và sẽ nghe cái mùi hôi ở cái ly nước chúng ta chửi. Rất rõ ràng, tức là khi chúng ta tác ý lên một sự vật mà tác ý tốt, mà cái phân tử nước nó nhạy cảm lắm, cho nên nó thành tốt thành xấu liền sau khi chúng ta uống. Cho nên là nếu mà một người nào mà muốn mà có những người, có những bệnh nhân mà kể rất là nhiều chuyện với chúng tôi biết là có những bệnh tật rất là nặng, nhưng mà mỗi lần uống thuốc thì cứ niệm Ngài Quán Thế Âm, niệm trong 108 lần rồi vâng ly nước uống, thì để ly nước trước mặt niệm rồi mới uống, thì rõ ràng là kết quả trị bệnh nó sẽ cao hơn là không niệm. Mà họ cảm nhận từng ngày như vậy và cuối cùng bệnh hết. Thì ra cái khả năng mà hàng tà ma trừ ở quán Ngài Quán Thế Âm là có trong cõi nhân gian của chúng ta, chứ không phải là không có. Có cái tác dụng đó thật. Và thứ kế nữa là Ngài năng trừ nguy hiểm. Tức là đối với Ngài Quán Thế Âm là hay trừ khử những cái nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Cho nên thường chúng ta đi thấy tất cả các đầu xe đều có cái gì? Có cái hình Ngài Quán Thế Âm. Người ta có cái ý gì? Tức là nhờ Ngài Quán Thế Âm mà ở trên xe đó là xe đó không có bị nguy hiểm, không có bị tai nạn. Hoặc là có một số Phật tử chúng ta muốn thờ tự quan Thế Âm trong nhà để chi? Để cầu được cái sự an lành cho gia đình mình. Tức là không có sự nguy hiểm đến cho gia đình mình, không có tai nạn, không có khổ ách. Và cái người mà tin tưởng á, thì đi đường hoặc là chúng ta làm bất cứ chuyện gì, chúng ta bắt đầu niệm Ngài Quán Thế Âm thì tự động mình nghe an. Nhưng mà mình cũng có đủ cái tin là trên đường đi mình cũng không gặp nguy hiểm, không gặp chướng nạn, không bị bùa chú. Mà sự thật, bùa mà người ta với cái người bình thường họ có thể dỗ dai cái là mình đưa móc túi đưa hết tiền, nhưng mà lỡ mà dỗ dai trúng cái người đang niệm Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thì có chừng mất bùa luôn. Cho nên chúng ta đi đường nếu mà chúng ta muốn giữ yên mình, đúng không, chúng ta muốn cho mình đừng có bị chướng nạn thì nên thầm thầm niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm thôi. Hoặc là chúng ta niệm cái câu Om Mani Padme Hum. Mà thường là chúng ta niệm Om Mani Padme Hum ấy, không thì nó sẽ không có năng lực. Niệm thêm mấy chữ nữa là Om Mani Padme Hum Hật Rị. Hắc ớ tê nặng hật rị xóa ha. Cái hật rị nó giống như là một ấn chú, giống như một tờ giấy mà ký tên mà chưa đóng mọc á, thì nó không có lực. Thì chúng ta niệm Om Mani Padme Hum không có lực, mà nếu thêm hật rị là bắt đầu có năng lực. Hật rị xóa ha, xóa x o a sắc. Om Mani Padme Hum hật rị xóa ha. Chúng ta thường xuyên niệm như vậy. Cái âm của Om Mani Padme Hum này có khả năng tiêu trừ được những cái tà tâm, những cái tạp niệm ở nơi tâm thức của mình nữa, dễ yên tâm hơn trong tất cả các tình huống. Và nếu chúng ta niệm mà đi vào thiền định á, thì chúng ta niệm vẫn có tác dụng để cho chúng ta nhanh được thiền định hơn các cái niệm khác. Thì quý vị thử, quý vị sẽ thấy công phu này nó có cái rất là có lợi. Không phải là trừ khử cái tà ở bên ngoài, mà trừ khử luôn tà tâm tạp niệm của chính mình luôn. Tâm rất là thanh tịnh và chúng ta sẽ thăng tiến công phu rất là nhanh. Cái thứ năm là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện. Quý vị có tưởng tượng ra là Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là một tay cầm cái gì? Một tay cầm cành dương liễu đúng không? Một tay cầm cái bình. Thì vậy là cái bình đó gọi là Thanh Tịnh Bình. Thanh tịnh bình, còn cái cành dương liễu gọi là thùy dương liễu cam lồ sái thanh tịnh. Tức là
cái bình đó là cái bình thanh tịnh, cái bình đó thực sự thanh tịnh thì mới chứa được nước cam lồ. Và cái nước cam lồ đó mà cành dương liễu dúng vào để rải cho đến chúng ta đó, gọi là xoáy thanh tịnh đó, thì tất cả chúng ta đều được thanh tịnh, đều được thanh tịnh thân tâm của mình. Như vậy là cái gốc để chứa nước cam lồ là gì? Là phải cái bình phải thanh tịnh. Bình phải thanh tịnh, đúng không? Tất cả mọi cái mà nếu có năng lực thì phải xuất phát từ chỗ thanh tịnh, năng lực nó mới có. Thì vậy là cái bình để đựng nước, mà nước nó được gọi là cam lồ thì phải chứa trong bình thanh tịnh đó. Cũng như chúng ta là nếu mà muốn cho cái năng lực tâm chúng ta nó mạnh lên, chúng ta muốn tác ý là một điều gì mà cho có tác dụng á, giống như nãy mình niệm cái ngày Quán Thế Âm, mà muốn có tác dụng, muốn có lực thì tâm chúng ta cũng phải thanh tịnh mới có tác dụng lớn. Như vậy là một người tu mà đạt được cái cảnh giới tâm thanh tịnh á, thì những cái gì dung chứa nơi tâm của họ đều là gì? Là cam lồ, có thể giúp đỡ trần gian này. Còn mà chúng ta có thể giúp người khác mà tâm chúng ta không thanh tịnh thì không có lợi ích cho ai cả. Cho nên cái chính là phải được thanh tịnh, trong sáng. Như vậy là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm là không còn những cái tạp niệm lăng xăng nữa. Những cái thiện ác nơi Ngài đã được quá tán thanh tịnh rồi. Ngài ở cái chỗ viên thông Như Lai, trùm khắp pháp giới không có gì dính nhiễm được. Thì trong đó rất là thanh tịnh. Cho nên những cái hành động, những cử chỉ, những lời nói, những suy nghĩ của Ngài đều xuất phát từ cái chỗ thanh tịnh Như Lai đó. Cho nên có rất nhiều năng lực, mà không phải năng lực bình thường riêng cho một người, mà một lần có thể giúp khắp 10 phương pháp giới này vẫn không tiêu hao cái năng lực của mình. Và đều có kết quả lớn cho tất cả các nơi. Ví dụ như bây giờ ở cái thành phố Mỹ Tho chúng ta có khoảng 10 người niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm cầu cứu. Còn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 100 người, ở Hà Nội có khoảng 1000 người, ví dụ vậy. Và khắp thế giới này chỗ nào cũng có người niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm cầu cứu. Mà bằng cái tâm thanh tịnh để niệm, nhất tâm để niệm thực sự, thành tâm để niệm thực sự, thì tất cả những người này đều cảm nhận được năng lực. Đó là năng lực từ cái chỗ thanh tịnh là trùm khắp pháp giới, là đều có đến tất cả các nơi, chứ không phải là đến một chỗ riêng một mình mình. Ví dụ như bây giờ ở đây mình đang ngồi niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm để mình cầu chuyện gì đó thì có kết quả cho mình, thì mình nghĩ rằng chắc là Ngài Quán Thế Âm chỉ quan tâm tới mình thôi, và năng lực đó chỉ tới mình, chứ thật sự không phải. Có hàng tỷ người đang hướng về, và hàng tỷ người đang cầu khẩn, hàng tỷ người đó vẫn nhận được năng lực và nhận được lợi ích đó liền. Đó, thành ra từ cái chỗ thanh tịnh mới có năng lực vĩ đại. Cho nên nếu mà chúng ta muốn làm một cái việc gì thì chúng ta nên yên tâm, tâm chúng ta thực sự an á, thì sự việc chúng ta làm mới có hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta chỉ cần nấu cơm thôi mà cái tâm chúng ta dao động nghĩ suy chuyện này chuyện kia thì coi chừng nồi cơm không có hiệu quả. Hoặc là chúng ta sắc gọt rau củ thôi, phải không? Mà nếu mà chúng ta tâm chúng ta không yên mà vừa sắc chúng ta vừa nghĩ ngợi buồn chuyện này nhớ chuyện kia là coi chừng hồi sắc vô ngón tay. Tâm chúng ta không yên là không có hiệu quả trong tất cả các công việc. Ở trong nhà Phật có một câu là trụ tâm nhất xứ là vạn sợ sự bất biện. Tức là tâm chúng ta mà trụ được một nơi rồi là không có chuyện gì mà chúng ta làm không có xong. Cho nên là nếu mà một người mà tâm thực sự thanh tịnh, tức là không có hai tâm trong lúc chúng ta làm, nó làm việc gì là chỉ có cái việc đó thôi. Ví dụ chúng ta đang ngồi viết thì chúng ta chỉ viết thôi, không có việc thứ hai. Chúng ta đang nấu cơm thì chỉ nấu cơm. Chúng ta đang ngồi thiền là chỉ ngồi thiền, không có việc thứ hai. Thì vậy là tâm chúng ta đang rất là thanh tịnh. Mà chúng ta đang ngồi thiền mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện là chúng ta tụng kinh đi thì nó không thanh tịnh. Cái đó cũng được gọi là không thanh tịnh. Đừng nói là cái chuyện là chúng ta phải nghĩ tới giận người này, ghét người kia. Nghĩa là cái tâm chúng ta có sự sai biệt trong lúc chúng ta đang làm là chúng ta không thanh tịnh. Không thanh tịnh. Vì vậy là chúng ta sẽ không đạt được hiệu quả. Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi đây để nghe giảng mà tâm chúng ta chỉ cần hướng ra bên ngoài là tâm chúng ta không còn thanh tịnh. Và không còn thanh tịnh thì chúng ta không nhận hiểu hết những cái ý tứ trong bài giảng. Chúng ta không hiểu bài giảng muốn nói điều gì, đúng không? Đó, cho nên là lúc nào tâm thanh tịnh thì cái sự việc bắt đầu nó có hiệu quả. Bắt đầu có hiệu quả. Thì ở đây cũng vậy. Ngài Quán Thế Âm là có cái thanh tịnh bình, tức là cái sự dung chứa thanh tịnh rộng lớn trùm khắp pháp giới của Ngài. Tức là cái tâm của Ngài đã thanh tịnh trùm khắp pháp giới rồi. Cho nên những cái gì mà có ra trong pháp giới này đối với Ngài đều là thanh tịnh. Từ cái năng lực thanh tịnh đó mà dung chứa được nước cam lồ, tức là dung chứa được cái năng lực để cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên cái cành dương liễu, thứ hai là cái cành dương liễu là cái gì? Cành dương liễu là chúng ta thấy cái liễu rủ ở một số điểm du lịch người ta trồng.
cái cành nó không có lớn mà em để ra cái nó rủ 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 xuống như vậy, nhưng mà gió bão cũng không làm gãy nó được. Gió thở qua nó quật qua, gió thở lại nó quật lại, gió thở tới quật tới, gió thở lui nó quật lui, nhưng mà không bao giờ bị gãy. Điều đó muốn nói cái gì nữa? Muốn nói tới cái điều thứ hai á, đối với thế gian chúng ta xem như cái đó là một cái sự nhẫn nhục của mình. Muốn cứu độ một người trong cái cõi này có dễ không? Khó vô cùng. Nhưng Bồ Tát vẫn ẩn nhẫn, phải không? Từ cái cõi thanh tịnh của một vị Bồ Tát mà xuống cái cõi mà nhơ quế cõi Ta Bà, chúng ta là nghịch cảnh rồi. Giống như bây giờ chúng ta thấy là cái mùa nắng, mà chúng ta ví dụ như là cỡ mùa hè của mình đang rất là nóng nực, đúng không? Chúng ta đang ở phòng lạnh rất là mát mẻ, và bước ra trời nắng là chúng ta nghe nó khó chịu, nghe nó nóng nực rồi. Mà phải làm việc ở ngoài đó là chúng ta phải ẩn nhẫn lắm, chúng ta mới ra ngoài trời làm việc được. Thì vị Bồ Tát ở trong cái cõi thanh tịnh của chính mình á, cái an lạc á, cái phúc lạc á, cái thanh thoát của họ gấp 1 tỷ lần so với cái chuyện một người ở phòng lạnh ra ngoài trời. Như vậy là một Bồ Tát từ cái cõi giới của vị Bồ Tát mà tới cõi Ta Bà chúng ta là nó cực khổ cho Ngài vậy đó. Nó khó khăn chứ không phải là dễ dàng. Chính chúng ta ở đây quen rồi, nhiều kiếp rồi mà chúng ta còn thấy cõi này nó còn khó khổ, đúng không? Như vậy là một người đã thoát khỏi cõi giới này rồi mà họ quay lại thì họ có cực nhọc, họ phải ẩn nhẫn để cứu độ chúng ta, để thể hiện cái lòng từ của Ngài quá lớn á. Các vị Bồ Tát mà lòng từ bi mà không đủ mạnh á, xuống cõi này làm việc lần bỏ chạy mất. Nhưng mà Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm của ta thì sao? Là thường trụ cõi Ta Bà, thì rõ ràng là cái sức mà ẩn nhẫn để chịu đựng cái khó khăn trong cõi này á, rất là lớn. Có khi á, là một đời Ngài ứng thân làm một cái người phụ nữ để lo cho cái dòng họ, lo một gia đình thôi. Có khi Ngài ứng thân làm một người nam để lo cho dòng họ, cho gia đình. Một đời các vị xuống làm một cái việc nhỏ nhưng mà cũng phải xuống làm, vì cái duyên phải giúp cái dòng họ đó với nhau thì Ngài tới đó Ngài giúp. Ví dụ thì Ngài cũng phải ẩn nhẫn, phải chịu đựng cái kiểu của con người của mình, phải chịu quy luật về sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, đủ thứ chuyện khổ đau trong cõi này. Thì khi Bồ Tát nó ứng quá thân để xuống cõi này để làm việc Phật sự thì phải chấp nhận tất cả những cái thương đau đó, nhưng mà vẫn không lui sụp, tức là vẫn không làm cho Ngài ô uế được, vẫn dung chứa được cái nước cam lồ trong tâm của mình, vẫn giữ cho tâm được thanh tịnh như bình thanh tịnh, thanh tịnh mình kia. Nghĩa là trong tất cả những cái cõi giới ở mười phương này, Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện ở đâu để cứu độ chúng sanh thì Ngài cũng vẫn luôn ở trong cái tâm thanh tịnh đó, và lại vẫn luôn đầy đủ lòng đại từ đại bi, vẫn luôn ban phát những cái lợi lạc để cứu giúp, làm cho tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh tâm, thanh tịnh thân, thoát khỏi những cái khổ ách. Dù bất kỳ chúng sanh ở cõi nào, Ngài cũng đủ sức làm điều đó. À, chúng tôi nhớ có một cái mỗi chuyện mà cách đây khoảng 10 năm tôi gặp một ông cụ, ông làm cái ngành kiến trúc. Mà cái chỗ xây dựng này mình không tiện nói ra, nhưng mà đại khái là ông làm ngành kiến trúc đó, ông làm thiết kế nội thất cho một cái tầng hầm của một cái cơ quan nhà nước. Và cái chuyện này là trước giải phóng đó. Tầng hầm nó đi vào là ở dưới có một cái hồ rất lớn chứa cái hồ axit ở dưới. Tầng hầm bí mật, sau khi xây dựng xong là toàn bộ cái băng thợ của ông cùng với ông thiết kế là đều bị đưa vô một cái đường rất là hẹp. Và được đúc bằng bê tông, đường nhỏ đủ một người đi tới tầng hầm axit và phải tan thân tại đó, không còn ai sống sót hết. Ông là một trong những người đó. Khi tôi gặp ông là ông đã 70 mấy tuổi rồi. Thì ông kể là sau khi xây dựng xong cái đường hầm bí mật đó rồi thì ông cùng với bạn ông đi thẳng tới hầm axit để chết. Thì ông đi sao chót, ông nghe tiếng la là chết, la giải chết, la giải chết, la giải chết hàng loạt như vậy. Thì ông tự nhiên nhớ tới cái hồi nhỏ đó, ông không phải đạo Phật, sau trận đó mới bắt đầu quy y. Hồi nhỏ thì ở nhà cứ hở là ông nghe mẹ ông niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát, thì lúc đó ông bắt đầu mới nhớ theo câu đó ông niệm. Và ông cứ nhắm mắt niệm, tại vì trong đó trong hầm tối cũng không mở mắt, cũng chẳng có thấy cái gì đâu, thì cứ nhắm mắt niệm và cứ đi tới hoài. Sao ông cứ đi tới mà ông vẫn thấy ông chưa bước sụp hầm axit. Ông đi riết tới đụng một cái bờ tường,
Thì ông mở mắt ra, mở mắt ra là đúng cái bờ tường nhà mình. Ông nói là không biết ông thoát cái kiểu nào, ông cũng không hiểu nổi cái chuyện mà ông thoát ra được cái tầng hầm A-xít đó. Và từ đó ông trốn luôn, ông trốn cho tới khi sau giải phóng, bảy mấy tuổi, một kiến trúc sư lừng danh. Thì rõ ràng là cái sự linh nghiệm mà cứu thoát khi mình niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm đó, ông cũng không có tưởng được. Cho tới giờ phút này ông nói là bây giờ ông cũng không biết ông ra mà kiểu nào nữa. Suy nghĩ hoài, tức là ông nói là đã hơn 40 năm tôi suy nghĩ tới chuyện này thầy, mà tôi cũng không biết tôi thoát khỏi đường hầm này bằng cái kiểu gì nữa, không biết thoát ra bằng cái cách nào. Đây là một điều rất là linh nghiệm mà chúng tôi thường nghe những người, phải nói là những nhân chứng lịch sử thật kể chứ không phải là cái chuyện huyền thoại. Thì năm đó tôi nhờ ông xuống ông vẽ cái bản vẽ để xây cái tháp của chùa. Thì khi ngồi nói chuyện là ông kể lại cái chuyện đó. Thật ra chúng ta thấy là khi mà cái sự thanh tịnh đó nó có năng lực, nó biến có thành công, biến không thành có. Cái đường hầm, thay vì đường hầm đi thẳng tới hầm A-xít thì nó biến thành một con đường khác để ông đi thẳng tới về nhà mình. Những năng lực thanh tịnh nó khủng khiếp như vậy. Cho nên khi mà một người tâm thanh tịnh rồi là đủ năng lực để có thể biến hóa tất cả mọi cái. Mọi người đang đau khổ thì sẽ đủ sức để có thể chuyển hóa sự đau khổ cho người khác nếu mà tâm mình thanh tịnh. Một điều này rất là dễ thấy nhất. Nếu như ở đây quý Phật tử chúng ta thực hiện công phu tu tập á, quý vị sự về nhà mà niệm Phật hoặc là chúng ta tọa thiền, có một cái lúc nào đó quý vị thực sự được định đúng như những cái định ở trong đạo Phật nói, thì quý vị sẽ thấy là cải hóa gia đình mình ngay lập tức. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ thấy mọi người trong gia đình sẽ có thay đổi. Sở dĩ mà chúng ta tu mà những người xung quanh chúng ta chưa có thay đổi là cái tâm chúng ta chưa có đủ cái thanh tịnh đó. Có một chuyện kể của một người Phật tử chúng tôi quen á, thì khi cô ta từ trước giờ là cái bàn Phật đang thờ trong nhà là không ai tới đó để đốt nhang cả, không có người nào trong nhà tới đốt nhang. Thì khi cô nghe cái băng giảng về phương pháp tọa thiền, cô bắt đầu ngồi và liên tục 5 đêm cô ngồi, cô nhập định đúng 5 đêm, ngồi đạt được định đúng 5 đêm như vậy. Thì sáng hôm sau là ông chồng tới bàn Phật đốt nhang, mấy đứa con tới bàn Phật đốt nhang, và cả tất cả những người làm trong nhà mỗi đêm đều tới đó lại Phật đốt nhang. Và từ đó cô đi chùa thoải mái, không có còn ngăn cản nữa. Đó, khi năng lực thanh tịnh nó đủ sức để cảm hóa những người xung quanh, dù mà họ cỡ nào họ cũng có thể cảm hóa được. Cho nên một người mà đạt được thanh tịnh thì cái năng lực rất là lớn. Những cái suy nghĩ chúng ta vọng động nó nhỏ nhiệm, nó chợt có, nó chợt mất. Nhưng mà cái thanh tịnh là một cái gì nó trường tồn, cho nên nó có năng lực rất là lớn. Tâm chúng ta càng nhỏ nhiệm chừng nào thì năng lực càng mạnh chừng đó. Giống như ở ngoài chúng ta thấy á, ví dụ như cái núi là chúng ta thấy vững lắm rồi đúng không? Cái tường này chúng ta thấy nó rất là vững rồi. Nhưng mà gió là chúng ta thấy không có cái tướng. Cái tường là thấy có tướng, cái núi là thấy có tướng. Gió thì không có tướng mà khi nó thổi một cái là có thể sập tường, có thể là bay đá núi vân vân, đúng không? Ví dụ như những cơn nước lũ mà nó tràn về thì những nhà cửa, nước thì nó mềm hơn cái tường này, nhưng mà nước tràn về là sập nhà, sập cửa hết. Thì vậy là cái nhỏ mà chúng ta không thấy hình đó là gió. Thì gió chỉ cần nhúc nhích cái là tạo thành sóng biển. Thì chúng ta thấy cái gì mà nó thô thiển, thấy vậy, thấy mới nhìn thì tưởng nó cứng, nhưng mà thật sự nó không có cứng, không mạnh, không đủ lực. Những cái tường thành, những cái vách núi đều có thể bị lũ cuốn trôi. Mà lũ nó rất là mạnh, nhưng mà nó bị gió thổi tạo thành sóng. Vì vậy là khi cái tâm chúng ta còn thô á, tâm chúng ta không có định lực, buông ra là nghĩ đủ thứ chuyện mà không có lúc nào chúng ta dừng, không tạo được cái khoảng trống cho tâm của mình á, thì chúng ta không có lực gì hết. Nhưng mà khi vắng bóng những cái ý niệm tham sân rồi, những cái ý niệm buồn thương giận ghét nó bắt đầu nó vắng, nó lặn xuống, tâm chúng ta nó nhỏ nhiệm, nó sâu lắng rồi á, thì chúng ta có lực. Ví dụ như chúng ta muốn chuyển một người bên cạnh, một người bạn của mình thôi, họ đang rất là xấu, nhưng mà chúng ta cũng dùng lời để chúng ta khuyên, chúng ta dùng hành động này hành động nọ để chúng ta khuyên, họ không có chuyển tâm. Nhưng mà khi chúng ta tu tốt rồi, cái năng lực tự tâm chúng ta có rồi á, thì chúng ta chỉ cần nói một lời họ có thể bỏ ác theo thiện liền. Giống như quý vị thấy là tại sao quý Phật tử chúng ta thích lại được gặp những vị tôn túc, những vị hòa thượng lớn, là vì chúng ta nương cái đức đó. Các vị mà tu lâu thì các vị có đức, mà sở dĩ các vị có đức là do tâm các vị thanh tịnh.
Chỉ cần chúng ta nhận một lời khuyên đó là cả đời chúng ta làm không xong. Còn những người trẻ trẻ nhỏ nhỏ thì chúng tôi đi giảng thì có khi là giảng nghe cũng thấy được chấp nhận đó, nhưng mà về chúng ta có thể quên. Thì nếu mà quý vị gặp một vị có đức thì không có cần phải giảng nhiều tiếng mấy đâu, lại gặp đảnh lễ chút sức khỏe hòa thượng khuyên câu gì đó là về ăn chay suốt đời không bao giờ bỏ. Thôi về ăn chay đi con, cái là dạ, cái là về ăn không bao giờ, không bao giờ bỏ. Nhưng mà gặp chúng tôi khuyên quý vị ăn chay có thể ăn ba bữa bỏ rồi. Đó là ra chúng ta thấy là cái năng lực tự tâm nó có một cái tác dụng rất mạnh đối với người đối diện. Ra khi Bồ Tát mà đã có cái thanh tịnh bình, thanh tịnh bình là biểu trưng cho cái sự dung chứa cái cam lồ thanh tịnh sạch sẽ để có thể cứu giúp được chúng sanh. Có nghĩa là cái tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm rất là thanh tịnh để dung chứa được cái từ bi, và chính cái từ bi đó mới có cái năng lực cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên là do cái thanh tịnh bình và cái dương liễu, cái cành dương liễu, tức là một sự ẩn nhẫn. Đối với chúng ta dùng cái từ là nhẫn nhục thì nó không đúng. Bồ Tát thì không có còn cái chuyện nhẫn nhục, tại không có sân mà nhẫn như mình, mà gọi là sự ẩn nhẫn để chịu khó giống như tất cả chúng ta. Tức là từ một người giống như bây giờ mình là ở đây, chúng ta ở thành thị đi, thì có lần chúng ta đi cứu trợ những cái người mà dân bị bão lũ thì chúng ta cũng phải chịu khó chịu thương là phải lội xuống bùn, lội xuống sình, phải không, phải dâng nắng hay nơi để có thể đi giúp người ta. Thì mình ẩn nhẫn đó chỉ một phần tỷ của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Ngài phải ẩn nhẫn, phải kiên trì từ đời này qua kiếp nọ chờ đợi để cứu giúp từng người từng người từng người để cho họ được thanh tịnh, được thanh tịnh. Vậy là cái nguyện thứ tư của ngài là ngài dùng cam lồ sấy tâm, dùng cam lồ để làm sạch, làm thanh tịnh thân tâm của tất cả chúng sanh. Từ cái tâm thanh tịnh của ngài, ngài ẩn nhẫn để xuống cái cõi ta bà này của chúng ta, và dùng cái cam lồ, giáo pháp cam lồ của ngài, hoặc là năng lực thanh tịnh từ tự tâm của ngài bằng vô hình hoặc là bằng hữu hình để ngài có thể giúp đỡ chúng sanh muôn loài ở trong pháp giới mười phương. Đó thì gọi là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lồ Sấy Tâm Nguyện. Tức là ngài dùng nước cam lồ để có thể rưới mát, để có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Đó là tâm nguyện của ngài Quán Thế Âm, đem lại sự mát mẻ, sự vui tươi, sự an lạc, sự thanh thoát cho tất cả chúng sanh. Đó là cái nguyện thứ năm. Cái thứ sáu là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Tức là đối với ngài Quán Thế Âm là có đầy đủ cái gì? Cái lòng đại từ nè, lòng đại bi nè, rồi là năng hỷ xả nè. Đối với Bồ Tát Quán Thế Âm là thứ nhất là gì? Hay cứu khổ tất cả chúng sanh, phải không? Hay ban vui cho tất cả chúng sanh, gọi là từ bi. Phải không? Từ bi có năng lực, từ bi là cứu khổ, là ban vui. Thì tất cả chúng sanh mà đang hướng về ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là luôn nhận được cái sự an lạc và luôn được thoát cái sự khổ đau. Cho nên ngài Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm là luôn luôn được chúng ta kính ngưỡng. Nếu mà nói tới ngài Quán Thế Âm là chúng ta nói tới hai cái chữ là Đại Từ Đại Bi. Cho nên cái câu niệm của chúng ta cũng vậy, là Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Tức là khi mà hướng tới ngài Quán Thế Âm là chúng ta luôn luôn cầu cứu và được ngài giúp cho chúng ta thoát khổ, và chúng ta liền được sự an lạc. Cho nên cái Đại Từ Đại Bi là luôn luôn có đối với cái ngài Quán Thế Âm rồi. Và ngài luôn là cái người vui vẻ xả bỏ tất cả những cái phiền hà xảy ra trong cái cõi này khi ngài tới cứu độ. Đâu phải dễ đâu. Có khi là tới giúp một người, họ đâu phải là giơ tay để cho mình giúp đâu, họ phản đối lại, thậm chí họ còn chửi mình nữa. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi ra ngoài đường nữa nha, trong cái lúc trời mưa, mưa xong cái động lại một vài trũng nước dơ dơ, thì có mấy đứa bé nó xuống nó dọc nước, cái mình sợ nó lỡ lối, nó bị ghẻ chóc, nó bị nhiễm trùng, mình lại mình nói con nước này dơ lắm, con đừng có dọc, không có tốt đâu con. Nó đi chỗ khác chơi, dũng nước này tôi xí rồi đó nha, không có được tới đây để giành của tôi nữa. Nó không có chấp nhận đó, nó chấp nhận. Thì chúng ta cũng vậy, được Phật Tổ, được Bồ Tát khuyên chúng ta biết rằng cái cõi này là quyển, là giả, là tạm thôi, đừng có đắm mê trong này nữa. Mấy người không biết chứ hưởng dục lạc này vui lắm chứ bộ. Mình đâu bao giờ thấy cái dục là khổ đâu, đúng không? Đối với ta ngũ dục là vui. Khi nào mà mình thấy được
thực sự ngũ dục là khổ á, thì khi đó chúng ta mới tính tới cái đường thoát ra cái cõi này. Còn khi nào chúng ta thấy cái tiền tài là một cái gì vui với mình, có tiền chúng ta vui, không có tiền chúng ta buồn, thì biết rằng lúc đó chúng ta vẫn còn nhận ngũ dục là vui. Rồi thấy sắc đẹp mình vui, thấy không có sắc mình buồn, phải không? Thấy có danh vọng mình vui, không có danh vọng mình buồn. Tức là chúng ta vẫn còn coi trọng ngũ dục, lấy ngũ dục làm vui. Thì vậy là Bồ Tát có đưa tay xuống giúp, mình cũng phải gỡ tay ra nó để tôi hưởng cho hết năm nay, hay là hưởng dài năm nữa. Là trời ơi, cả đời tôi cực khổ, bây giờ tôi lỡ giàu có được gì, có tiền có bạc, không cho tôi hưởng, bắt tôi đi cõi khác là không có đi, ở đây hưởng. Tức là lúc đó chúng ta vẫn từ chối, nhưng ngày Bồ Tát Quan Âm vẫn sao, vẫn vui vẻ và xả bỏ cái điều sai lầm của mình để ngày ẩn nhẫn, ngày tìm phương tiện giúp đỡ chúng ta. Có một lời nguyện à. Lời nguyện này nên nói trước công chúng, quý vị có thể chép, còn ai mà nghe không được thì có thể là chúng ta sau này nghe băng giảng lại nha. Nguyện này nó hơi lớn, nguyện hơi lớn nhưng mà chúng ta cũng nên nghe đi. Tức là khi chúng ta, trước khi chúng ta ngồi thiền nè, đáng lý cái này là tôi sẽ đưa cho cái bài giảng tới á, nhưng mà đây hỏi chúng ta nói trước, cái bài giảng tới chúng ta sẽ nói lại cái bài nguyện này. Khi mà mình đảnh lễ trước bằng Phật, mình khấn nguyện á, tại vì tất cả những cái nguyện nó tạo thành một cái lực cho cái công phu tu tập của chúng ta, không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp cho tới khi chúng ta thành Phật. Tùy cái nguyện của mình mà cái năng lực nó sẽ đưa chúng ta đi tới đâu. Ví dụ như bây giờ mình tu, mình chỉ cầu là mình gia đình mình được bình yên thôi. Như đó mình cảm thấy thỏa nguyện rồi thì mình thấy yên yên gia đình mình là đủ. Mình cầu mình có được phước báo thì mình thấy có khá giả cái phước báo hơn chút là mình đã thấy đủ. Nhưng lần này mình không nguyện đơn giản như vậy, mình nguyện cho tới khi thành Phật. Thì từ đây cho tới khi thành Phật là mình tu làm sao, mình học làm sao, mình hành làm sao, và mình chứng đắc làm sao, cho tới khi mình chứng quả Phật như thế nào. Đó là một cái lời nguyện của mình. Và nếu chúng ta thực hiện lời nguyện đó là tự động, ví dụ như lỡ chúng ta có mất đi trong đời này, thì cái nguyện nó sẽ gìn giữ chúng ta đời sau, chúng ta tiếp tục thực hiện cái hạnh nguyện đó. Thì đó, cái hạnh nguyện là cái rất cần thiết cho những người tu tập. Nên chúng ta cũng nên phát tâm phát nguyện lớn, chúng ta có nguyện lớn để chính nguyện nó sẽ giữ, nó sẽ ung đúc chúng ta từ đây cho tới ngày chúng ta thành Phật. Nên là khi mà đốt nhang trước bàn Phật á, thì chúng ta nên khấn nguyện, khấn nguyện. Và chúng ta nguyện không phải một mình nữa. Thì trong cái quý vị có thể nghe cái bài giảng lễ Phật thành đạo năm 2009, 2008 chứ. Thì chúng tôi có nói tới cái này, nói tới cái lời nguyện này. Tức là thứ nhất là ha, khi mà đảnh lễ trước bàn Phật rồi thì nguyện con nè, con tên gì, pháp danh gì đó, cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là nguyện đó. Thì thứ nhất là mình cùng với chư vị hộ mình. Thế là mình ở trong cuộc sống này, bất kỳ ai, dù người đó là giàu sang hay nghèo khổ, đều cũng đều có cái người hộ chúng ta cả. Họ gìn giữ mình suốt 24 tiếng đồng hồ, dù chúng ta có ngủ đi họ cũng giữ mình. Cho nên khi mình đã lại Phật, mình làm một điều công đức phước đức là mình cũng phải nghĩ tới người ta một chút. Cho nên nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, những người hộ mạng mình đó, những người gìn giữ bảo bọc mình đó. Nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, tức là dòng họ bà con mình, những người tùy tùng, những người đi theo mình, những người ở mình, những người xung quanh liên hệ tới mình có thể trợ giúp chúng ta điều gì đó trong cuộc sống này, những người liên quan mật thiết chúng ta, gọi là tùy tùng quyến thuộc đó. Rồi cùng với tứ ân phụ mẫu của chúng ta. Tứ ân phụ mẫu thì biết rồi phải không? Rồi cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Ví dụ như mình lễ đó nha, ví dụ như là cái câu chí tâm đảnh lễ nè, chúng tôi thường hay có hướng dẫn quý Phật tử lễ như thế này: chí tâm đảnh lễ hoặc là nhất tâm đảnh lễ, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng củ quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ. Cầu khi chúng con đảnh lễ, thân biến ra muôn vạn ức thân, đồng
cung kính đảnh lễ. Ví dụ như mình lễ Phật thì tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới, không? Chúng ta đó chưa? Thì chúng ta muốn lễ gì nghĩa theo cái nghi thức mà của kinh Nhật Tụng đó, thì tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp thì nó đang thần trú tam bảo cũng được. Hoặc là chúng ta chỉ cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ hư không khắp pháp giới cũng được, không? Rồi cái lễ thứ hai là chúng ta cũng như vậy, cũng đọc hết như vậy rồi chúng ta lễ. Tôi hay nói chơi, tôi nói tôi ít tu lắm, nhưng mà tôi tu là tôi chấp cái gì tu ngàn năm, tôi tu năm đủ rồi. Thì sao từ trước giờ là mình nhất tâm đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tổ không khắp pháp giới lại xuống lại. Là thứ nhất là có một mình lại, mà có một thân này lại thôi. Còn này là mình lại cùng chư vị hộ mình, cùng của quyền thất tổ, cùng tất cả chúng sanh muôn loài đều lại hết. Và cái đặc biệt nữa là thân mình lại biến ra muôn vạn ức thân để đồng cung kính đảnh lễ tất cả chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới. Tức là chỗ nào có Đức Phật, dù là mới thành Phật hoặc là đang thành Phật hoặc là đã thành Phật, phải không? Thì thân mình liền biến hóa tới đảnh lễ ngay cái chân Đức Phật đó, không có sót Đức Phật nào hết. Thì cái phước báo nó khác đi nhiều lắm, khác rất là nhiều, phải không? Rồi chúng ta đọc luôn cái bài chú biến thân nữa. Và chú biến thân nữa nè. Khi đó hai cái tay chúng ta chấp lên giờ chúng ta, hai cái tay chấp, thay giờ chấp gì đúng không? Chấp gì thì chúng ta cuốn ngón trỏ lại, cũng chấp hình búp sen như vậy ha. Chúng ta để ngang trán, để ngang trán chúng ta đã bọc, đọc cái bài chú biến thân. Om mani mani pharavara pharavara rudya badme maha phara bờ he. Xóa ha. Đọc lại này nha. Om mani mani phở ra va ra phở ra va ra rút da bát mê ma ha phở ra bờ hê xóa ha. Là lúc đó hai cái tay chúng ta chấp như thế này, khi đọc xong cái câu chú đó chúng ta búng cái tay chúng ta lên rồi mới cúi xuống lại, nhớ chưa? Và khi chúng ta chấp cái tay mà chúng ta niệm như vậy á, là chúng ta tưởng cái thân chúng ta biến khắp khắp pháp giới để được đảnh lễ chư Phật mười phương. Thì chú này là chú biến thân, cho nên khi mà chúng ta đọc thì hai tay chúng ta chấp bình thường, đúng không? Nhưng mà lúc chúng ta đọc chú là chúng ta co lại thôi, cũng vẫn chấp hình búp sen mà chỉ co ngón này lại. Thì khi đọc xong câu chú là chúng ta búng ra, chúng ta lại xuống, búng thẳng lên đầu là chúng ta lại xuống. Thì lúc đó là chúng ta cứ tưởng tượng là cái thân chúng ta biến quá hai bên, biến hằng hà sa số thân. Tại nãy mình cầu là mình được biến ra muôn vạn ức thân, thì khi chúng ta đọc bài chú là chúng ta tưởng tượng thân chúng ta biến ra đi khắp mười phương pháp giới để được đích thân đảnh lễ từng Đức Phật. Ở quá khứ có bao nhiêu Đức Phật chúng ta cũng được đích thân đến đó đảnh lễ, hiện tại có bao nhiêu Đức Phật chúng ta được biến quá thân tới đó đảnh lễ, và vị lai có bao nhiêu Đức Phật thân chúng ta cũng biến được tới đó để đảnh lễ. Không, tức là chư Phật ba đời và tận hư không pháp giới này có bao nhiêu Đức Phật thì thân chúng ta cũng biến tới đó đảnh lễ các ngài. Khắp pháp giới này có bao nhiêu Đức Phật thân chúng ta cũng biến quá tới đó để đảnh lễ nữa. Hay một lại là có muôn ngàn phước đức chứ không phải là lại bình thường như từ trước đến giờ nữa. Đó là cái lại nha, cái lại nha. Bây giờ tới cái nguyện nè. Nguyện. Ê, có những người biết tu trong vòng 5 phút rồi phước báo xài mấy đời không hết. Bây giờ cái nguyện nè, cái nguyện nè. Thì sau khi mình nguyện con cùng chư vị hộ chúng con cũng giống vậy rồi, hết cái câu nguyện đó. Thì khi mà mình đảnh lễ Phật hoặc là mình tọa thiền hoặc là mình trì chú gì đó, thì con nguyện là cái bây giờ con phát khởi con trì tụng bộ kinh gì đó, hoặc là con phát khởi con niệm Phật, hoặc là con phát nguyện con ngồi thiền. Phải không? Thì nguyện cho con cùng tất cả những vị mà nãy mình đọc á, chư vị hộ chúng con rồi đó, thì được tiêu trừ nghiệp chướng này nha, báo chướng, phiền não chướng, tức là ba cái nghiệp đó, quan khiên trái chướng nhiều đời. Cái quan khiên trái chướng nhiều đời nó làm cho người ta bệnh tật, làm cho thế này thế kia đó, thì cũng được tiêu trừ. Quan khiên trái chướng nhiều đời, nhiều kiếp, những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con.
tiêu trừ được cái vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, tiêu trừ lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp. Có những người tưởng là tiêu ngã rồi nhưng vi tế ngã chấp vẫn còn, cho nên vẫn có thể sống lại. Cho nên là tiêu trừ được những cái hoặc nghiệp vi tế nhỏ nhiệm nhất của mình, khai mở đại trí huệ để chúng con thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tâm tạng giáo điển của chư như đại lễ lại, hòa nhập vào bồ đề tự tánh thanh tịnh. Tức là khi mình thấu hiểu chân lý rồi là mình nhập trong cái bồ đề tự tánh, tức là bản giác thanh tịnh của mình á, thì gọi là bồ đề tự tánh thanh tịnh. Để cho tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm mà chúng con luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý của chư Phật. Tức là tâm nguyện Đức Phật độ sanh như thế nào, cái điều gì Đức Phật muốn làm là mình nói, mình làm điều giống như vậy, điều được như vậy, điều đúng như vậy hết. Luôn xứng hợp với chân lý, luôn xứng hợp với tâm ý chư Phật mười phương, không? Để tự cứu độ mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê sanh tử luân hồi. Nguyện bắt đầu lớn rồi đó, thấy không? Là con xin nguyện được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai. Tức là mình xin mình làm tôi tớ Đức Phật rồi. Kệ nó, làm tôi tớ Đức Phật cũng được, không có lỗ đâu, đừng có sợ. Để con sẽ chuyển cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình xin nguyện làm sứ, được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để mình chuyển tải cái giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Chúng sanh đó có cái tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là họ có tâm mong cầu thành Phật, mình cũng chuyển tải giáo pháp đến với họ. Và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này thì mình cũng đem giáo pháp đó tới để cho họ được lợi lạc nữa. Hai tâm mong cầu đó, đúng không? Đủ giờ phát nguyện đủ, đủ xài cho cả đời. Phát nguyện này từ đây cho tới khi thành Phật chúng ta làm mới xong. Thành ra khi mà chúng ta có một cái nguyện nào đó đó, kể từ ngày chúng ta phát tâm phát nguyện, đây là cái phát khởi được cái này, là coi như chúng ta đã phát khởi được bồ đề tâm. Hàng đêm chúng ta lễ lại như vậy, tức là chúng ta đã phát bồ đề tâm rộng lớn để độ tận chúng sanh rồi. Rồi là cuối cùng mình còn cầu thêm chút nữa cho chúng sanh, cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sanh muôn loài luôn được tinh tấn tu hành để phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi được tăng trưởng và sớm thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều sớm thành Phật. Mà muốn sớm thành Phật thì phải tinh tấn tu, mà tinh tấn tu thì phước đức tăng, trí huệ tăng thì mới đủ cái công đức phước đức thành Phật được. Chết được hết rồi phải không? Giờ đọc lại từ đầu một lần này nha. Đọc lại từ đầu một lần. Ví dụ như phát nguyện nè, nguyện con cùng chư vị hộ chúng con, cùng tùy tùng quyến thuộc, cùng tứ ân phụ mẫu, cùng cửu quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài. Sau cái thời tụng kinh, sau thời tọa thiền, hoặc là trong thời tụng kinh này, trong thời tọa thiền này, chúng con sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan khiên trái chướng nhiều đời nhiều kiếp, những định nghiệp và bất định nghiệp của chúng con. Không? Nguyện chúng con được tiêu trừ những vi tế hoặc, trần sa hoặc, hoặc nghiệp, lậu hoặc và vi tế ngã chấp, pháp chấp của chúng con. Và cầu nguyện cho chúng con được khai mở đại trí huệ để cho chúng con được thấu hiểu chân lý, thấu hiểu tam tạng giáo điển của chư Như Lai để lại. Tức là không phải Đức Phật bổn sư chúng ta, mà tất cả chư Phật mười phương có để lại cái gì chúng ta cũng đều thấu hiểu hết, không? Thấu hiểu tam tạng giáo điển và thấu hiểu tam tạng giáo điển của chư Như Lai để lại, hòa nhập vào bồ đề tự tánh thanh tịnh để tất cả những suy nghĩ, những lời nói, những việc làm của chúng con kể từ đây luôn xứng hợp với chân lý, xứng hợp với tâm ý của chư Phật mười phương,
để tự cứu thoát mình và chúng hữu tình ba cõi ra khỏi lầm mê trong sanh tử luân hồi. Thấy chưa? Rồi nguyện chúng con được ấn khả làm sứ giả của chư Như Lai để chúng con chuyển tải giáo pháp bí mật nhiệm màu của chư Như Lai đến khắp tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này. Với tất cả những người có tâm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và có tâm mong cầu lợi lạc giữa trần gian này. Nghe chưa? Và nguyện cầu cho tất cả chúng sanh luôn luôn được tinh tấn, luôn được tăng trưởng phước đức và trí huệ, sớm thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi hết. Em thấy cái bài phát nguyện này có thể mình tu tới lúc nào? Tôi định là để giảng cái bài kỳ tới đó chứ. Thật ra khi mà có những người tu tập á, trong đạo Phật á, những người tu hết sức là tinh tấn nhưng mà thấy ở đâu nó cũng còn nguyên đó, không có thay đổi được gì hết. Lý do là người ta phát tâm phát nguyện chưa có đúng mực. Phải nói như vậy là chúng ta cái nguyện chúng ta nó không có lực, không có tới cái chiều sâu của nó. Nên chúng ta tu chúng ta thấy nó lòng vòng tu, mà nhiều khi người ta hỏi ủa tu để được làm gì, mình cũng chẳng có biết trả lời. Tôi tu cũng tinh tấn lắm mà tôi cũng không biết tôi thành cái gì, tôi được cái gì, tôi mất cái gì. Thế nên là phải có một cái nguyện đó, cái nguyện đó là một cái gì đó mà gìn giữ bảo bọc chúng ta từ đây cho tới khi chúng ta thành Phật, chứ không phải là một cái nguyện không một đời này. Phải đủ lớn, đủ mạnh, đủ lực để bảo bọc chúng ta trong dòng chánh pháp, không bị rớt ra ngoài. Khi ai đã phát tâm phát nguyện này rồi thì đời đời kiếp kiếp chúng ta ở trong dòng chánh pháp chứ ra không có được, tại vì chúng ta làm chuyện đó chưa xong mà. Không, mình phát nguyện này mà mình làm chưa xong thì đời sau mình ra đời mình tiếp tục làm theo cái nguyện này nữa, và cứ mãi mãi cho tới khi thành Phật thì mới xong cái nguyện này. Đó thì đó là cái nguyện lực của tất cả những người tu theo đạo Phật. Có mấy câu hỏi trước à. Câu hỏi thứ nhất là không gian và thời gian khác nhau như thế nào? Thứ hai là gì ta? Nhãn gian có câu hiền, nhân gian có câu hiền như đất, nhưng khi đất giận dữ cũng đã vùi chôn bao nhiêu người, và gió lửa nước cũng như thế. Vậy bản chất của nó là gì? Con người cũng do tứ đại mà thành, vậy bản chất con người là gì? Sao con nghe nói nhân chi sơ tánh bổn thiện? Câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền con hay bị ngáp, chảy nước mắt sống, xin thầy giúp con. Cái câu thứ nhất là không gian và thời gian cũng dễ quá mà hả? Không gian, cái thời gian là thật ra là nó là thời gian tâm lý chứ nó cũng chẳng có thật cái gì. Chúng ta có cái khái niệm là chút nữa, hoặc là chúng ta nhớ nghĩ là cái chuyện đã qua rồi. Cái khái niệm nó tự hình thành ở nơi tâm chúng ta, tức là chúng ta đã hình thành cái thời gian có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Chúng ta ngồi chúng ta toan tính một sự việc gì đó, một chút nữa chúng ta làm, chúng ta có cái khái niệm để một tí nữa chúng ta làm, tức là chúng ta đã tự khái niệm thời gian rồi. Hoặc là chúng ta ngồi là chúng ta nhớ là cái chuyện trước, tức là trong đầu chúng ta luôn luôn bị dao động ở hai điểm, một là tương lai, hai là quá khứ. Chúng ta chưa bao giờ dừng lại ở hiện tại phút giây nào cả, chúng ta chỉ lướt ngang hiện tại để tới tương lai và lướt ngang hiện tại để lùi về quá khứ. Tâm chúng ta luôn dao động ở hai đầu này. Còn không gian là một cái khoảng trống khái niệm của chính mình, những cái mà mình có thể mình nhìn, ví dụ như từ chỗ mình tới một cái vật trước mắt, ví dụ từ chỗ quý vị tới cái bình này, thì khi nhìn nó thì quý vị thấy cái bình nhưng mà không thấy cái khoảng trống từ quý vị tới đây. Cái khoảng đó gọi là không gian. Không gian là một khoảng trống không vật chất, khoảng trống không vật chất mà mắt chúng ta không thể thấy được, đó là cái khoảng không gian. Mà vật, tất cả những vật chất nhờ không gian đó mà hình thành. Nếu không có không gian, ví dụ như đây bít hết thì mình không thể ngồi trong này được,
Ở đây ví dụ như khoảng không gian này bít hết thì không thể cất thêm cái nhà, không thể làm thêm cái gì. Nhưng không gian mặc dù nó rỗng không nhưng mà cái giá trị của nó rất là lớn. Nếu không có nó thì không có thành cái gì trong cái thế gian này cả. Không gian là cái gì rỗng, nó không có cô đặc, nó không có vật chất. Chúng ta có thể định nghĩa khái niệm nó như vậy. Ở nhân gian này có cái câu hiền như đất, nhưng mà khi đất giận dữ là vùi lấp không biết bao nhiêu người. Gió cũng vậy, thổi không biết là đổ bao nhiêu cái nhà, lửa không biết cháy bao nhiêu sự vật rồi, vân vân. Nước có thể là cuốn trôi không biết bao nhiêu người chết rồi. Thì trong tứ đại này á, trong tứ đại này, như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói á, cái tứ đại nó là cái gì? Nó không phải do nhân duyên, không phải do tự duyên, không phải do nhân duyên là một, không phải do tự nhiên là hai, mà do tâm hành của chúng sanh, tùy nghiệp của chúng sanh mà thọ cảm cái sự việc như thế. Ví dụ bây giờ chúng ta lửa thì chúng ta không thấy đâu hết, đúng không? Nhưng bây giờ mình muốn bật hộp quẹt để mình đốt cái đèn, tức là tùy theo cái tâm của mình muốn bật hộp quẹt lên để đốt cái đèn, cho nên là sẽ có lửa cháy đủ cái đèn. Nhưng mà nếu mình có tâm là đốt cái đuốc để đốt cái nhà thì nó sẽ cháy nguyên cái nhà, đúng không? Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Chứ còn cái lửa đó nó không phải là do nhân duyên, cũng phải là tự nhiên. Tự nhiên thì nó đã cháy khắp cái cõi này rồi, mình đâu có ngồi đây được. Do nhân duyên hòa hợp cũng không đúng. Thì đây, nếu quý vị mà nghe kinh Lăng Nghiêm đoạn này chúng tôi có giảng, thì vậy là trong tứ đại này không phải là nhân duyên, cũng không phải là tự nhiên, mà tùy theo tâm niệm của chúng ta mà nó hiện hữu. Tâm niệm chúng ta muốn cái gì nó hiện hữu đó. Chúng ta muốn tắm trong hồ thì sẽ có nước hồ để chúng ta tắm. Chúng ta tắm sông thì sẽ có sông. Chúng ta tắm muốn ra biển thì sẽ có biển. Ví dụ gì? Thì vậy là tùy tâm nguyện của mỗi người mà tứ đại hiện ra đúng với tâm nguyện đó. Thành ra khi cái tâm nguyện chúng ta trong trên dao động, không yên ổn, thì nó sẽ tạo thành gió bão. Để ý những cái vùng nào bão lụt nhiều, tâm tư cho người dùng đó như thế nào. Chúng ta để ý, chúng ta thấy cái sự dao động chúng ta sẽ tạo thành năng lượng và tạo thành động ở trong bầu không khí này mà chúng ta đâu có hay đâu. Nó sẽ kết thành những cái trận gió lốc khủng khiếp để cuốn trôi những người đi. Tâm sân hận chúng ta tạo thành những cái nguồn lửa nóng để đốt cháy một cái thành phố nào đó. Tâm dao động trong trên chúng ta không yên ổn, làm sập đất lỡ đai để chết những người có những cái điều đó. Đó là do tâm lượng của chúng sanh mà tùy nó hình thành. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa nó là Như Lai tàng tâm thanh tịnh trùm khắp pháp giới, chứ không phải đất, nước, gió, lửa là cái kiểu thấy hình tướng như mình. Nhưng mà tùy cái duyên nghiệp của mình để mình nhận được cái thân tứ đại này, phải không? Thì mình có cái duyên đó, có cái nghiệp đó, có cái nhân quả đó, cho nên mình mang cái thân này với một cái thời điểm đó, và thân này lại trả tiếp tục trở lại tứ đại, là tùy theo cái nghiệp mà mình hình thành cái thân này, chứ không phải thân này ai tạo ra cả. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người mang cái thân khác nhau. Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, cho nên mỗi người một khuôn mặt không giống ai hết. Ở đây ngồi biết bao nhiêu người, coi có mặt ai giống ai đâu không có. Mà 8 tỷ người trên thế giới này cũng không có cái mặt ai giống mặt ai cả. Vì mỗi người đã mang một cái nghiệp đã tới đây, thì mỗi một cái nghiệp nó sẽ hình thành một thân tướng khác nhau trong cõi giới này. Thì đất, nước, gió, lửa nó là như vậy. Nhưng quý vị nếu mà có nghe cái phần Thu Thất Đại trong kinh Lăng Nghiêm, chúng tôi đã có giảng phần này rất là rộng. Đến cái câu hỏi thứ ba là mỗi lần con tụng kinh và tọa thiền thì hay ngáp, chảy nước mắt sống. Đây cũng là một cái nghiệp của chúng ta. Thực sự là một cái nghiệp. Một là nếu mà do chúng ta ăn uống không tốt, ăn uống không kỹ thì nó sẽ tạo thành hơi. Mà thường những người ngáp nhiều là có một cái dấu hiệu không tốt của bao tử. Không tốt bao tử. Thì do chúng ta ăn thức ăn không tiêu gì đó, chúng ta ngồi thiền có thể chúng ta bị ngáp. Tức là phải xem xét thứ nhất lại là cái ăn uống của mình cái đã. Nếu mà ăn uống chúng ta đang tốt rồi thì chúng ta xem xét lại cái nghiệp thứ hai là coi cái bao tử mình có vấn đề hay không. Nếu bao tử chúng ta tốt rồi